Người càng cao tuổi càng sợ cô đơn, càng thích náo nhiệt, chỉ muốn nhà lúc nào cũng đông vui. Nhưng con cái có sự nghiệp riêng, mà mình tuổi dần già đi. Đồng nghiệp, bạn bè cũng do tuổi và khoảng cách nên ít qua lại. Hai vợ chồng Triệu Gia bình thường hay bảo người đưa mình về nhà máy dệt xem một chút, cũng thường xuyên mời đồng nghiệp tới nhà nhưng dù sao đó chỉ là thi thoảng. Vì thế hai ông bập rất thích năm mới mọi người tập trung đông vui như thế này. Nguyên Tĩnh và Vương Khả là hai cô gái ngoan ngoãn, làm người ưa thích. Có thể nói Trường Xuyên và Vân Hải tìm được bạn gái như vậy cũng làm người ta yên tâm. Trước mặt Triệu Quốc Đống, hai cô gái đều tỏ vẻ hiền hậu, biết lễ phép. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có ảo giác mình thấy Nguyên Tĩnh như luôn có ý dò xét mình. Hắn cũng có thể hiểu, Nguyên Tĩnh là con gia đình quan chức, hơn nữa khôn khéo như vậy thì khó tránh khỏi muốn tìm hiểu về mình. Sau bữa trưa phòng Tử Toàn mới tới, y dẫn theo Tô Tĩnh. Xem ra hai người đã chuẩn bị làm đám cưới. Triệu Quốc Đống từ chối thẳng việc phòng Tử Toàn muốn nói với mình. Hắn chỉ nói nếu có gì khó khăn thì mình có thể đưa ra ý tưởng. Nhưng bây giờ năng lượng Quốc Toàn đang trong giai đoạn nát phát triển, phòng Tử Toàn có thể tự mình làm chủ, nếu không xác định thì có thể bàn với Trường Xuyên. Phòng Tử Toàn và Trường Xuyên nói chuyện rất nhiều, đại khái là tình hình phát triển kinh tế trong năm nay của Trung Quốc, chuẩn bị muốn làm lớn một phen. Triệu Quốc Đống không có hứng thú tham dự, chỉ ngồi trong vườn đọc sách đến khi nhận được điện của Thái Chánh Dương. Sau cuộc gọi của Thái Chánh Dương, Triệu Quốc Đống lại nhận được điện của Lưu Nhược Đồng. Nhược Đồng mồng 4 mới có thể về, trong điện thoại hai người không nói gì nhiều nhưng cô lộ ra một tin cô về cơ bản lần này sẽ về nước, cô có thể sẽ làm ở ban thư ký tổ chức hợp tác Thượng Hải. Cuối năm vừa rồi cô đã bàn giao công việc ở Iran mà sang thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Triệu Quốc Đống mơ hồ biết Lưu Nhược Đồng ở Kyrgyzstan làm gì. Năm ngoái hắn từng nhiều lần nhắc Lưu Nhược Đồng cần chú ý cuộc cách mạng màu của Âu Mỹ sẽ dần thẩm thấu vào khu vực Trung Á, nhất là mấy nước có chính quyền bất ổn như Kyrgyzstan. Điện này xem ra Lưu Nhược Đồng đã truyền lên Bộ Tổng Tham mưu và được cấp trên chú trọng. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải mặc dù có nguyên tắc không can thiệp tình hình các nước nhưng hai nước Trung Nga có địa vị rất cao trong tổ chức đương nhiên không muốn ở khu vực này có các nước thân Tây. Hai nước Trung Nga có thể nói có quan điểm nhất trí ở vấn đề này. Tin tức tình báo cũng có liên hệ. Những năm gần đây Kyrgyzstan có quan hệ mật thiết với Trung Quốc nhưng vẫn duy trì quan hệ với Nga, Nga vẫn có căn cứ quân sự ở Kyrgyzstan. Nhưng Mỹ mượn chiến tranh Afghanistan mà tiến vào Kyrgyzstan, thuê trụ sở không quân ở Manasi cũng khiến Nga rất chú ý và cảnh giác. Vì thế Thượng Hải chính trị của Kyrgyzstan khiến rất nhiều người chú ý. Ban thư ký của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được đặt tại Bắc Kinh, chủ yếu phụ trách mấy ngành như quân sự, kinh tế, văn hóa, an ninh, chống khủng bố. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng là tổ chức quốc tế đầu tiên do Trung Quốc thành lập. Khu vực Trung Á ngoài Tu Ký Lô Metenistan do không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc ra thì các nước khác đều tham gia. Iran cùng Pakistan cũng đã trở thành quan sát viên. Theo việc hợp tác chính trị, kinh tế giữa các nước trong tổ chức trở nên dày đặc, nhất là khi Trung Quốc áp dụng chiến lược đầu tư ra nước ngoài khiến tài chính và các công ty mấy năm gần đây tiến nhanh sang khu vực Trung Á. Nó vừa xúc tiến kinh tế khu vực Trung Á phát triển, cũng thành nơi đầu tư quan trọng của khu vực Trung Á. Quan hệ giữa Trung Quốc và khu vực Trung Á càng thêm dày đặc. Ở tình huống này Trung Quốc và Nga cũng rất cảnh giác với các nguy cơ tiềm ẩn. Tình hình không quá ổn định của Kyrgyzstan khiến hai nước rất chú ý. Mỹ lập cơ sở không quân ở Kyrgyzstan có thể khiến tình hình khu vực Trung Án biến đổi, đó là điều cả Trung Quốc và Nga không muốn thấy. Hai nước đã đưa ra cảnh báo với Kyrgyzstan, cũng có các biện pháp tích cực giúp đỡ ổn định tình hình kinh tế, chính trị của Kyrgyzstan, nhất là ủng hộ Kyrgyzstan phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống nhân dân. Một Trung Á ổn định và phát triển cũng phù hợp lợi ích của Trung Quốc, Nga. Từ việc Nhược Đồng sang Kyrgyzstan, Triệu Quốc Đống có thể thấy Trung Quốc đã không còn đứng ngoài nhìn tình hình thế giới biến chuyển như trước nữa. Bây giờ thái độ ẩn nhẫn của Trung Quốc dần có thay đổi. Việc đối ngoại mặc dù vẫn duy trì thái độ không tạo tiếng vang nhưng khi dính tới vấn đề an toàn quốc gia thì Trung Quốc cũng bắt đầu tỏ thái độ của mình. Chẳng qua về tổng thể mà nói nó chỉ là biến hóa rất nhỏ. Lưu Nhược Đồng cũng không nói gì nhiều chỉ nói công việc bên Kyrgyzstan rất thuận lợi, công việc còn lại cũng có người tiếp nhận. Triệu Quốc Đống không nói gì mà chỉ hy vọng cô giữ gìn sức khỏe, nhanh chóng về nước. Chẳng qua điện thoại của Thái Chánh Dương làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Mùng 1 Thái Chánh Dương gọi tới hỏi mình có thời gian không để đi cùng y.
hắn vốn tưởng Thái Chánh Dương bảo mình sang Côn Châu nhưng thật không ngờ Thái Chánh Dương muốn mình cùng y tới Nam Việt. Việc này đáng để suy nghĩ. Tới Nam Việt cũng có nghĩa Thái Chánh Dương muốn gặp Ninh Pháp. Mặc dù Ninh Pháp và Thái Chánh Dương có quan hệ tốt nhưng tết hai vị lãnh đạo này gặp nhau kéo mình theo làm gì? Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không hiểu, là do Ninh Lăng chú ý biểu hiện của Ninh Lăng, hay một vài động tác của mình đã lan sang Nam Việt? Hình như không phải. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng loáng thoáng biết tình hình công việc của Thái Chánh Dương bên Điền Nam không quá thuận lợi. Lực lượng cán bộ địa phương ở Điền Nam rất lớn, khá đoàn kết. Chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh và tổ chức cán bộ đều là cán bộ địa phương, tình cảm rất sâu với Điền Nam. Việc Thái Chánh Dương tới làm bí thư tỉnh ủy Điền Nam đầu tiên là phải tạo quan hệ tốt với lực lượng cán bộ địa phương. Nhưng ở điểm này Thái Chánh Dương làm không quá tốt. Đương nhiên là bí thư tỉnh ủy, Thái Chánh Dương có quyền lực của người đứng đầu. Hơn nữa Thái Chánh Dương cũng làm chính trị nhiều năm, gặp nhiều sóng gió nên biết cách xử lý và làm không khí Điền Nam thay đổi không ít. Nhưng Triệu Quốc Đống có thể nhận ra tóc Thái Chánh Dương đã bạc đi nhiều sau 2 năm. Một mình y tới Điền Nam nên cần quá trình quen thuộc. Mà trước đó Điền Nam xuất hiện vụ án lớn về tham ô, cho nên dùng cán bộ như thế nào cũng là một thử thách không hề nhỏ. Tình hình kinh tế của Điền Nam chỉ xếp hàng dưới của cả nước, Thái Chánh Dương cũng vì thế mà rất lo lắng. Một tỉnh không thể so với một thị xã, sự phức tạp là rất lớn. Thái Chánh Dương làm rất tốt ở huyện Hoa Dương, thành phố An Đô, làm việc ở Ủy ban Kinh tế và Bộ Năng lượng cũng như ý nhưng khi tới Điền Nam mới là sự thử thách thực sự đối với y. Nhưng mấy việc này không liên quan tới mình, bây giờ Thái Chánh Dương muốn mình đi cùng tới Nam Việt là tại sao? Quyển 16, chương 104. Trường Xuyên thấy Nguyên Tĩnh vẫn quan sát anh mình, y biết người phụ nữ trên pháp luật đã là vợ mình không nhịn được sự kinh ngạc và tò mò. Đại ca mình khiến rất nhiều người nghi hoặc, nếu là người ở bên cạnh có lẽ dần thích ứng nhưng Nguyên Tĩnh mới bắt đầu chính thức tiến vào Triệu gia thì khó tránh khỏi sự tò mò. Nhất là khi Nguyên Tĩnh cũng hiểu không ít về nền chính trị Trung Quốc càng như vậy. Từ góc độ nào đó mà nói Nguyên Tĩnh càng giống mẹ cô hơn. Nguyên Tĩnh rất mẫn cảm và cảnh giác với người ngoài. Mẹ Nguyên Tĩnh khá lo lắng khi Trường Xuyên muốn lấy con gái bà. Bà không phải lo nhà Trường Xuyên là với cao với nhà mình, mà lo Trường Xuyên có tài sản khổng lồ như vậy, lại có ông anh có lời bình luận không được tốt như Đức Sơn nên lo Nguyên Tĩnh nếu cứ tiếp tục yêu và lấy Trường Xuyên sẽ bị tổn thương. Vì thế bà vận dụng rất nhiều tài nguyên để cẩn thận điều tra tìm hiểu về tính cách của Trường Xuyên nên mới chấp nhận Trường Xuyên. Nhưng sau khi có sự xuất hiện của Triệu Quốc Đống lại làm nhà Nguyên Tĩnh xuất hiện gợn xong. Bí thư thị ủy một nơi, lại còn là thường vụ tỉnh ủy có thể nói đã đi vào tầng lớp cán bộ cao cấp, hơn nữa Triệu Quốc Đống mới 34 tuổi đã là bí thư thị ủy nơi có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước có thể nói tương lai vô hạn. Bởi vì mẹ Nguyên Tĩnh rất coi trọng Triệu Quốc Đống, luôn nhắc nhở Nguyên Tĩnh phải tôn trọng từng thành viên trong Triệu gia, nhất là Triệu Quốc Đống nên Nguyên Tĩnh mới rất tò mò về người đàn ông chỉ hơn mình 10 tuổi. Tiểu Tĩnh, có phải là thấy đại ca anh hơi lạnh nhạt với em không? Trường Xuyên nằm trên giường nhẹ nhàng nói. Không, đại ca rất tốt, rất thân thiện với em và Vương Khả. Ừ, không hề có vẻ gì quan cách cả, tốt hơn mẹ em nhiều. Mẹ em lúc mới gặp người dù là họ hàng hay bạn bè đều có một sự đề phòng. Nguyên Tĩnh xoay người dán chặt người vào Trường Xuyên. Đại ca không giống mẹ em, ở nhà còn ra vẻ quan cách làm gì. Chẳng qua mẹ em có lẽ làm ở bên tổ chức cán bộ quá lâu nên có sự mẫn cảm trời sinh. Trường Xuyên nói, ừ, không phải là anh có cái nhìn với bố mẹ em đó chứ. Nguyên Tĩnh dựa mặt mình vào vai Trường Xuyên. Không phải, mỗi bà mẹ đều luôn có cảm giác muốn bảo bọc cho con gái mình, đó là điều rất bình thường. Anh có thể hiểu, nó giống như khi chị gái anh và anh rể làm quen với nhau vậy. Sao không thấy chị ấy về nhỉ? Nguyên Tĩnh hỏi, chị ấy đến Lưu gia vài hôm mới có thể về nhà mẹ, nếu không anh rể sẽ không vui. Trường Xuyên cười nói, quan hệ giữa anh rể và nhị ca không được tốt nên không thích tới nhà anh. Vậy quan hệ giữa anh rể và đại ca rất tốt sao? Nguyên Tĩnh hỏi, ừ, anh rể rất kính trọng đại ca. Thứ nhất lúc trước nhà anh không quá ủng hộ chị qua lại với y, chỉ có đại ca tỏ vẻ tôn trọng lựa chọn của chị, hơn nữa cũng nói vợ chồng chỉ cần có tình cảm tốt thì không cần để ý cái nhìn của người khác. Thứ hai anh rể lúc muốn tự mình gây dựng sự nghiệp cũng là do đại ca hết lòng ủng hộ. Quan hệ giữa anh, Vân Hải với anh rể rất bình thường, anh rể chỉ kính trọng đại ca. Trường Xuyên giải thích, vậy đại ca không phải nói 102 ở nhà sao? Nguyên Tĩnh lại hỏi,
Trường Xuyên nghiêng đầu nhìn Nguyên Tĩnh rồi lạnh nhạt nói. Gần như vậy, từ lúc đại ca học ở trường cảnh sát thì về cơ bản đã có quyền quyết định việc lớn trong nhà thay bố. Dù là Thương Lãng cũng là do một tay đại ca tạo ra, anh và Đức Sơn chẳng qua chỉ là đi theo mà làm. Nguyên Tĩnh nở nụ cười, cô biết người đàn ông của mình từ trước đến giờ luôn nhẫn nhịn. Triệu Quốc Đống có thể có tác dụng rất lớn trong sự phát triển trước đó của Thương Lãng, nhưng về sau Thương Lãng khi phát triển thành tập đoàn hiện đại hóa thì Trường Xuyên mới là người quan hệ, quyết định chính thức. Chẳng qua cô biết người đàn ông của mình có tình cảm sâu sắc với anh trai nên cô chỉ nghe mà không cãi lại. Tiểu Tĩnh, anh biết em đang nghĩ gì, chẳng qua em và đại ca tiếp xúc lâu thì sẽ biết đại ca là người như thế nào. Trường Xuyên như nhìn thấu suy nghĩ của Nguyên Tĩnh. Nếu như anh nói mình miễn cưỡng được coi là người đưa ý tưởng và chấp hành thì đại ca là một người đưa ra quyết định chiến lược trời sinh. Dù đại ca làm ở ngành nào cũng có thể thành công. Trường Xuyên, xem ra anh rất tự tin đến độ gần như mù quáng với đại ca. Nguyên Tĩnh nói. Sự thật là như vậy, anh không cần giấu. Trường Xuyên cũng cười. Đại ca Tết xem ra rất nhàn, em rất khó tin một bí thư thị ủy mà Tết lại không có ai đến chúc. Nguyên Tĩnh nói. Mồng một thuộc về Triệu gia, đây là nguyên tắc của đại ca. Chẳng qua bắt đầu từ ngày mai đại ca sẽ bận. Chị dâu anh mồng bốn về, anh nghe đại ca nói chiều mai phải sang Điền Nam, sáng mồng ba sang Nam Việt. Trường Xuyên thuận miệng nói. Đại ca đi một mình, đi vì công việc sao? Hỏi xong Nguyên Tĩnh mới thấy mình hình như rất tò mò. Không biết, chuyện của đại ca trừ khi đại ca muốn nói cho bọn anh thì sẽ nói, nếu không sẽ không nói. Đại ca không quá thích nói chuyện công việc với bọn anh. Trường Xuyên nói. Đại ca đúng là nhân vật thần bí, nhà anh cũng rất thần bí. Nguyên Tĩnh lắc đầu nói. Em cảm thấy mình ở nhà anh như chưa từng thấy một nhân vật bình thường nào cả. Được rồi, em đừng ở đó mà nói. Đại ca có ấn tượng tốt với em và Vương Khả, điểm này em biết là đủ rồi. Đại ca rất ít khi biểu lộ tình cảm trước mặt các em. Trường Xuyên cười ha hả nói. Triệu Quốc Đống ra máy bay liền cảm nhận thời tiết ấm áp đập vào mặt. Khí hậu Điền Nam có chênh lệch rất rõ ràng với tỉnh An Nguyên, nhiệt độ mùa đông ít nhất cao từ 8 đến 10 độ nhưng nhiệt độ mùa hè lại không chênh lệch nhau mấy. Đến đón Triệu Quốc Đống vẫn là đồng chí ở văn phòng tỉnh ủy lần trước, y trực tiếp đưa Triệu Quốc Đống tới tỉnh ủy Điền Nam. Tỉnh ủy Điền Nam có hoàn cảnh khá u nhã, có lẽ do địa thế vùng Á nhiệt đới nên khiến cả tỉnh ủy Điền Nam có hoàn cảnh rất đẹp. Khi Triệu Quốc Đống đi vào văn phòng Thái Chánh Dương thì thấy đối phương đang rất tập trung xem quyển sách trong tay. Quốc Đống đến à? Thư ký rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Triệu Quốc Đống thấy Thái Chánh Dương mặc dù không có gì khác mấy so với hai tháng trước nhưng tinh thần có lẽ tốt hơn nhiều. Điều này làm hắn thấy yên tâm. Vâng, thời tiết Côn Châu ấm hơn An Đô nhiều, vừa xuống máy bay là thấy cả người ấm áp, bảo sao nhiều người đều thích tới Côn Châu. Triệu Quốc Đống nói. Thích Côn Châu như vậy thì đến Côn Châu làm việc đi. Thái Chánh Dương cười nói. Điền Nam rất hoan nghênh nhân vật xuất sắc trong phát triển kinh tế tới công tác đó. Thái ca, anh đây không phải là đánh mặt em sao, những gì em biết không phải đều đi theo anh mà học được ư. Triệu Quốc Đống nói. Ninh Lăng có quy mô nhỏ nên tốc độ phát triển nhanh một chút thôi mà. Đừng có ra vẻ khiêm tốn trước mặt anh, năm trước quy mô kinh tế của Ninh Lăng mà nhỏ sao. 48 tỷ coi như là nhỏ nhưng năm 2004 thì sao? GDP của Ninh Lăng đột phá 100 tỷ, là thị xã đầu tiên của khu vực Trung Tây đột phá mức này. Côn Châu năm 97 GDP đã trên 50 tỷ vậy mà đến năm 2004 vẫn chưa đạt được 100 tỷ, 7 năm không tăng trưởng bằng 1 năm của Ninh Lăng. Đây mặc dù có lý do khách quan nhưng anh thấy nguyên nhân chính vẫn là do nội bộ Côn Châu. Tháng 1 năm nay Ninh Lăng tăng trưởng bao nhiêu? Thái Chánh Dương thở dài một hơi. Ồ, có lẽ khoảng trên 40%, giảm khá nhanh. Triệu Quốc Đống gãi gãi đầu nói. Vậy Ninh Lăng năm nay xác định mục tiêu phát triển là bao nhiêu? Thái Chánh Dương nói. Tính sơ bộ chắc tầm 60%, GDP sẽ đột phá 160 tỷ, GDP bình quân tranh thủ đột phá 30.000, thu nhập dân cư thành thị tăng 25%, tranh thủ đột phá 10.000. Thu nhập của dân cư nông thôn tăng 30% đột phá 5.000. Triệu Quốc Đống nói. Đương nhiên đây là suy nghĩ tốt đẹp của em chứ chưa dám nói có thể thực hiện hay không. Quyển 16, chương 105. Suy nghĩ tốt đẹp. Thái Chánh Dương nhíu mày nói. Quốc Đống,
Năm ngoái Trung ương có chính sách khống chế vĩ mô mà kinh tế Ninh Lăng có thể phát triển nhanh vượt bậc như vậy. Năm nay kinh tế cả nước hồi phục mà chú lại đặt ra mục tiêu 60%, vậy mà còn nói đó là suy nghĩ tốt đẹp với anh ư. Thái ca, cái này khác. Năm trước Ninh Lăng đưa vào rất nhiều công ty khổng lồ, có nhiều công ty khởi công xây dựng và đi vào sản xuất. Thực tế mà nói kết cấu kinh tế của Ninh Lăng không thuộc phạm vi khống chế của Trung ương, sức ảnh hưởng của chính sách khống chế vĩ mô đối với kinh tế Ninh Lăng là rất nhỏ, từ một góc độ nào đó còn tạo thành hiệu ứng khiến các ngành thuộc phạm vi khống chế cũng chen chân tiến vào Ninh Lăng, đầu tư vào mấy ngành như năng lượng mới, tài liệu mới, bảo vệ môi trường, du lịch. Dù là ngành điện của Ninh Lăng cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Các quận, huyện cũng đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân nên ảnh hưởng không lớn. Triệu Quốc Đống giải thích. Nhưng năm nay thì khác, tốc độ tăng trưởng có lẽ chậm hơn nhiều, 60% có lẽ cũng đã là cao. Ồ, điều này cũng đúng. Kết cấu sản nghiệp của Ninh Lăng đúng là đã chiếm ưu thế, đây là do vấn đề tầm nhìn của lãnh đạo, làm như thế nào kết hợp tình hình thực tế nhưng lại thấy được sự phát triển lâu dài. Quốc Đống, điểm này chú làm khá tốt. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Tôi thấy tự hào vì chú. Mặt Triệu Quốc Đống hơi nóng lên, hắn lắc đầu nói. Ninh Lăng phát triển phải nói có đủ thiên thời, địa lợi nhân hòa. Nếu không có thời gian em làm trên bộ năng lượng mà hiểu rõ vài tin tức mới thì ngành năng lượng mới, tài liệu mới cũng không được em xác định làm ngành nghề chủ đạo của Ninh Lăng. Đúng là do vậy nên em mới dám quyết định đẩy mạnh phát triển hai ngành kia. Nắm bắt cơ hội là năng lực quý nhất của cán bộ lãnh đạo, nhất là nó càng thể hiện đột xuất ở lãnh đạo đứng đầu một phương. Nắm bắt tốt thường có thể mang tới biến hóa rất lớn cho một khu vực. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Chú không nên quá khiêm tốn, ngay cả Bí thư Ninh cũng chú ý sự phát triển của Ninh Lăng. Năm trước khi anh nói tới chú, Bí thư Ninh nói rõ đánh giá cao biểu hiện hai năm nay của Ninh Lăng, không chỉ có phát triển kinh tế mà cả về phát triển xã hội và quan điểm về thành tích của chú. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, quan điểm về thành tích của mình. Tháng 11 mình viết một bài được đăng trên Diễn đàn Nhân dân, chủ yếu nhằm vào vấn đề làm như thế nào xác định đúng về quan điểm về thành tích ở khu vực Trung Tây. Từ tăng trưởng kinh tế, phát triển sự nghiệp xã hội, nhu cầu dân sinh cùng với duy trì phát triển liên tục. Hắn lấy tư cách mình là bí thư thị ủy một thị xã nhỏ ở khu vực đất liền mà phân tích làm như thế nào đối đãi chính xác với việc tăng trưởng GDP, thu nhập của dân cư, thu tài chính, ba cái này có quan hệ ra sao, làm như thế nào xử lý tốt quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với nhu cầu dân sinh. Xã hội, làm như thế nào duy trì phát triển liên tục và kết hợp điều đó sang phát triển xã hội. Bài viết này là do Triệu Quốc Đống vô ý có cảm giác mà viết, sau khi viết xong cũng không quá chú ý. Sau đó khi Vân Duệ trong lần dọn dẹp văn phòng hắn vô tình phát hiện bài viết này nên hỏi ý hắn. Vân Duệ hỏi xong liền sửa lại một chút và gửi lên Nhật báo Nhân dân. Không ngờ Nhật báo Nhân dân không đăng nhưng trên tạp chí tháng 11 của Diễn đàn Nhân dân lại đưa bài viết này lên ở vị trí khá bắt mắt. Thái ca, Bí thư Ninh chú ý đến em. Nam Việt là nơi tiên phong trong cải cách của Trung Quốc, hơi tiến hành một chút là bất cứ thị xã nào cũng có thành tích hơn Ninh Lăng. Anh có phải trêu em không? Triệu Quốc Đống cười cười ngồi trên ghế nhấm nháp chè phổ nhị. Nếu nói về phát triển kinh tế thì hai năm nay Ninh Lăng đúng là đáng để khen ngợi. Mặc dù còn kém Phật Sơn, Đông Hoàn nhưng theo xu thế phát triển hiện nay của Ninh Lăng muốn đuổi kịp cũng là bình thường. Chủ yếu là Ninh Lăng có duy trì được như thế này không? Năm nay tăng trưởng 60%, năm tới bao nhiêu, năm sau nữa có thể thành 10%. Thái Chánh Dương nói, ở điểm này anh tin chú đã có cân nhắc, Ninh Lăng xây dựng hai hệ thống lớn là hệ thống tín dụng và hệ thống đào tạo dạy nghề có thể nói là đi rất chuẩn. Ha ha, Quốc Đống, không đơn giản, chú đi một bước đã chuẩn bị hai bước, có phải là đã thấy bước thứ ba không? Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ. Xem ra Thái Chánh Dương thấy rõ tâm tư của mình. Nói thật hắn tới Ninh Lăng đưa vào các hạng mục cũng tốt, xúc tiến kinh tế tư nhân phát triển cũng tốt, đó là việc bề ngoài, ai cũng có thể làm, có chút bản lĩnh là có thể làm tốt. Nhưng chỉ riêng việc xây dựng hệ thống tín dụng và hệ thống đào tạo dạy nghề mới là hành động mà hắn đắc ý nhất. Xây dựng hệ thống tín dụng nếu thành hình là có thể đảm bảo cho việc phát triển kinh doanh, thương mại của Ninh Lăng trong 10, thậm chí 20 năm tới. Một không khí kinh doanh cạnh tranh và công bằng sẽ càng lúc càng thể hiện tầm quan trọng của nó, anh đi trước một bước này coi như ở thế không bao giờ thất bại. Còn xây dựng hệ thống đào tạo dạy nghề cũng là nhu cầu cấp bách của quá trình công nghiệp hóa của Ninh Lăng, đồng thời cũng muốn biến Ninh Lăng từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp. Không có một nhóm người lao động ổn định,
duy trì liên tục và được huấn luyện thì hệ thống kinh tế công nghiệp của Ninh Lăng không thể chính thức xác lập. Vì thế hắn mới có thể yêu cầu Lỗ Năng phụ trách chính mảng văn hóa, Phú Quyên quay sang tập trung nhiều vào việc xây dựng hệ thống đào tạo dạy nghề. Không ngờ hai chiêu mình cố gắng tiến hành lại bị Thái Chánh Dương nhẹ nhàng nói ra như vậy, chính xác như vậy. Thái ca, chút tài năng của em đều bị anh nhìn thấu thì lấy đâu ra bước 2 bước 3. Triệu Quốc Đống xoa xoa tay ra vẻ xấu hổ. Bài viết của chú trên diễn đàn nhân dân, anh đã xem 2 lần. Ừ, rất có chính kiến, sự khác nhau giữa công trình dân sinh và công trình mặt mũi, thảo luận về quan điểm lấy lòng dân, giá nhà mang tới phức tạp ra sao, giúp đỡ tầng lớp có thu nhập thấp như thế nào. Mấy điều này anh thấy ý kiến chú đưa ra rất tốt. Mặc dù chưa chắc có thể phổ biến ở từng nơi nhưng anh thấy ít nhất chú đưa ra được một điểm mấu chốt thế nào là bản chất quan điểm về thành tích, làm như thế nào từ từ tạo dựng quan điểm về thành tích chính xác. Phát triển kinh tế là thành tích nhưng đó chỉ là cuối cùng, chỉ khi phát triển kinh tế thể hiện trong việc nâng cao cuộc sống của dân chúng mới tính là thể hiện chính thức của thành tích. Thái Chánh Dương không để ý tới Triệu Quốc Đống mà nói tiếp. Bí thư Ninh cũng rất chú trọng bài viết này, chuyên môn gọi điện thảo luận với anh, cảm thấy chú còn trẻ mà có cái nhìn sâu sắc như vậy là không có mấy. Hầu hết cán bộ trẻ tuổi đều lớn tiếng hô vang nhưng không thấy làm được gì nhiều trong thực tế. Hai vị lãnh đạo đều coi trọng bài viết này của em làm em xấu hổ quá. Chẳng qua đây chỉ là cảm giác của em và em viết ra mà thôi. Đúng như Thái ca nói rất nhiều cán bộ lãnh đạo bị lạc trong đó, chỉ thích thấy vẻ vinh quang nên rất nhiều công trình mặt mũi được xây dựng, thực ra nó thể hiện khuynh hướng quan điểm về thành tích của cá nhân. Nếu các công trình này mà kết hợp nhu cầu của dân chúng thì em nghĩ không nên coi đó là công trình mặt mũi, mà đó là công trình dân sinh. Triệu Quốc Đống cũng không còn khiêm tốn nữa. Hắn biết như vậy chỉ làm Thái Chánh Dương tức. Ừ, nói rất đúng. Quốc Đống, xem ra chú về Ninh Lăng là rất chính xác. Lúc đó anh còn có chút nuối tiếc cảm thấy chú có thể ở lại bộ năng lượng thêm 1-2 năm thì sẽ rất có lợi cho cái nhìn đại cuộc của chú. Bây giờ xem ra anh hơi hẹp hòi. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Sáng mai chúng ta bay sang Nam Việt. Bí thư Ninh mời anh và chú, có lẽ Lão Diêu cũng sẽ tham gia. Ồ, Bí thư Ninh mời khách sao? Không biết coi như cuộc gặp với tính chất gì. Triệu Quốc Đống có chút giật mình nói. Coi như là gặp mặt cá nhân đi, sao, có băn khoăn ư? Thái Chánh Dương nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đã không phải là Triệu Quốc Đống luôn đi theo mình nữa, ít nhất hắn trưởng thành trong chính trị hơn trước rất nhiều. Ha ha, Thái ca nói gì thế, em được tham gia cùng đã là rất vinh hạnh rồi. Triệu Quốc Đống cười hì hì. Em cũng rất muốn gặp Bí thư Ninh để nghe hướng đi về cải cách của Nam Việt. Như vậy có lợi cho xu thế phát triển của khu vực đất liền, cũng cung cấp bài học cho Ninh Lăng. Quyển 16, chương 106. Đảo Loa Châu vào tháng 2 có thời tiết rất đẹp, các nơi quanh đảo đều tụ tập rất đông du khách. Triệu Quốc Đống và Diêu Văn Chí thoáng đi chậm nửa bước, đi theo phía sau Thái Chánh Dương và Ninh Pháp. Bốn người ăn mặc khá đơn giản, bước trên bãi cát nhìn mặt biển xanh biếc. Làm chủ nhà đương nhiên có thể tìm được nơi yên tĩnh, u nhã mà hưởng thụ. Đảo Loa Châu và các hòn đảo nhỏ lân cận đã tiến vào thời kỳ tập trung khai thác du lịch hải đảo, khách sạn 4 năm sau bắt đầu được xây dựng ở trên các đảo nhỏ có điều kiện tương đối tốt. Nơi đây khá gần các đô thị ở khu vực Châu Tam Giác khiến cho nó càng là nơi thu hút nhiều du khách hơn nữa. Thứ 6 lái xe tới đây, chiều chủ nhật dọn đồn, đây coi như sự hưởng thụ cuộc sống của giai cấp có tiền ở khu vực này. Diêu Văn Chí nhìn sang Triệu Quốc Đống đang có vẻ suy nghĩ. Tất nhiên là lời vừa rồi của Ninh Pháp làm Triệu Quốc Đống xúc động không ít. Diêu Văn Chí có chút không khống chế được sự ghen ghét trong lòng với Triệu Quốc Đống. Tên này có số mệnh quá tốt, đương nhiên nó cũng gắn liền với năng lực của đối phương. Dù cho con đường làm quan của mình khá thuận lợi nhưng giống như mình luôn thua đối phương. Ví dụ như mình đến tận Nam Việt thì tên Triệu Quốc Đống này ra sao? Có lẽ ngoài lúc ở Hoài Khánh gặp chút trắc trở ra, các điều khác không thấy hắn gặp khó khăn gì. Bây giờ hắn còn thành thường vụ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, một ngôi sao mới trong nền chính trị quốc gia. Mặc dù hắn luôn ra vẻ khiêm tốn, im ắng nhưng dù là truyền thông hay trung ương không thể nghi ngờ đều khá chú ý đến vị cán bộ trẻ tuổi cấp phó tỉnh này. Mặc dù hắn chỉ là bí thư thị ủy một thị xã trong khu vực đất liền nhưng có vầng hào quang Ninh Lăng ở trên đầu khiến Triệu Quốc Đống không thể lộ ra dưới ánh sáng. Diêu Văn Chí không rõ tại sao Ninh Pháp mời Thái Chánh Dương lại gọi thêm cả Triệu Quốc Đống. Dù Triệu Quốc Đống đang là ngôi sao chính trị mới nhưng ở tầm như Ninh Pháp thì Triệu Quốc Đống vẫn còn kém xa. Nhưng cuộc nói chuyện lúc trước đã lật đổ cái nhìn của Ninh Pháp.
Ninh Pháp nói chuyện với Triệu Quốc Đống như là thảo luận vậy. Đây là điều Diêu Văn Chí chưa bao giờ thấy, cho nên mới làm y không khống chế được cảm giác ghen ghét dâng lên trong lòng. Triệu Quốc Đống có biểu hiện rất bình tĩnh trước mặt bí thư Ninh Pháp mà không thiếu phần tôn kính cũng làm Diêu Văn Chí rất hâm mộ. Người này như ở bất cứ trường hợp nào cũng không mất bình tĩnh, Thái Chánh Dương có thể nhìn chúng người này làm cho Diêu Văn Chí cảm thấy mình đã thất bại. Từ đầu mình và Thái Chánh Dương đều chỉ là bí thư huyện ủy ở An Đô, mình và Thái Chánh Dương luôn ở trạng thái cạnh tranh, cùng là cánh tay trái, phải của bí thư Ninh Pháp, nhưng Thái Chánh Dương luôn đi nhanh hơn mình nửa bước. Diêu Văn Chí vẫn cho rằng về năng lực thì mình không thua đối phương, chẳng qua có đôi khi vận mệnh lệch sang ai đó một chút. Đây hoàn toàn là vấn đề cơ hội, không trách được mình. Nhưng bây giờ xem ra ít nhất ở cách dùng người mình không bằng Thái Chánh Dương. Dù chỉ là dẫn đường có thể dẫn ra một thường vụ tỉnh ủy mới 34 tuổi cũng đủ để anh tự hào cả đời. Mà bây giờ Thái Chánh Dương thậm chí còn có thể sánh vai đi ngang hàng với Ninh Pháp, Triệu Quốc Đống ngày xưa là nhân vật nhỏ bé so với mình cũng có thể đi cạnh mình. Vận mệnh vô thường, khó trách có người nói anh không thể hơn vận mệnh. Triệu Quốc Đống không quá chú ý tới Diêu Văn Chí đang có nhiều suy nghĩ vì mình. Hắn đi trên mặt cát, nghe tiếng chim hải âu, ngửi mùi gió biển ấm áp. Triệu Quốc Đống loáng thoáng có cảm giác như đi trên mây, bảo sao Cổ Tiểu Âu cùng Kiều San cũng đề cập muốn tới Malaysia hoặc là Thái Lan du lịch. Cuộc nói chuyện với Ninh Pháp làm hắn rất xúc động, không hề nghi ngờ Ninh Pháp là ủy viên Bộ Chính trị nên có cái nhìn rất sắc bén về cục diện chính trị. Kinh tế khu vực Châu Tam Giác đang lặng lẽ chuyển hình, mặc dù người bình thường không nhìn ra, thậm chí còn cảm thấy phát triển kinh tế và phản ứng thị trường là tốt đẹp, nhưng Triệu Quốc Đống nhận ra Ninh Pháp đang lo lắng. Thiếu nội dung kỹ thuật và ý thức sáng tạo, thị trường hoàn toàn phụ thuộc vào nước ngoài, mở rộng mù quáng, mấy ngành như thời trang, sản xuất đồ chơi, sản phẩm điện tử tràn ngập khiến Ninh Pháp không thể không chú trọng. Ở điểm này Triệu Quốc Đống và Ninh Pháp đã tìm được tiếng nói chung. Hai người đều cho rằng theo quốc gia không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ở khu vực Trung Tây khiến ưu thế về tài nguyên, sức lao động của và thị trường của khu vực Trung Tây không ngừng lộ ra. Giá nhân công tăng cao của khu vực Duyên Hải khiến các ngành nghề dùng nhiều công nhân không thể không rời đi. Làm như thế nào có thể khiến kinh tế Nam Việt chuyển mình một cách mạnh khỏe, đảm bảo vị trí dẫn đầu cần sớm được xác định và có quy hoạch cụ thể. Triệu Quốc Đống cũng suy nghĩ đến con đường phát triển của Ninh Lăng. Các ngành năng lượng mới, tài liệu mới, bảo vệ môi trường đã thành sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng, nhưng ba ngành này vẫn ít, chưa chính thức tạo thành hiệu ứng quần thể. Ví dụ như ngành năng lượng mới, sản xuất chất đa tinh thể silicon của Ninh Lăng mặc dù chiếm trên 70% thị phần cả nước nhưng ngành pin năng lượng mặt trời lại quá kém. Khu công nghiệp năng lượng mặt trời mặc dù đã xây dựng nhưng sau khi xây dựng xong chất đa tinh thể silicon do Ninh Lăng sản xuất vẫn chủ yếu bán ra ngoài. Các công ty trong khu công nghiệp năng lượng mặt trời tiêu thụ được tỷ lệ rất nhỏ. Làm như thế nào thúc đẩy ngành này phát triển lên chính là điều mà chính quyền Ninh Lăng đang cân nhắc. Ngoài ra ngành đa tinh thể silicon cũng có một nỗi lo lớn. Đó chính là kỹ thuật trung tâm và khống chế thành phẩm. Hiện nay do thị trường nước ngoài có nhu cầu cao nên kéo giá của chất đa tinh thể silicon, pin năng lượng mặt trời tăng cao, đưa tới vô số tài chính tiến vào, nhanh chóng lớn mạnh thị trường. Nhưng việc giá tăng cao không thể duy trì liên tục, nếu chính sách trong nước không cổ vũ và giúp đỡ thì 2-3 năm sau có thể xuất hiện tình trạng thừa chất đa tinh thể silicon. Kỹ thuật và thiết bị sản xuất chất đa tinh thể silicon đều do mấy công ty lớn nắm giữ, theo kỹ thuật tiến bộ cũng tạo thành rào cản lớn đối với các công ty sản xuất đa tinh thể silicon của Trung Quốc, giá thành sản xuất sẽ không giảm. Mà đổi mới thiết bị lại phải mua sắm thêm, làm như thế nào hóa giải vấn đề khó khăn này cũng là việc cấp bách. Mà muốn làm vậy cần có quy hoạch hợp lý và khoa học. Triệu Quốc Đống đã chỉ thị cho Trình Thụ Hòa tổ chức liên lạc với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh nghiên cứu việc này, yêu cầu sang năm mới các ngành liên quan của tỉnh, thị xã phải điều tra ngành sản xuất đa tinh thể silicon, xúc tiến các công ty trong ngành liên hợp lại cùng tiến hành cải tiến kỹ thuật, cổ vũ tiến hành đầu tư sản xuất các thiết bị, chính quyền sẽ dẫn hướng và có trợ cấp. Việc này đã khiến công ty Lam Hoa và Nam Pha rất có hứng thú. Lãnh đạo hai công ty này cũng thấy được tính mạo hiểm khi kỹ thuật và thiết bị phải dựa vào người khác, cảm thấy giá thành sản phẩm về sau sẽ là nguy cơ lớn. Vì thế bọn họ có phản ứng rất nhanh với đề nghị của chính quyền Ninh Lăng. Hai công ty đang tranh thủ hợp tác thành lập trung tâm nghiên cứu ở khu khai phát Ninh Lăng, cùng bỏ vốn thành lập công ty và bộ phận nghiên cứu, tranh thủ đột phá sớm ngành nắm giữ kỹ thuật. Triệu Quốc Đống đánh giá rất cao lãnh đạo hai công ty này về sự nhạy cảm đó.
nhưng hắn cũng không quá coi trọng việc hai công ty này rõ ràng bài trừ các công ty khác ra ngoài. Từ góc độ khống chế mạo hiểm thì thấy việc này là không ổn. Vì thế hắn đề nghị hai công ty này nên để các công ty khác góp cổ phần vào công ty nghiên cứu, như vậy có thể đẩy mạnh việc tiến độ nghiên cứu. Chẳng qua đây là hành vi của bản thân các công ty, thị xã chỉ có thể đưa ra cảnh báo mà thôi, về phần phát triển kinh doanh cụ thể như thế nào là do chính bọn họ. Triệu Quốc Đống chỉ hy vọng bọn họ tránh đi đường vòng, sớm ngày đến đích. Vấn đề đổi mới kỹ thuật là uy hiếp lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc. Đây không phải chỉ mình hắn thấy, Ninh Pháp cũng thấy, hơn nữa Nam Việt cũng đưa ra một loạt chính sách ủng hộ đổi mới kỹ thuật và nghiên cứu khoa học. Quyển 16, chương 107. Ninh Pháp và Triệu Quốc Đống nói chuyện không chỉ riêng lĩnh vực kinh tế, trên thực tế sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng đứng đầu cả nước là điều ai cũng thấy. Ninh Lăng đã điều chỉnh kết cấu kinh tế chính xác mới bay lên tận trời. Đó là cái nhìn của Ninh Pháp. Văn phòng nghiên cứu chính sách của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Nam Việt đã tiến hành phân tích sự phát triển của Ninh Lăng và đưa ra kết luận thị xã Ninh Lăng đã chọn đúng ngành năng lượng mới, tài liệu mới, bảo vệ môi trường, đồng thời kết hợp việc cổ vũ phát triển mấy ngành trước đó là điện lực du lịch nên mới nghênh đón giai đoạn phát triển nhanh như vậy. Nơi khác nếu muốn áp dụng mô hình thành công của Ninh Lăng là không dễ. Làm như thế nào nắm bắt được tiết tấu phát triển kinh tế, đó là yêu cầu rất cao đối với sự nhạy cảm kinh tế của lãnh đạo chủ yếu, không phải ai cũng có thể làm được. Triệu Quốc Đống có thể làm được điều này ngoài việc bản thân Triệu Quốc Đống có tầm nhìn xa, theo Ninh Pháp thấy cũng có sự may mắn. Đương nhiên việc này có liên quan tới thời gian hắn làm trên bộ năng lượng. Người ngoài không thấy vài thứ thì hắn có thể biết, chẳng qua người bình thường dù biết cũng chưa chắc đã nắm bắt được. Sự trưởng thành nhanh chóng của Triệu Quốc Đống không chỉ thể hiện ở năng lực khống chế và phát triển kinh tế của hắn. Theo Ninh Pháp thấy biểu hiện nhiều màu của Triệu Quốc Đống mới là quan trọng nhất. Thái Chánh Dương nói đến việc Ninh Lăng thành lập hệ thống tín dụng và hoàn thiện hệ thống đào tạo dạy nghề theo Ninh Pháp thấy đó chỉ là một phương diện, nó nói rõ Triệu Quốc Đống đã suy nghĩ cho phát triển lâu dài của Ninh Lăng. Mà Trung Dược Quân đại biểu thị ủy Ninh Lăng hô vang việc phát triển kinh tế cần mang lại lợi ích cho quần chúng nhân dân. Câu nói này có tính chất đánh sâu về nhiều mặt, cũng là thuốc làm tỉnh đám quan chức chỉ thích công trình mặt mũi. Thời gian trước y có gọi điện trao đổi với tổ chức cán bộ trung ương, Chư Hiền về quan điểm này. Nghe nói thủ tướng rất tán thành điểm này, cho rằng đây mới là quan điểm chấp chính của đảng chính là phục vụ người dân và cộng đồng giàu có. Ở trong một cuộc họp quan trọng thủ tướng cũng nói ra quan điểm này, đây là tín hiệu rất rõ ràng. Làm như thế nào một lần nữa nhận thức đúng đắn quan điểm về thành tích đúng là khiến nhiều lãnh đạo phải suy nghĩ. Mà bài viết trên tạp chí Diễn đàn Nhân dân tháng 11 của Triệu Quốc Đống đã được chính ủy viên Bộ Chính trị, Sầm Quốc Xuân có lời bình nghe nói dài đến hơn 180 chữ. Đây có thể nói là sự khẳng định rất lớn đối với cán bộ. Việc này cũng lộ rõ sự thay đổi của Trung ương, phát triển vẫn là chủ đạo nhưng vừa phát triển cũng phải chú trọng vấn đề dân sinh, chú trọng quần thể có thu nhập thấp. Triệu Quốc Đống có thể nắm bắt được biến hóa rất nhỏ này là không dễ. Không thể không nói trí tuệ chính trị của hắn đã đến một độ cao nhất định. Mình ngày trước ở tỉnh An Nguyên rất chú trọng người này nhưng xem ra vẫn coi thường tốc độ phát triển của hắn. Có ý thức kinh tế cùng năng lực quy hoạch là một ưu thế nhưng có không ít cán bộ có khả năng này. Mà dung hợp được công tác kinh tế, trí tuệ chính trị, nhạy cảm nắm bắt sự thay đổi của chính trị, người như vậy cũng có. Nhưng cán bộ trẻ như Triệu Quốc Đống làm được vậy là quá hiếm. Nhìn Diêu Văn Chí đang nói chuyện khá sôi nổi với Triệu Quốc Đống, Ninh Pháp dừng lại nói. Chánh Dương, rất nhiều công việc cần tiến dần từng bước. Chúng ta là cán bộ lãnh đạo càng cần nắm chắc chừng mực. Chúng ta là con người, không phải thần, chúng ta cần phải nắm bắt công việc, nhất định phải có một số đồng chí có năng lực giúp đỡ, đây là điều quan trọng nhất. Cho nên từ trước tôi đã nói người đứng đầu quản gì. Đó là quản phương hướng, quản cán bộ, làm tốt hai điểm này coi như thành công một nửa của người đứng đầu. Thái Chánh Dương biết ý của Ninh Pháp, đây cũng là mục đích chủ yếu mà đối phương hẹn mình tới Nam Việt. Chẳng qua Thái Chánh Dương cũng có nỗi khổ của mình, tình hình các nơi khác nhau. Nam Việt là nơi đi đầu về cải cách, cán bộ địa phương đắm chìm trong ngọn gió cải cách khiến bọn họ có thể nhanh chóng tiếp nhận sự vật mới. Nhưng bên Điền Nam lại khác, thậm chí còn có chênh lệch rất lớn với cán bộ tỉnh An Nguyên. Trong quá trình này không thể tránh khỏi xung đột, va chạm, ở trình độ nhất định thậm chí còn kịch liệt. Chẳng qua Thái Chánh Dương tự tin có thể khống chế cục diện, từng bước áp chế được tiết tấu, làm cho cuộc phân tranh không lan lên tận Trung ương. Bí thư Ninh, điểm này tôi biết khống chế. Tình hình Điền Nam khá phức tạp,
Nói thật lúc đầu tôi cũng thấy áp lực, năm ngoái đã tốt hơn đôi chút. Đương nhiên trong đó có thể có chút mưa gió nhưng tôi có thể thẳng thắn nói với bất cứ ai không phải thầm nghĩ muốn tới Điền Nam để quá độ mà muốn tới làm việc thì điều kiện của Điền Nam không quá kém. Làm như thế nào điều động được hơn 40 triệu dân phát triển, giàu có lên là một đề tài khó khăn. Nhưng tôi tin chỉ cần cán bộ, quần chúng cùng hướng về một phía thì sẽ đổi mới. Tôi biết thay đổi cần thời gian nhưng Điền Nam lại không thể cứ kéo dài như vậy, đây là mâu thuẫn. Làm như thế nào xử lý được việc này là điều tôi vẫn suy nghĩ. Thái Chánh Dương nói làm Ninh Pháp không khỏi thở dài một tiếng. Đúng thế, rất nhiều cán bộ ở khu vực đất liền có thói quen làm theo quy định, không muốn đổi mới, nếm thử, càng hy vọng bắt chước các nơi. Làm như vậy mặc dù có thể giảm mạo hiểm nhưng lại mất nhiều cơ hội, làm người khác đã phát triển thì anh mới bắt chước, anh sẽ không nắm được thời cơ. Ừ, anh biết chừng mực là tốt rồi, có đôi khi nhanh không được, nhưng đôi khi anh phải có dũng khí đi trước người khác. Đây không phải là mâu thuẫn mà là việc thử thách trí tuệ chính trị và sức chiến đấu của bộ máy do lãnh đạo chủ yếu dẫn đầu. Tôi tin anh có thể xử lý tốt việc này. Ninh Pháp cũng không nói thêm gì nữa. Thái Chánh Dương đã là bí thư tỉnh ủy, y chỉ có thể đứng ở góc độ cấp trên nhắc nhở đối phương một chút nhưng không có quyền chỉ trỏ. Cảm ơn bí thư Ninh đã nhắc nhở, tôi biết xử lý như thế nào. Tôi sẽ cố gắng ở điều kiện không ảnh hưởng đến đại cuộc mà đẩy mạnh phát triển Điền Nam. Thời gian trước khi Chư Hiền tới Điền Nam thăm mấy khu vực khó khăn cũng đã trao đổi với Thái Chánh Dương. Ý kiến của hai người về cơ bản là nhất trí, Điền Nam phải phát triển nhanh hơn nữa, có thể tạo chút mưa gió cũng là điều có thể giải thích. Trung ương khá hài lòng với công tác hai năm nay của tỉnh ủy Điền Nam, đây là sự khẳng định rất rõ ràng. Ồ, Quốc Đống là một mầm non đáng bồi dưỡng. Nếu không phải thời gian cậu ta làm thường vụ tỉnh ủy quá ngắn thì tôi đúng là muốn điều chỉnh cậu ta. Ninh Pháp liếc nhìn Triệu Quốc Đống đang tranh luận vấn đề gì đó với Diêu Văn Chí rồi nói. Thái Chánh Dương có chút giật mình và vội vàng nói. Bí thư Ninh, việc này sao không thể? Quốc Đống vẫn trưởng thành ở tỉnh An Nguyên, theo nguyên tắc tổ chức thì đến vị trí của cậu ta cũng nên điều chỉnh, vừa lúc có thể tới Nam Việt rèn luyện. Ninh Pháp lắc đầu nói. Cậu ta cần điều chỉnh nhưng đến Nam Việt có thích hợp không? Quốc Đống tới Nam Việt làm gì? Quốc Đống là thường vụ tỉnh ủy nên không tiện bố trí. Nếu chỉ là cán bộ cấp phó tỉnh bình thường như Văn Chí thì dễ, thường vụ tỉnh ủy điều ngang hàng sang đây cũng cần suy nghĩ, hơn nữa sợ là Trung ương cũng có ý kiến của mình. Thái Chánh Dương cũng hiểu rõ ý của Ninh Pháp, Diêu Văn Chí làm không quá tốt ở tỉnh An Nguyên, Trung ương có đánh giá không cao về Diêu Văn Chí. Nhưng do Ninh Pháp cố gắng dựa Diêu Văn Chí sang Nam Việt làm phó chủ tịch và gánh vác áp lực không nhỏ. Bây giờ Ninh Pháp mà lại đưa một thường vụ tỉnh ủy tới Nam Việt nữa chỉ sợ sẽ làm không ít người có ấn tượng không tốt. Vì thế Ninh Pháp không thể làm gì khác. Vậy cũng đúng, cậu ta mới vừa thành thường vụ tỉnh ủy, nếu điều tới Nam Việt làm thường vụ tỉnh ủy thì dù từ góc độ nào cũng quá non nớt, có lẽ cần thêm thời gian. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Tuổi và lý lịch không nói rõ điều gì nhưng ở tình hình Trung Quốc thì không thể thiếu. Có đủ lý lịch sẽ khiến đồng nghiệp, cấp dưới và cán bộ bình thường yên tâm. Ninh Pháp thở dài nói. Chẳng qua phạm vi công tác của Triệu Quốc Đống vẫn quá hẹp, tôi thấy nếu có thể thì cậu ta nên đi rèn luyện ở ngoài lĩnh vực kinh tế. Thái Chánh Dương hơi động tâm, y cũng có ý này. Triệu Quốc Đống từ khi chính thức vào chính trị đến giờ vẫn được lãnh đạo coi trọng về năng lực kinh tế. Dù khi hắn làm thị trưởng Hoài Khánh, Bí thư thị ủy Ninh Lăng cũng đã chứng minh điểm này. Nhưng lý lịch công tác của hắn quá đơn nhất, ở lĩnh vực khác không có kinh nghiệm gì, đây là khuyết điểm lớn. Mà một cán bộ lãnh đạo nếu muốn chính thức trở nên toàn diện thì không thể không tính tới điểm này. Quyển 16, chương 108. Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương thảo luận khá sôi nổi. Hai người có nhiều điều nhất trí trong việc phát triển thị trường bất động sản nhưng có không tí điểm khác. Thái Chánh Dương cho rằng thị trường bất động sản phát triển nóng như vậy chủ yếu là do nguồn cung không đủ cầu, hơn nữa quy hoạch đô thị trong nước và tài nguyên công cộng không đồng đều, khiến cho các đô thị lớn lũng đoạn tài nguyên công cộng, khiến dân cư càng muốn vào đô thị lớn nên khiến thị trường bất động sản nóng lên. Triệu Quốc Đống mặc dù đồng ý quan điểm này nhưng hắn cho rằng nhân tố quan trọng nhất chính là do Trung Quốc thiếu con đường đầu tư. Tài chính dân gian không có chỗ đi, thị trường chứng khoán phát triển không hoàn thiện, quá mạo hiểm. Nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, chỉ có mỗi thị trường bất động sản là khá ổn định nên mới xuất hiện tình trạng đầu tư nhiều như vậy. Muốn giải quyết được vấn đề này thì phải lo từ nhiều mặt. Hai người đều đồng ý vấn đề nhà ở là sản phẩm mang tính công cộng, chính quyền cũng cần phát huy tác dụng của mình.
nhất là việc chính quyền phải phụ trách xây dựng nhà xã hội cho tầng lớp thu nhập thấp. Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương đều cảm thấy đối phương đã khác trước. Triệu Quốc Đống thấy Thái Chánh Dương sau khi tới Nam Việt đã có lối suy nghĩ rộng rãi hơn, nói chuyện cũng có trật tự hơn. Thái Chánh Dương lại cảm thấy Triệu Quốc Đống trầm ổn hơn trước, không luôn có vẻ gây sự như trước. Ninh Pháp và Thái Chánh Dương đều chú ý đến đề tài hai người thảo luận, đề tài này nhanh chóng kéo sang hai người bọn họ. Ninh Pháp cũng thừa nhận ý của Ninh Pháp, khi tập quán dự trữ bị tốc độ tăng trưởng phá vỡ, một bộ phận tài chính sẽ không thể không tìm kiếm đường ra. Thị trường chứng khoán trong nước hỗn loạn khiến dân chúng bình thường không dám tiến vào, ngược lại mua nhà chính là thủ đoạn đảm bảo nhất. Thái Chánh Dương lại từ góc độ khác mà phân tích vấn đề. Đó chính là càng lúc càng có nhiều chính quyền địa phương chủ động tạo thành đồng minh chiến lược với giới kinh doanh bất động sản, cùng giới kinh doanh này đẩy giá nhà lên cao, thu được nhiều tài chính từ đất đai. Đúng vì do hai tầng lớp này liên minh mới khiến thị trường bất động sản chỉ tăng chứ không giảm. Đảo Loa Châu sau chưa có nhiệt độ rất hợp lý, tia tử ngoại không quá mạnh. Ăn trưa xong có thể đi bộ trên bãi biển cũng là sự hưởng thụ tốt. Nếu có thêm mấy người bạn nói chuyện thì đúng là không gì thích bằng. Dù là Ninh Pháp hay Thái Chánh Dương đều cảm thấy buổi chiều qua quá nhanh. Khách sạn Hải Lâu coi như khách sạn có từ lâu của đảo. Mặc dù nó là khách sạn 4 sao nhưng chính xác mà nói chỉ là cấp 3 sao. Hiện nay đảo còn chưa có khách sạn 5 sao, có lẽ 1-2 năm tới mới có. Phòng của Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống đều là phòng có hướng nhìn ra biển, mở cửa sổ là cảm nhận ngay được làn gió biển đập vào mặt. Ninh Pháp và Thái Chánh Dương ăn tối xong đã về Dương Thành. Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống ở lại thưởng thức cảnh biển. Chẳng qua hai người đều không có hứng thú đi đâu mà nằm ở ghế tựa ở ban công. Thái ca, khách sạn 4 sao này cũng được, em thấy chỉ có tiêu chuẩn 3 sao chẳng qua em thích cảm giác đối mặt với biển. Chỉ riêng cái này cũng đủ 4 sao rồi. Triệu Quốc Đống dựa lưng ở ghế, thời tiết về đêm hơi lạnh nhưng không bằng tỉnh An Nguyên. Đừng chọn này chọn kia, Ninh Lăng hình như còn chưa có khách sạn 5 sao mà. Thái Chánh Dương gác tay ra sau đầu thấy rất dễ dàng. Y không mang theo thư ký nên cảm thấy đã lâu không được tự do như vậy. Trên thực tế đây là đi ngược nguyên tắc tổ chức nhưng y cũng đã gọi điện cho trưởng ban thư ký tỉnh ủy và thư ký nói mai về nên không cần thư ký đi cùng. Cũng nhau thôi, hai khách sạn 4 sao nửa năm tới sẽ đi vào kinh doanh, khách sạn 5 sao sang năm sẽ vào giai đoạn hoàn thiện. Khách sạn Hilton và khách sạn bán đảo đều ở trung tâm khu Giang Đông, sau này có lẽ là tiêu chí của đô thị Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống nói, khách sạn 5 sao hình như cũng là dấu hiệu cân nhắc kinh tế một nơi phát triển ra sao. Ra ngoài nếu nói đô thị này, đô thị kia không có khách sạn 5 sao thì có lẽ thấp hơn người khác. Thái ca, anh nói đây có phải là thành kiến không? Rất đơn giản, trong mắt người bình thường nếu không có khách sạn 5 sao tức là thiếu khách cao cấp, cũng có nghĩa thiếu các dịch vụ cao cấp. Nó giống như một khu khai phát nếu không có công ty thuộc top 500 thế giới hoặc 100 của Trung Quốc tiến vào cũng có nghĩa khu khai phát này chỉ là kẻ nhà quê. Thái Chánh Dương không nhịn được nở nụ cười. Đây là xu thế tâm lý. Thậm chí có không ít lãnh đạo cũng thừa nhận quan điểm này. Chẳng qua Ninh Lăng hiện nay đúng là cần 1-2 khách sạn 5 sao để làm tiêu chí. Nhất là ở giai đoạn khu dân cư Tây Giang và thành cổ Thổ Thành đang xin chứng nhận di sản văn hóa thế giới, tiếp đón khách quý từ các nơi cũng cần khách sạn 5 sao. Triệu Quốc Đống bĩu môi nói. Mấy đồng chí ở Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô năm trước đến Ninh Lăng bọn em tiến hành điều tra và cho rằng sản nghiệp thứ 3 của Ninh Lăng rõ ràng lạc hậu hơn sản nghiệp thứ 2. Cho rằng sản nghiệp thứ 3 chậm phát triển sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của sản nghiệp thứ nhất, thứ 2. Em rất đồng tình, em cho rằng đây là do thị xã đặt quá nhiều tâm tư vào các hạng mục công nghiệp, bây giờ đã đến lúc cần điều chỉnh. Vì thế năm nay Ninh Lăng dự định trọng điểm giúp đỡ các ngành dịch vụ nhất là mấy ngành như du lịch, ăn uống, khách sạn. Ừ, ngành du lịch của Ninh Lăng đang phát triển rất nhanh, ngành dịch vụ có tác dụng xúc tiến sản nghiệp thứ 2 càng lúc càng rõ ràng. Quan điểm của chú rất đúng. Chủ yếu là chứng thực. Rất nhiều người hô khẩu hiệu thì vang nhưng thực chất lại không được như vậy, luôn thấy các hạng mục công nghiệp là ổn hơn cả, đây là hành vi thiển cận. Thái Chánh Dương nở nụ cười đầy khinh thường nói. Nhưng có không ít cán bộ của chúng ta không thấy được điều này. Đây là do vấn đề quan niệm, dù sao sản nghiệp thứ ba làm người ta thấy chỉ là việc nhỏ nhặt mà. Triệu Quốc Đống cười cười, hắn cảm thấy lời của Thái Chánh Dương có ý gì đó nhưng không tiện hỏi. Quan niệm cần thay đổi theo thời gian, chúng ta lại không có thời gian để bọn họ từ từ thay đổi. Thái Chánh Dương lạnh nhạt nói.
Triệu Quốc Đống không tiện nói tiếp đề tài này vì sợ là liên quan tới vấn đề của Điền Nam. Thái Chánh Dương có lẽ cũng thấy tâm trạng của mình không ổn làm Triệu Quốc Đống không tiện trả lời, vì thế y đổi đề tài. Quốc Đống, không nói chuyện ai khác, nói chuyện của chú đi. Làm thường vụ gần nửa năm chú có cảm giác gì? Cảm thấy bình thản, thu hoạch nhất định là có nhưng anh muốn nói bao nhiêu thì em thấy chỉ là hiểu thêm chút tình hình mà thôi. Quốc Đống, anh và Bí Thư Ninh nói chuyện đến công tác của chú. Anh đoán có thể trong nửa năm tới công việc của chú sẽ thay đổi, hơn nữa lĩnh vực công tác sẽ có điều chỉnh. Nếu không làm công tác kinh tế quá lâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của chú. Thái Chánh Dương nói thẳng. Chú cần chuẩn bị tư tưởng. Thái ca, điểm này em biết nhưng hiện nay công việc ở Ninh Lăng em không thể vứt bỏ được. Em cũng muốn rèn luyện mình từ nhiều góc độ, hơn nữa em cũng biết khả năng mình được điều chỉnh trong năm ay là rất lớn. Nếu có thể mình hy vọng gác lại tới cuối năm, ít nhất là nửa cuối năm. Thái Chánh Dương lắc đầu không nói, nhiều chuyện bây giờ y không tiện nói ra chỉ tăng thêm phiền não. Quyển 16, chương 109. Triệu Quốc Đống cảm thấy khả năng mình điều chỉnh đã sắp tới. Không phải hắn sợ điều chỉnh mà hắn lo bố cục ở Ninh Lăng của mình chưa thành hình, lo rằng rất nhiều công việc chưa được xác định, lo rằng mình không có nhiều thời gian để khởi động từng việc một. Trung Dược Quân là người phối hợp tốt nhưng do tính cách nên y không phải người quyết định tốt. Vì thế Triệu Quốc Đống mới cố hết sức đưa Tiêu Phượng Minh lên. Sự kiên quyết của Tiêu Phượng Minh có thể đền bù cho tính cách của Trung Dược Quân. Như vậy mặc dù mình có rời khỏi Ninh Lăng cũng không khiến cho quỹ đạo của Ninh Lăng thay đổi. Bộ khung kinh tế của Ninh Lăng về cơ bản đã thành hình, bộ máy các quận, huyện cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Triệu Quốc Đống tin ở cục diện đó nếu hai người Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh thành công phối hợp thì trong 2-3 năm tới Ninh Lăng sẽ tiến thêm bậc thang mới, thậm chí vượt An Đô cũng không phải giấc mộng. Nhưng điều kiện hai người cần phối hợp tốt. Việc điều chỉnh nhân sự về cơ bản đã xong. Triệu Quốc Đống có chút đắc ý việc đưa Chu Trọng cùng Thôi Tú Phu lên vị trí chủ tịch quận, huyện, biểu hiện của bọn họ đã chinh phục nhiều cán bộ vốn có thành kiến với họ. Mà các bí thư huyện ủy như Ngụy Hiểu Lam, Đường Diệu Văn, Cổ Bình Nguyên, Giản Hồng, Đàm Viễn Ba cũng đều chứng minh bọn họ không thẹn với vị trí hiện nay. Nhưng không phải chuyện gì cũng như ý cả. Ví dụ như Lô Miễn Dương ở Thương Hóa còn chưa tiến vào trạng thái, đương nhiên Triệu Quốc Đống còn có thể cho y thời gian. Bộ máy Khuê Dương cũng có vấn đề nhưng không phải chuyện gì một mình hắn cũng có thể làm hết, phải chừa lại để quan sát. Làm Triệu Quốc Đống có chút lo lắng là nhóm cán bộ như Hoắc Vân Đạt về từ Hồng Sơn. Mặc dù hắn tin Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh sẽ không đối xử lạnh nhạt với nhóm cán bộ này nhưng Hoắc Vân Đạt sau khi về có lẽ hy vọng tiến thêm một bước. Mà việc tiến thêm đó không phải do Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh có thể quyết định. Chỉ là chuyện này không phải do người, phải do vận mệnh mới được. Kết cấu sản nghiệp của Ninh Lăng vẫn có khuyết điểm. Đúng như hắn lo lắng việc Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy là do nhiều công ty tiến vào, nhưng mấy năm tới thì sao? Làm như thế nào duy trì năng lực phát triển liên tục, luôn đi trước và đổi mới kỹ thuật chính là điều quan trọng nhất. Dù là ngành năng lượng mới hay bảo vệ môi trường, hoặc là ngành sản xuất ô tô càng lúc càng chiếm ưu thế trong nền kinh tế Ninh Lăng cũng là một vấn đề. Nhưng lãnh đạo các công ty chưa chắc có cái nhìn xa như vậy, hoặc là nói dù có cũng không cảm thấy nguy cơ. Việc này cần chính quyền xúc tiền. Triệu Quốc Đống ngồi trên máy bay mà suy nghĩ miên man, đủ loạn suy nghĩ đập vào mặt. Mình hình như còn rất nhiều điều phải làm nhưng đây có phải chuyện mà một bí thư thị ủy đủ tư cách nên làm không? Mình có phải là lo nhiều quá không? Chẳng lẽ Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh không thấy mà chỉ mình thấy sao? Triệu Quốc Đống không nhịn được nở nụ cười. Duy trì sự bình thản nói thì dễ, làm mới khó. Sân bay quốc tế Bắc Kinh luôn tấp nập người qua lại. Triệu Quốc Đống trước khi lên máy bay đã gọi cho Lưu Nhược Đồng nhưng cô tắt máy, điều này cũng có nghĩa cô đã lên máy bay. Hắn xuống máy bay gọi thì bên kia đã thông. Em đang ở đâu? Triệu Quốc Đống vui vẻ nói. Cách anh 50 mét. Lưu Nhược Đồng nhẹ nhàng nói. Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên thấy Lưu Nhược Đồng đang kéo vali đứng đó như một đóa phù dung, cô đang vẫy tay gọi hắn. Triệu Quốc Đống đi nhanh tới, mỗi một lần gặp đều có cảm giác khác nhau. Dù là Triệu Quốc Đống hay Lưu Nhược Đồng đều cảm nhận được điều đó. Rất tự nhiên cầm vali cho Lưu Nhược Đồng, Triệu Quốc Đống cô. Sao em không về nghỉ ngơi trước? Chỉ có tiếng thôi mà, em muốn đợi anh rồi cùng về. Chúng ta chỉ có thể bắt taxi về thôi. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ, đã là hơn 3 giờ chiều, lúc này về rửa mặt rồi chuẩn bị đi ăn là vừa. Không, bộ có xe tới đón em.
Em bảo bọn họ chờ một chút, anh phải đi nhờ xe rồi. Lưu Nhược Đồng cười hì hì nói. Ừ, có thể hưởng thụ đãi ngộ của thành viên bộ tổng tham mưu cũng là vinh dự. Triệu Quốc Đống nói. Có đôi khi đúng là hâm mộ mấy người không làm gì, không phải suy nghĩ gì chỉ có ăn nghỉ, như vậy sống mới lâu. Hai chiếc xe Mercedes, Benz 600 lẳng lặng đỗ ở ven đường, đoàn người từ khoang dành cho khách VIP đi ra và có người mở cửa xe cho họ. Người đàn ông đang định lên xe nhưng thấy đôi nam nữ đang tay trong tay đằng trước. Người đàn ông ngẩn ra xuống xe nhưng lại do dự không dám xác định. Chẳng qua đối phương đã thấy y nên y vội vàng xuống xe đi tới. Bí thư Triệu, sao trùng hợp như vậy? Chu Hâm cười rất tươi nói. Ồ, Tổng Giám Đốc Chu, dịp Tết mà vẫn đi vì công việc sao? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Hạng mục điện phân nhôm của tập đoàn Hâm Đạt coi như chính thức được khởi động. Triệu Quốc Đống nghe nói một tháng có 10 ngày Chu Hâm ở tại công trường, qua đó đủ thấy tập đoàn Hâm Đạt coi trọng hạng mục này như thế nào. Mà hạng mục tinh chế nhôm cũng đã được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê duyệt, vốn đầu tư là 250 triệu. Do tập đoàn Hâm Đạt cùng tập đoàn Hoa Cao tỉnh Tương cùng bỏ vốn đầu tư. Đất đai đã được dự trữ sẵn chỉ chờ đến ngày 15 là khởi công, huyện Vân Lĩnh vì thế cũng rất hưng phấn. Lang Thế Quần cùng Trương Bồi Lễ cũng đã chuyên môn lên thị ủy báo cáo công việc này, tỏ vẻ mấy hạng mục này xây dựng xong ít nhất có thể cống hiến 12 tỷ cho GDP Vân Lĩnh, cũng tiêu hao điện năng của trạm phát điện Cô Lỗ Câu. Chẳng qua động tác lớn của Hâm Đạt cũng mang lại vài ấn tượng. Tập đoàn Hoa Lữ vẫn có thái độ kiên quyết phản đối với hạng mục của tập đoàn Hâm Đạt, yêu cầu góp cổ phần vào hạng mục của Hâm Đạt, đòi quyền khống chế cổ phần, cho rằng Hâm Đạt đã chạm vào vùng cấm của chính sách quốc gia. Tập đoàn Hoa Lữ liên hợp với tập đoàn Ngũ Quáng mà chèn ép việc nhập khẩu của Hâm Đạt, điểm nì tạo thành tranh luận ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Bộ Thương mại. Cũng may không chỉ có Hâm Đạt tiến vào ngành điện phân nhôm, tập đoàn Hy vọng Phương Đông cũng đã tiến hành ở Hà Nam và Nội Mông. Hai bên hợp sức khiêu chiến địa vị lũng đoạ của Hoa Lữ, bên trên cũng chưa có thái độ chính thức với việc này. Theo như cách nói của lãnh đạo tập đoàn Hâm Đạt mà nói, tập đoàn Hâm Đạt bây giờ đặt tâm trí chính vào Vân Lĩnh đã thành nơi quan hệ đến thành bại của Hâm Đạt. Chẳng qua theo Triệu Quốc Đống thấy chỉ cần quyết định không có lệnh cấm rõ ràng là ổn rồi. Triệu Quốc Đống cũng kiên quyết ủng hộ tập đoàn Hâm Đạt nhanh chóng tiến bước. Tỉnh ủy tỉnh An Nguyên cũng tỏ rõ thái độ hy vọng tập đoàn Hâm Đạt là ngọn cờ đầu trong khối kinh tế tư nhân của tỉnh An Nguyên. Bí thư Triệu, ngài cũng biết Tết bạn bè không đi không thân mà. Chu Hâm Quy nhiệt tình nói. Bí thư Triệu, ngài đi đâu vậy? Hay là tôi đưa ngài đi? Không cần, đây là vợ tôi, Lưu Nhược Đồng. Nhược Đồng, đây là Tổng Giám Đốc tập đoàn Hâm Đạt, Tổng Giám Đốc Chu, người có tên trên bảng Forbes, bây giờ coi như công ty lớn của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cười giới thiệu. Bí thư Triệu, ngài không phải trêu tôi đó sao? Bảng gì chứ, đó chỉ là nói bừa. Chu Hâm lần đầu thấy người phụ nữ sau lưng Triệu Quốc Đống. Y ở tỉnh An Nguyên hiểu được vợ Triệu Quốc Đống là con một gia đình cách mạng, hình như vẫn luôn công tác ở nước ngoài, còn công việc cụ thể là gì không có mấy người biết. Ngay cả bộ máy thị ủy Ninh Lăng cũng không có mấy người gặp được người nhà Triệu Quốc Đống. Lưu Nhược Đồng chỉ nói một câu đơn giản, may mắn, rồi thôi. Triệu Quốc Đống thật ra rất quan tâm nói vài câu tốc độ đẩy mạnh hạng mục tinh chế nhôm của Hâm Đạt và tập đoàn Hoa Cao, Chu Hâm cũng giới thiệu vài câu rồi xin phép rời đi. Xe buýt màu xanh đến đón vợ chồng Triệu Quốc Đống, Chu Hâm nhìn xe rời đi rồi suy nghĩ một chút. Y ở Bắc Kinh đã lâu nên hiểu rõ được các loại biển. Bảo sao người phụ nữ kia trông nhã nhặn mà làm mình có cảm giác khá căng thẳng. Quyển 16, chương 110. Đã có lời đồn việc Triệu Quốc Đống không ở Ninh Lăng thậm chí tỉnh An Nguyên nữa, điều này làm Chu Hâm vừa có chút nuối tiếc vừa sốt ruột. Lúc này Chu Hâm thật ra hy vọng DDPS không lên vị trí thường vụ tỉnh ủy. Lên bậc này thì Triệu Quốc Đống tiếp tục ở lại Ninh Lăng sẽ không phù hợp không khí chính trị của Trung Quốc, vấn đề nằm ở chỗ mình dồn tâm huyết vào Vân Lĩnh, nhất là bây giờ gặp áp lực cực lớn từ tập đoàn Hoa Lữ. Mặc dù Chu Hâm tự tin vào quan hệ của mình nhưng việc này liên quan đến chính sách quốc gia. Chủ tịch tập đoàn Hy vọng Phương Đông chẳng lẽ kém mình sao? Chu Hâm còn không ngông cuồng đến mức cho rằng như vậy, nhưng khi liên minh với đối phương chống lại áp lực của Hoa Lữ, Chu Hâm có thể nhận ra sự lo lắng của đối phương. So sánh với lực lượng của quốc gia thì thực lực của các công ty tư nhân là không đáng nhắc đến. Mà mặc dù công ty tư nhân có quan hệ thì ở chuyện này cũng không đưa ra thẳng mặt được. Tạo được tác dụng chính thức chỉ có thể là quan chức như Triệu Quốc Đống và Nhâm Vi Phong mà thôi.
Bọn họ hiểu rõ khát vọng phát triển của cơ sở cùng với sự lũng đoạn của công ty nhà nước, khiến cho bọn họ có thể ở bất cứ trường hợp nào cũng công khai được, đưa ra suy nghĩ bản thân. Đây mới là điều quan trọng nhất để thay đổi. Phải xác định xong mọi chuyện trước khi Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng, tập đoàn Hâm Đạt lần này là tử chiến tới cùng, mất cơ hội phát triển này thì Hâm Đạt sẽ không thể nào thấy được ánh mặt trời. Hắn thật sự sẽ đi. Hoàng Hối Sinh xa sầm mặt nói. Có lẽ là như vậy. Anh rể tôi nói theo thông lệ là thế. Đến tháng 5 Triệu Quốc Đống sẽ làm bí thư thị ủy Ninh Lăng được 3 năm, hơn nữa thêm thời gian hắn công tác từ năm 95 đến 98 ở Ninh Lăng tổng cộng đã 7 năm. Bây giờ hắn lên làm thường vụ tỉnh ủy thì khả năng điều đi là rất lớn. Đối phương cầm cốc trà trong tay nhấp một ngụm rồi lạnh nhạt nói. Vậy có thể xác định lúc nào đi không? Hoàng Hối Sinh trầm giọng nói. Ai có thể xác định được chứ? Dù là Ứng Đông Lưu cũng không thể xác định được Triệu Quốc Đống sẽ đi lúc nào. Nhưng tôi nghe anh rể tôi nói có thể tỉnh ủy tỉnh An Nguyên hy vọng Triệu Quốc Đống sẽ ở lại thêm một thời gian nữa. Đối phương nói. Ở thêm một thời gian nữa. Hoàng Hối Sinh lớn tiếng nói như đang tức giận. Vậy còn để cho chúng tôi sống không nữa? Sinh ca, tôi nghĩ chúng ta nên đặt đúng tâm tư mới được. Triệu Quốc Đống đi đương nhiên là việc tốt nhưng ai tới thay thế cũng chưa chắc đã lập tức thay đổi phương hướng vốn có của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân đã đẩy việc xây dựng nhà xã hội lên tầm chính trị, tranh luận mặc dù không ít nhưng không ai dám phủ nhận chiêu này của bọn họ đã được lòng dân. Cho nên tôi cho rằng dù Triệu Quốc Đống đi người kế nhiệm cũng không nhất định làm được tốt hơn mấy. Cơn sóng này bị Triệu Quốc Đống đẩy lên cao, ai muốn đưa nó xuống cũng không dễ. Đối phương nói. Tôi nghĩ sau khi Triệu Quốc Đống đi thì ai lên thay hắn cũng đều tốt hơn. Chủ yếu nằm ở chỗ hắn tạo được cơn sóng này lên thì còn cần phải chứng thực. Người thay thế có lẽ nói bằng miệng nhưng chưa chắc đã thực thi. Chúng ta có lẽ có biện pháp, con đường để thay đổi. Hoàng Hối Sinh không ủng hộ cái nhìn của đối phương. Chủ yếu là lúc nào hắn đi, nếu kéo dài tới cuối năm nay thì chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu. Đối phương hừ một tiếng vì khinh thường việc Hoàng Hối Sinh hy vọng Triệu Quốc Đống đi. Hoàng Hối Sinh sao lại không biết ảnh hưởng không khí chính trị của Trung Quốc chứ? Không ai có thể nghịch ý dân, nhất là người làm quan thì anh có thể đánh bóng bản thân, có thể nói hay, anh có thể lén có động tác nhỏ nhưng chỉ riêng vấn đề trái phải thì anh phải nắm chắc phương hướng, đây là lời tuyên bố dựa trên kinh nghiệm của anh rể y. Nhưng Hoàng Hối Sinh lại nghĩ mình có chút tiền, có chút quan hệ là thay đổi được nguyên tắc cơ bản này, quá ngây thơ rồi. Thương trường và quan trường đan xen chặt chẽ với nhau nhưng về bản chất là khác nhau. Thương nhân xem lợi ích, quan chức xem chiến tích, không có chiến tích sẽ không có cơ hội lên chức. Cái gì là chiến tích? Phát triển là chiến tích, lòng dân là chiến tích, nhất là bây giờ chiến tích về danh tiếng, lòng dân càng quan trọng hơn. Ngay cả anh rể mình cũng phải thừa nhận Triệu Quốc Đống rất linh hoạt, nắm bắt cơ hội tốt. Nếu Triệu Quốc Đống đi thì ai tới? Hoàng Hối Sinh suy nghĩ một chút và nói. Không tiện nói, Trung Dược Quân có thể, cũng có thể là người từ trên xuống. Bây giờ còn chưa rõ. Đối phương bỏ chén vuốt cằm nói. Tóm lại tôi thấy chúng ta nếu muốn kiếm mỏ vàng ở Ninh Lăng cũng không tuyệt vời như vậy nhưng không phải không kiếm được gì. Có lẽ đúng như báo chí Ninh Lăng nói, đi vào từng phân khúc, kiếm tiền đáng kiếm. Hừ, cái gì gọi là kiếm tiền đáng kiếm? Theo ý tôi tiền có thể kiếm chính là tiền. Hoàng Hối Sinh hung dữ nói. Chỉ cần Triệu Quốc Đống đi là tốt rồi. Tôi cho rằng tên Triệu Quốc Đống này là người không gì xâm nhập được nhưng hắn chỉ có một, chỉ cần chúng ta nhanh chóng xúc tiến hắn đi là ổn. Tôi không tin đảng viên nào cũng như vậy. 7 ngày nghỉ nhưng Triệu Quốc Đống giờ chỉ có 2 ngày. Mùng 4 về nhà cùng Lưu Nhược Đồng hưởng thụ cuộc sống 2 ngày vui vẻ, trong đó không tránh được ngồi ăn với anh em Lưu Thác, Lưu Nham, ngồi uống trà tâm sự với Hùng Chính Lâm, Lôi Hướng Đông, lại đi thăm Qua Tĩnh, Dương Thiên Minh. Thậm chí còn cùng mấy bạn học ở trên Bắc Kinh ăn cơm nói chuyện. Bạch Nhất Minh cũng về Bắc Kinh một chuyến, Nguyễn Đại Thanh bây giờ đã lên Trung ương đoàn làm, ba người cũng ngồi lại với nhau nói chuyện về công việc bản thân. Nguyễn Đại Thanh và Bạch Nhất Minh đều cảm thấy năm nay Triệu Quốc Đống sẽ có điều chỉnh, còn thời gian cụ thể sẽ căn cứ vào việc trao đổi giữa tỉnh ủy tỉnh An Nguyên với ban tổ chức cán bộ Trung ương. Đây cũng là cái nhìn của hai anh em Lưu Thác, Lưu Nham. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận việc điều chỉnh nhân sự luôn là đề tài làm mọi người chú ý nhất. Thậm chí ngay cả Lưu Kiều cũng gọi tới hỏi Lưu Nhược Đồng về việc điều chỉnh công việc của mình. Tất nhiên việc điều chỉnh của mình làm nhiều người chú tâm, nhưng đến nay tỉnh ủy cũng chưa tỏ rõ thái độ.
Năm trước y cũng hỏi Hàn Độ nhưng Hàn Độ nói thẳng với hắn ban tổ chức cán bộ trung ương mặc dù đã đề cập vấn đề này nhưng bí thư Ứng có thái độ rất quan trọng là hy vọng cân nhắc cục diện phát triển kinh tế của Ninh Lăng, để Triệu Quốc Đống có thể tiếp tục làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thêm một thời gian. Ban tổ chức cán bộ trung ương cũng tỏ vẻ sẽ cân nhắc tình hình thực tế. Triệu Quốc Đống không suy nghĩ quá nhiều việc này. Dù là mình điều chỉnh đến vị trí nào hắn tin tổ chức sẽ cân nhắc từ góc độ bồi dưỡng của mình. Mình bây giờ cần chính là làm xong các việc còn lại ở Ninh Lăng, tránh cho biến hóa đột nhiên ảnh hưởng đến đại cuộc. Mùng 7 Triệu Quốc Đống trực ban cho nên chiều mùng 6 Triệu Quốc Đống bay về Ando. Xuống sân bay hắn suy nghĩ mãi mới gọi điện cho Ứng Đông Lưu, nói muốn đến chúc Tết. Ứng Đông Lưu bảo hắn tối đến nhà dùng bữa. Đừng khẩn trương như vậy có được không? Quốc Đống, em chưa thấy anh như vậy bao giờ cả. Lưu Nhược Đồng có chút buồn cười nhìn Triệu Quốc Đống. Ồ, em đừng nói, anh đúng là có chút khẩn trương. Nói thật anh không có thói quen đến nhà chúc Tết như thế này. Ví dụ như chỗ trưởng ban Trương vậy, cho nên tôi thà chọn cuộc gặp riêng thân mật ở nơi công cộng hơn là việc gặp như thế này. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Nhưng như thế này cũng có nghĩa quan hệ giữa anh và lãnh đạo càng gần hơn mà. Lưu Nhược Đồng cười nói. Gần hơn cũng không chắc đã là chuyện tốt. Chẳng qua bí thư Ứng là lãnh đạo đáng giá để kính trọng, đến nhà y cũng không đại biểu gì. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình nói không đúng suy nghĩ trong lòng. Lưu Nhược Đồng chỉ nở nụ cười không vạch trần lời nói của Triệu Quốc Đống. Lấy nhau nhiều năm như vậy mặc dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng cô cũng hiểu đôi chút về Triệu Quốc Đống. Chỉ khi hắn rất quan tâm chuyện gì đó thì hắn mới có biểu hiện như vậy. Có lẽ anh nên hỏi về hướng đi của mình. Hai người từ từ bước đi trong thủy tỉnh hạng. Mặc dù Triệu Quốc Đống cũng là thường vụ nhưng có lẽ không ai suy nghĩ việc hắn vào đây ở. Anh cảm thấy có thích hợp không? Hay là bí thư Ứng sẽ trả lời vấn đề này không? Lưu Nhược Đồng hỏi lại. Ồ, có lẽ bí thư Ứng sẽ chủ động đưa ra vấn đề này, anh nên trả lời như thế nào? Triệu Quốc Đống lẩm bẩm nói làm Lưu Nhược Đồng nở nụ cười. Được rồi Quốc Đống, anh đừng ở đó lẩn thẩn nữa, cẩn thận có người nghe được đó. Quyển 16, chương 111. Ứng Đông Lưu ở sâu trong thủy tỉnh hạng, chẳng qua thủy tỉnh hạng là một nơi nhiều ngõ nên anh đúng là không phân chia được đâu là đầu, đâu là cuối. Con hẻm này dài chẳng qua chỉ 300 mét nhưng lại hơi khúc chiết theo hình chữ S, phía nam tiếp với đường Hoa Thành, bắc tiếp với đường Thuận Thành, mặt đông là tường vây, chỉ có mặt tây mới là khu thường ủy chân chính, 18 căn biệt thự tạo thành một nơi u nhã tại đây. 18 biệt thự không phải là nơi ở của tất cả các thường vụ. Các thường vụ cũng không phải đều ở đây nhưng hai lãnh đạo chủ yếu nhất định ở đây. Mà mấy năm nay do phó bí thư tỉnh ủy về cơ bản đều điều từ ngoài tới nên cả Yến Nhiên Thiên hay là Miêu Trấn Trung đều ở đây. Trong mấy thường vụ hiện nay ngoài Dương Kính Quang vẫn ở ký túc xá Đại học An Nguyên thì về cơ bản đều ở đây. Nhưng thật ra hai thường vụ mới của tỉnh An Nguyên là Ba Kiên Cường và Triệu Quốc Đống cũng không có suy nghĩ tiến vào đây. Trong 18 biệt thự này có 3-4 căn để không? Có lẽ là nơi để đề phòng khi thường vụ điều chỉnh, thường vụ cũ chưa dọn đi, thường vụ mới đã tới. Lưu Nhược Đồng khoác tay Triệu Quốc Đống tiến vào hẻm nhỏ này mà thấy rất tò mò. Nơi này là trung tâm quyền lực của tỉnh An Nguyên, mặc dù không phải cơ quan quyền lực công cộng nhưng có nhiều lúc quốc gia lại được đưa ra từ đây. Lưu Nhược Đồng biết mình là vợ Triệu Quốc Đống nên về sau không tránh được có mặt ở vài trường hợp, trước cô không chú ý mấy việc này nhưng không có nghĩa cô hoàn toàn không biết gì cả. Nhà của bí thư tỉnh ủy không phải ai cũng có thể đến, dù là các thường vụ có tư cách đến thăm nhưng trên thực tế có rất nhiều người cùng làm việc nhiều năm cũng chưa chắc có thể bước vào. Nó giống như bí thư thị ủy và các thường vụ thị ủy vậy. Có lẽ anh có thể ngồi ăn cùng nhau vô số lần nhưng anh chưa chắc biết người nhà lãnh đạo trông như thế nào, tình hình sức khỏe ra sao, đang làm gì. Đây là khoảng cách, có lẽ cả đời anh cũng không đột phá được tầng khoảng cách này. Theo Triệu Quốc Đống nhớ mình không tới nhà vị lãnh đạo nào cả. Thái Chánh Dương không tính, về phần Hàn Độ lại là do nhân tố khác nên mới tới. Còn mấy lãnh đạo mình có quan hệ mật thiết như Nhâm Vi Phong, Dương Kính Quang thì có lẽ hay gặp ở văn phòng hoặc nơi công cộng để trao đổi tư tưởng hơn chứ khái niệm tới nhà xem ra rất xa xôi. Triệu Quốc Đống gõ cửa, rất nhanh có người ra mở và đầy cảnh giác nhìn hắn, đây là cảnh vệ mặc thường phục. Nhà hai vị lãnh đạo chủ yếu đều có cảnh vệ. Ai thế? Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên. Giang tỷ, là tôi, Triệu Quốc Đống. Vợ Ứng Đông Lưu họ Giang, chị ta làm giảng viên đại học, bây giờ đang công tác ở Đại học Sư phạm An Nguyên, cũng là theo Ứng Đông Lưu đến tỉnh An Nguyên nên mới tới.
Triệu Quốc Đống đã gặp một lần. Ồ, Tiểu Triệu à, mau vào đi. Đông Lưu, có khách, đây là Tiểu Lưu sao, mau vào. Giang Tỷ và Ứng Đông Lưu có điểm tương tự là khuôn mặt hơi gầy nhưng người cao và khá nhiệt tình. Căn biệt thự này có quy cách giống hệt nhà Hàn Độ, chẳng qua nhà Ứng Đông Lưu đơn giản hơn vì không có hoa cỏ gì. Ồ, Quốc Đống, Tiểu Lưu tới à, vào đi, sao lại khách khí như vậy? Ứng Đông Lưu xem ra đang viết câu đối, trong tay đang cầm bút chấm vào nghiên mực. Bí thư Ứng đang viết câu đối sao? Triệu Quốc Đống cười cười tiến vào. Ừ, chỉ là viết vài chữ mà thôi, vài ngày không luyện là tay cứng lại ngay cho nên nhân lúc mấy ngày nghỉ tập một chút, nếu không về sau nghỉ hưu muốn cầm bút cũng không nổi. Ứng Đông Lưu bỏ bút xuống, lau tay nói. Vào trong ngồi. Lưu Nhược Đồng rất biết ý xuống bếp phụ giúp. Giang Tỷ là giáo viên môn lịch sử, Lưu Nhược Đồng lại có kiến thức nhiều về phương diện này nên hai người nhanh chóng tìm được đề tài. Triệu Quốc Đống và Ứng Đông Lưu không nói chuyện mấy câu vì đã gần đến giờ ăn. Bốn người ăn cũng đơn giản, hai món ăn, hai món rau thêm một bát canh gà. Đương nhiên trên bàn không thể thiếu được một chai Mao Đài không biết đã bao năm, nhưng Triệu Quốc Đống ngửi mùi thấy rất thơm xem ra số năm không ít. Tên bàn ăn Ứng Đông Lưu cũng không nói mấy, nói chuyện chỉ là vài câu bình thường chứ không mang theo chút công việc nào vào. Mãi đến khi hai người phụ nữ vào bếp dọn dẹp, Ứng Đông Lưu mới mời Triệu Quốc Đống vào thư phòng ngồi. Hai chén trà, một bóng đèn, thư phòng Ứng Đông Lưu trông hơi bừa bộn, vài quyển sách để ở các vị trí khác nhau theo thói quen của chủ nhân. Hơi bừa bộn một chút, thư phòng của tôi không thích người khác vào, ngay cả Giang Tỷ của cậu bình thường cũng không vào. Ứng Đông Lưu xua tay nói. Bảo sao bí thư Ứng lại biết nhiều thứ như vậy, vừa nhìn là thấy như một thư viện cá nhân vậy. Triệu Quốc Đống nhìn quanh, ba mặt đều là sách nhưng lại không có bao nhiêu quyển về Mác, Lenin, Mao Trạch Đông mà rất hỗn tạp, sách văn học lịch sử đã chiếm hơn nửa. Hắn nghe nói Ứng Đông Lưu không có sở thích đặc biệt gì, xem ra thời gian rảnh đều dành để đọc sách. Đừng có đội mũ cao cho tôi không thích gì, không giống cậu còn thích vận động. Tôi ăn xong sẽ đi dạo, thời gian rảnh sẽ đọc sách, viết chút gì đó chuẩn bị cho ngày về hưu. Ứng Đông Lưu lạnh nhạt nói. Y năm 25 tuổi mới thi đỗ khoa triết học Đại học Bắc Kinh, tốt nghiệp đã gần 30. Học triết học nên cùng xem nhiều thứ. Bí thư Ứng, ngài bây giờ nói ngày này có phải còn hơi sớm một chút không? Tỉnh An Nguyên chúng ta còn cần ngài lãnh đạo. Triệu Quốc Đống ngồi xuống hai tay để thành hình chữ thập, khuỷu tay chống gối, người hơi nghiêng về trước trông như đang chăm chú lắng nghe. Được rồi Quốc Đống, đừng có làm tư thế như vậy. Hôm nay chỉ có hai chúng ta nên thoải mái một chút đi. Chỉ sợ cậu cũng nghe chút tin đồn rồi. Theo nguyên tắc tổ chức và yêu cầu, cậu bây giờ đã là thường vụ tỉnh ủy nhưng vẫn công tác ở An Nguyên, nhất là Ninh Lăng lại càng là nơi trưởng thành chủ yếu của cậu. Vì thế ban tổ chức cán bộ trung ương có ý muốn điều chỉnh công việc của cậu, ban cũng trao đổi với tôi, đây là vấn đề nguyên tắc, tỉnh ủy phải phục tùng. Nhưng do tình hình thực tế của Ninh Lăng nên tôi đề nghị ban nên xem xét, có lẽ tạm thời không điều chỉnh cậu nhưng cậu nên chuẩn bị tư tưởng vì thời gian không quá dài. Ứng Đông Lưu dựa lưng vào ghế, mặt rất bình tĩnh. Y vừa suy nghĩ vừa nói. Có thể cùng cộng tác đã là duyên phận, tôi vẫn thấy mình và cậu cộng tác rất có duyên. Con người tôi có nguyên tắc đó là quan hệ giữa quân tử nhật như nước, không muốn dính tới tình cảm cá nhân. Nhưng tôi vẫn muốn nói cậu làm tôi có ấn tượng tốt, mọi người cùng làm việc rất thoải mái. Nếu có thể tôi càng hy vọng cậu ở lại An Nguyên nhưng đảng ta cũng nói tới nguyên tắc, phải phục tùng phân công của cấp trên. Đúng là vì tình hình đặc biệt của Ninh Lăng nên tôi cũng không hy vọng chức vụ của cậu thay đổi sẽ ảnh hưởng tới hình tượng lá cờ đầu trong phát triển kinh tế của An Nguyên chúng ta, vì thế hôm nay tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu một chút. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, tiếp xúc lâu như vậy nên hắn biết tính của Ứng Đông Lưu. Người này khiêm tốn, lễ độ nhưng nhiều người cảm thấy không dễ hòa thuận với vị bí thư tỉnh ủy này. Trừ khi anh có thể chính thức được y tôn trọng và tuyệt đối tin tưởng nếu không sẽ không thể tới gần y một bước. Mà lời này của Ứng Đông Lưu chứng tỏ mình đã được đối phương tôn trọng và tín nhiệm, mà đi tới bước này mình mất gần 3 năm thời gian. Có lẽ lúc mình làm thị trưởng Hoài Khánh cùng lắm chỉ được đối phương hơi có ấn tượng mà thôi. Bí thư Ứng, lời này đáng lẽ do tôi nói mới đúng. Có thể làm việc dưới sự lãnh đạo của ngài là may mắn của tôi. 3 năm, tôi nghĩ ngài cũng đã hiểu rõ về tôi, mà tôi cũng có nhận thức nhiều hơn về ngài. Tôi biết ngài đặt nhiều kỳ vọng vào Ninh Lăng. Sự phát triển của Ninh Lăng không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của ngài và tỉnh ủy. Đúng như ngài nói Ninh Lăng đang ở giai đoạn đặc thù,
tôi thật sự hy vọng cho tôi thêm chút thời gian để tôi cùng các đồng chí trong thị xã làm được nhiều việc hơn nữa. Nói thật, trong mắt nhiều người mình và Thái Chánh Dương có quan hệ mật thiết, Thái Chánh Dương lại đi lại gần với Ninh Pháp, nếu là một lãnh đạo không rộng lượng thì nhất định có cái nhìn với mình. Nhưng Ứng Đông Lưu có can đảm khi Ninh Lăng xảy ra chuyện mà đưa mình tới vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng, nói thật tuy có nhân tố khác nhưng Ứng Đông Lưu cũng phải gánh vác áp lực rất lớn. Quyển 16, chương 112. Triệu Quốc Đống rời khỏi nhà Ứng Đông Lưu đã là 10 giờ tối, buổi nói chuyện này đúng là khá lâu. Cũng may Lưu Nhược Đồng và Giang Tỷ coi như tìm được tiếng nói chung, ngoài việc nói tới công việc của Giang Tỷ, Lưu Nhược Đồng cũng có lựa chọn nói đôi chút về công việc của mình làm Giang Tỷ rất tò mò. Dù sao công việc của Lưu Nhược Đồng thì bên ngoài không biết được bao nhiêu. Lưu Nhược Đồng lúc ra ngoài cũng cảm nhận được tâm trạng Triệu Quốc Đống có chút kích động. Đi trên con hẻm nhỏ yên tĩnh gần như không có xe cộ qua lại, về phần người đi đường có lẽ chỉ có vợ chồng bọn họ. Triệu Quốc Đống như vẫn chìm đắm trong cảm xúc, Lưu Nhược Đồng chỉ nhẹ nhàng khoác tay Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lúc này không muốn nói chuyện. Mặc dù hắn biết Lưu Nhược Đồng đang rất tò mò nhưng hắn hy vọng suy nghĩ thêm về những gì đã nói chuyện trong hơn 2 tiếng qua. Khả năng lý luận của Ứng Đông Lưu rất cao, không phải người bình thường có thể so sánh, qua đó cũng khiến Triệu Quốc Đống thu hoạch được nhiều điều. Triệu Quốc Đống nói qua về cảm nhận trong 3 năm mình công tác ở Ninh Lăng cùng với ý tưởng về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Ninh Lăng, nói đến sau đây triển khai công việc ở Ninh Lăng ra sao, cũng nói qua và suy nghĩ và quy hoạch của mình. Đương nhiên hắn cũng không tránh khỏi nhận xét ưu khuyết điểm của các thành viên bộ máy Ninh Lăng. Hắn không nhằm vào riêng ai mà chỉ phân tích về tính chất chung và tính cách trong công việc. Ứng Đông Lưu nghe rất cẩn thận. Sau đó Ứng Đông Lưu cũng nói ra suy nghĩ và cái nhìn của mình đối với công việc hiện nay của Ninh Lăng, từng chữ nói đúng mấu chốt làm cho Triệu Quốc Đống lúc nóng lúc lạnh. Tình hình Ninh Lăng có thể nói đã được Ứng Đông Lưu nắm rất rõ. Triệu Quốc Đống tự nhận mình rất tự tin về phương hướng phát triển sau đây của Ninh Lăng nhưng có vài điều vẫn không hiểu sâu bằng Ứng Đông Lưu. Ví dụ như nên chỉnh đốn, phát triển thị trường bất động sản một cách mạnh khỏe ra sao? Làm như thế nào cam đoan các nhà kinh doanh bất động sản cảm thấy có thể có lợi mà tiếp tục cống hiến sức lực cho thị trường bất động sản Ninh Lăng, lại muốn kiên định đẩy mạnh xây dựng nhà xã hội, đảm bảo quyền lợi của dân chúng? Ứng Đông Lưu đưa ra một loạt ý kiến làm Triệu Quốc Đống rất chấn động. Sau cuộc nói chuyện này, Triệu Quốc Đống đột nhiên thấy xấu hổ và tự ti. Thứ mình tự cho là giấu kín trong lòng, an hùng thiên hạ không thấy nhưng không ngờ cuộc nói chuyện này lại lộ ra hết, làm cho mình không dám xem nhẹ ai hết. Cả đêm Triệu Quốc Đống vẫn hơi trằn trọc, mãi đến ngày hôm sau khi về Ninh Lăng hắn vẫn đắm chìm trong cuộc nói chuyện với Ứng Đông Lưu. Rất nhiều quan điểm của Ứng Đông Lưu khá giống với hắn. Nhưng quan điểm của đối phương có nhiều lý trí hơn mà không giống Triệu Quốc Đống dựa vào tình cảm và cảm tính để phát huy. Đây là chênh lệch mà mình phải rèn luyện 5 năm, 10 năm nữa. Mùng 7 Tết là ngày nghỉ cuối cùng, theo lý thuyết mọi người đều muốn nhân ngày này xử lý hết việc riêng của mình. Chẳng qua bí thư thị ủy trực ban nên có nhiều người thấy được cơ hội. Triệu Quốc Đống vốn muốn dùng ngày này để sửa lại chút suy nghĩ của mình nhưng Lỗ Năng vừa đi. Tiêu Phượng Minh tới làm hắn biết thời gian hôm nay không thể thuộc về riêng mình. Dù là Lỗ Năng hay Tiêu Phượng Minh đều đến báo cáo công việc cấp bách. Năm ngoái khu dân cư Tây Giang và thành cổ Thổ Thành xin chứng nhận di sản văn hóa thế giới coi như chính thức khởi động. Năm nay tổ chức di sản văn hóa thế giới sẽ đến khảo sát thực tế hai nơi này. Công việc này trước đó Ninh Lăng đã chuẩn bị không ít, công tác quy hoạch, tu sửa bảo vệ được đẩy mạnh. Lỗ Năng dành khá nhiều tâm trí vào việc này, muốn đảm bảo được chứng nhận. Mặc dù nói việc này không nên có suy nghĩ mang lại lợi ích gì nhưng không ai có thể phủ nhận nếu thành công sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Dù năm ngoái sau lễ hội văn hóa các dân tộc khu vực Trung Tây đã khiến Ninh Lăng trở nên đông khách hơn, nhưng đó chỉ là bước đầu. Làm như thế nào khiến thương hiệu Ninh Lăng liên tục ấm lên thì cần không ngừng tạo điểm nóng. Lỗ Năng cũng nói vì xúc tiến hoạt động này nên thị xã dự định tổ chức một cuộc hội thảo lịch sử dân tộc Ninh Lăng. Thực ra đây là một diễn đàn mời các chuyên gia trong lĩnh vực dân tộc trong nước tới nói chuyện, sau đó có vài bài viết mời giới truyền thông đưa lên để đảm bảo độ nóng của Ninh Lăng, làm cho dân chúng không thể lạnh nhạt với Ninh Lăng. Ngoài ra còn cần tiếp tục tổ chức tốt lễ hội văn hóa các dân tộc khu vực Trung Tây lần 2 để tạo xu thế xin chứng nhận. Chẳng qua hiện nay đã có đô thị khác xin tổ chức lễ hội này, Bộ Văn hóa và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đang nghiên cứu xem nên xác định điểm tổ chức chỉ đặt ở Ninh Lăng hay còn tổ chức ở nơi khác. Tiêu Phượng Minh đến nói chuyện khá quan trọng, chức chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát đã để trống sau khi Lô Miễn Dương rời đi, thị trưởng Lô Miễn Dương đã để trống sau khi Lô Miễn Dương rời đi, thị trưởng Lô Miễn Dương đã để trống sau khi Lô Miễn Dương rời đi, thị trưởng Lô Miễn Dương đã để trống sau khi Lô Miễn Dương rời đi, thị trưởng Lô Miễn Dương đã để trống sau khi Lô Miễn Dương rời đi, thị trưởng Lô Miễn Dương đã để trống sau khi Lô Miễn Dương rời đi, thị trưởng Lô Miễn Dương đã để trống sau khi Lô Miễn Dương rời đi, thị trưởng Lô Miễn Dương đã để trống sau khi Lô Miễn Dương rời đi, thị trưởng Lô Miễn Dương đã để trống sau khi Lô Miễn Dương rời đi, thị trưởng Lô Miễn
thị xã rất thận trọng khi lựa chọn người thay thế nên vài ứng viên đều không được thông qua, ngoài ra còn có mấy chức phó huyện cần xác định. Tiêu Phượng Minh muốn sớm trao đổi với Triệu Quốc Đống, nhất là khi Bao Quốc Huy còn chưa chính thức làm quen với tình hình Ninh Lăng. Đợi Tiêu Phượng Minh nói xong, Triệu Quốc Đống biết mình không thể ngồi ở văn phòng nữa vì nhất định có người tới. Xe Audi từ từ chạy ra khỏi trụ sở thị ủy, trên xe không chỉ có Triệu Quốc Đống mà có thêm Lưu Nhược Đồng. Hắn muốn dẫn Lưu Nhược Đồng đi xem sự thay đổi của Ninh Lăng, xem quy hoạch trong 5 năm tới của Ninh Lăng, có lẽ 5 năm sau khi trở lại Ninh Lăng sẽ là một thành phố rất hấp dẫn. Từ sân gôn đường hồ tới công viên cây xanh núi Diệu Phong, từ quảng trường Đông Phương Hoàng tới cầu Đoàn Kết, từ công trường xây dựng nhà xã hội ở khu Hà Nam tới khu công nghiệp đa chức năng Đông Giang, Triệu Quốc Đống đắm chìm trong một cảm giác kỳ lạ. Dù là đang giới thiệu với Lưu Nhược Đồng nhưng hắn thể hiện rõ sự tự hào và ước mơ, làm cho Lưu Nhược Đồng có chút ghen tị. Chỉ có người chính thức có lý tưởng, vùi hết tâm trí vào công việc mới có thể kiên nhẫn theo đuổi như vậy. Triệu Quốc Đống đưa Lưu Nhược Đồng lên núi Diệu Phong ngắm toàn cảnh đô thị Ninh Lăng. Nhìn về phía bắc là một mặt hồ rộng mênh mông làm người ta như muốn chìm đắm vào mặt hồ. Nhìn về phía nam là khu vực nhấp nhô đồi núi, hơn chục chiếc máy đang đào bới theo quy hoạch. Phía tây tiến triển nhanh nhất vì mặt này là đại lộ Huy Hoàng, ở đây chuẩn bị bắc cầu vượt. Phía đông cũng có thể thấy được máy móc đang hoạt động. Xem ra Trúc Văn Khôi đã thực hiện lời nói của mình, Tết người nghỉ, máy móc không nghỉ. Ngay cả Lưu Nhược Đồng cũng phải thầm than về quy hoạch của thị xã Ninh Lăng vì nó có bước tiến quá lớn, thoáng cái nhét khu vực mấy km vuông của núi Diệu Phong, Diệu Hồ và nội thành, thậm chí còn phát triển nơi này thành trung tâm đô thị Ninh Lăng. Đây là tương lai của Ninh Lăng, anh hy vọng lãnh đạo thị xã có thể lưu lại không gian quy hoạch đủ lớn cho sự phát triển sau này của Ninh Lăng, lưu lại một hoàn cảnh sống đáng mơ ước và tự hào cho dân chúng. Ninh Lăng có quy hoạch trở thành đô thị trên 10 triệu dân. Anh không hy vọng dân chúng về sau không ngừng mắng đảng ủy, chính quyền khóa này thiển cận, hẹp hòi, bước đi này là không dễ nhưng anh thà chấp nhận một chút mắng mỏ vẫn phải làm. Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng nhìn ánh mắt trời và trầm giọng nói. Quyển 17, chương 1. Sau khi khảo sát xong khách sạn Hilton và khách sạn bán đảo, Triệu Quốc Đống lập tức chạy tới khu khai phát. Chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, Lâm Chí Kiều đang đợi hắn cùng với Trung Dược Quân vừa mới tham gia lễ khánh thành. Khai trương chi nhánh ngân hàng giao thông Ninh Lăng. Hai người sẽ có mặt trong lễ ký kết thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học do hai công ty Liên Hoa, Nam Pha cùng nhiều công ty khác bỏ vốn thành lập. Trong hiệp định hợp tác này hai công ty cùng bỏ ra 40 triệu tệ chiếm 25% cổ phần, công ty năng lượng mặt trời Bắc Năng bỏ 25 triệu chiếm 10% cổ phần, công ty thiết bị cơ điện Minh Đức lấy thiết bị và kỹ thuật độc quyền góp cổ phần và chiếm 35%. Công ty cổ phần khoa học kỹ thuật liên hợp và trung tâm nghiên cứu khoa học của công ty được xây dựng trong địa phận khu khai phát. Theo Triệu Quốc Đống thấy công ty Bắc Năng có thể chủ động tham gia đã tạo thành tác dụng bắc cầu kéo công ty thiết bị cơ điện Minh Đức tiến vào. Qua đó đủ để chứng minh công ty tư nhân đã bắt đầu thay đổi quan niệm, bắt đầu chú trọng việc nghiên cứu khoa học, cảm thấy đổi mới kỹ thuật sẽ có tác dụng càng lúc càng lớn đối với sự phát triển của công ty sau này. Thay đổi nhận thức này là rất quan trọng cho nên hắn muốn có mặt coi như ủng hộ. Cổ vũ của thị ủy, ủy ban. Bí thư Triệu, ngày mai còn có lễ ký kết của hai công ty, ngài xem có thể thu xếp thời gian tới không? Trình Thụ Hòa đi sát phía sau Triệu Quốc Đống lên xe và nói. Thụ Hòa, tôi hôm nay không phải có mặt trong lễ thành lập công ty liên hợp mà có mặt ở lễ ký kết thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học liên hợp, điểm này anh phải làm rõ. Ký hết giữa các công ty, khánh thành thì thị xã sớm có quy định tình hình bình thường đều là anh tham gia. Tình hình đặc biệt sẽ do thị trưởng Trung và thị trưởng Cố tham gia, tôi không tham gia. Trung tâm nghiên cứu khoa học liên hợp có ý nghĩa đặc biệt với sự phát triển ngành năng lượng mới, tài liệu mới của Ninh Lăng chúng ta, sự thành lập của nó cũng mở ra kỷ nguyên mới cho các công ty Ninh Lăng chúng ta. Nó đại biểu Ninh Lăng không chỉ là đô thị công nghiệp chế tạo mà đã bắt đầu đổi mới làm đô thị khoa học kỹ thuật. Trình Thụ Hòa nở nụ cười. Bí thư Triệu, ngài nói rất đúng. Nếu trung tâm liên hợp ngài có thể đi thì tôi tin lễ ký kết giữa hai công ty ngày mai ngài cũng sẽ thấy hứng thú. Ồ, anh nói xem. Một là công ty trách nhiệm hữu hạn tài liệu mới Dục Huy, đây là công ty sản xuất thiết bị cắt các tấm pin năng lượng mặt trời và xử lý phế thải từ pin. Công ty này do mấy nhân tài nhảy ra từ các công ty lớn cùng hai nhân viên kỹ thuật cao cấp từ Đức góp vốn đầu tư. Bọn họ chuyển từ Hà Nam sang chúng ta, hơn nữa đã có một khoản đầu tư mạo hiểm 6,8 triệu đô la Mỹ.
đây chẳng những có thể phối hợp với ngành sản xuất đa tinh thể silicon của Ninh Lăng mà còn cung cấp vấn đề bảo vệ môi trường cho ngành đa tinh thể silicon. Trình Thụ Hòa rất tự tin nói. Ồ, công ty phụ trợ cho ngành đa tinh thể silicon, nội dung khoa học kỹ thuật sẽ không ít, tính trưởng thành cao, còn cả việc bảo vệ môi trường nữa. Hắc hắc, bảo sao anh không tự tin như vậy? Công ty còn lại thì sao? Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu áo năng, đây là công ty chủ yếu sản xuất chất đa tinh thể silicon và pin năng lượng mặt trời, có nhiều kỹ thuật độc quyền, ngoài ra sản phẩm không chỉ bao trùm trong ngành năng lượng mặt trời, hơn nữa cũng có không ít các sản phẩm cao cấp trong ngành điện. Triệu Quốc Đống mặc dù không quá hiểu rõ hai công ty này nhưng nghe Trình Thụ Hòa nói đầy khí thế như vậy, hắn đoán có lẽ hai công ty này có lai lịch không nhỏ, ít nhất hàm lượng khoa học kỹ thuật cao. Nếu không Trình Thụ Hòa sẽ không dám vỗ ngực nói như vậy trước mặt mình. Trình Thụ Hòa cũng nắm bắt được tâm tư của Triệu Quốc Đống. Y biết Triệu Quốc Đống mặc dù bây giờ không tham gia lễ ký kết, thành lập công ty nhưng cũng có ngoại lệ. Nếu như anh chọn đúng sở thích của hắn thì sẽ thành công. Ví dụ như có nội dung khoa học kỹ thuật hoặc là tính chất đại biểu là đủ chứ không quan trọng về vốn đầu tư. Ồ, vậy để tôi xem mai có lịch gì không đã, nếu không có chuyện quan trọng thì tôi sẽ tới. Triệu Quốc Đống lắc đầu nhìn Trình Thụ Hòa. Thụ Hòa, đừng mãi đặt tâm tư vào mấy việc này. Tôi đi hay không không quan trọng, các công ty đó muốn chính thức đầu tư và phát triển ở Ninh Lăng chúng ta thì anh là lãnh đạo phụ trách quản lý cần phải tạo hoàn cảnh phát triển tốt đẹp cho bọn họ, đó mới là điều quan trọng nhất. Hắc hắc, Bí thư Triệu, điều này tôi đương nhiên biết nhưng có ngài tham gia không phải là ủng hộ đối với công việc của chúng tôi sao? Cũng có thể làm cho các công ty cảm thấy sự chú trọng của thị ủy, ủy ban đối với bọn họ mà. Tác dụng tâm lý này có đôi khi còn có hiệu quả hơn cả giúp đỡ về mặt chính sách. Trình Thụ Hòa dẻo miệng nói. Được rồi, tôi thấy anh nói chuyện cũng sắp kịp Lão Trúc rồi đó. Tôi thấy bên ủy ban thị xã ai cũng giỏi nói cả. Bên thị ủy ngoài Lỗ Năng ra thì hình như thành hồ lô kín hết rồi. Lệnh Thuần, bên thị ủy có phải nên tổ chức mọi người chuyên tu về nói chuyện không nhỉ? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Bí thư Triệu, việc này chắc không cần đâu. Hùng biện như bạc, trầm mặc như vàng, câu này hình như cũng là ngài nói mà. Tăng Lệnh Thuần rất tự nhiên phản bác lại. Triệu Quốc Đống ngẩn ra sau đó nhìn Tăng Lệnh Thuần từ trên xuống dưới. Ồ, Lệnh Thuần. Anh đúng là biết dùng lời của tôi bịt miệng tôi đó. Người trên xe cùng nở nụ cười. Bỏ máy xuống, Triệu Quốc Đống cố gắng làm mình bình tĩnh lại vì lập tức sẽ tới lượt hắn phát biểu. Chuyện lớn đến đâu bây giờ cũng phải nhịn, chẳng qua việc đến quá đột nhiên làm hắn tự nhận gặp chuyện gì cũng không đổi sắc mà bây giờ lại bất an. Trên thực tế mình đã sớm chuẩn bị tư tưởng, đợt Tết có nhiều lãnh đạo đã ám chỉ và nhắc mình, thậm chí Ứng Đông Lưu cũng nói và bảo mình chuẩn bị tư tưởng về việc này. Chẳng qua mình vẫn có chút lưu luyến hoặc không muốn chấp nhận thực tế này nên muốn né tránh nó. Việc này tới quá nhanh, xem ra cố gắng của Ứng Đông Lưu đã không có hiệu quả. Trung ương sẽ không vì tình hình đặc biệt của Ninh Lăng mà thay đổi. Đúng như Hàn Độ nói, Ninh Lăng dù ai rời đi vẫn sẽ vận chuyển, như thế giới này sẽ không vì ai mà dừng lại. Triệu Quốc Đống lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều, nghi lễ ký kết sắp xong, đến lượt mình lên tiếng. Triệu Quốc Đống nhìn lên trần nhà để mình bình tĩnh hơn, dù sao cũng sẽ có lúc đối mặt, mặc dù mình rất không muốn nhưng ai không có ngày này, ở đâu cũng sẽ gặp phải giờ phút này. Sau đây chúng ta xin mời Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu thư Ninh Lăng, chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã, Triệu Quốc Đống phát biểu. Câu nói này làm Triệu Quốc Đống giật mình, hắn rất nhanh điều chỉnh tâm trạng của mình. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các bạn. Hôm nay là lễ ký kết thành lập Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Liên hợp ở khu khai phát Ninh Lăng chúng ta, tôi rất vui mừng tham gia nghi thức này. Hai hôm trước thị trưởng Thụ Hòa đã đề cập chuyện này với tôi và thị trưởng Dược Quân, tôi đã nói với thị trưởng Dược Quân là công ty cổ phần liên hợp thành lập chúng tôi có thể không tham gia, nhưng lễ ký kết thành lập Trung tâm Nghiên cứu Khoa học 2 chúng tôi nhất định sẽ tham gia. Bên dưới rất yên tĩnh, các vị khách đều muốn nghe nghĩa trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Có thể có người sẽ hỏi có gì khác nhau. Tôi muốn nói có, hơn nữa khác nhau rất lớn. Công ty cổ phần liên hợp là một công ty, hàng năm có không ít công ty đầu tư vào Ninh Lăng. Thị xã có một nguyên tắc đó là lễ ký kết thành lập công ty, khánh thành, khởi công bình thường đều mời phó thị trưởng phụ trách quản lý tham gia, lãnh đạo thị xã khác bình thường không tham gia gồm cả tôi và thị trưởng Dược Quân. Nhưng lần này tại sao chúng tôi lại tới? Không vì gì khác mà là vì Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Liên hợp.
Trung tâm do cả công ty nhà nước, công ty tư nhân góp vốn thành lập, hơn nữa còn là trung tâm nghiên cứu khoa học về năng lượng mới, tài liệu mới của Ninh Lăng chúng ta. Sự thành lập của nó không chỉ mang lại sân khấu mới hơn nữa đối với ngành năng lượng mặt trời, tăng trưởng cho ngành, tránh cho ngành năng lượng mới, tài liệu mới của Ninh Lăng thiếu kỹ thuật, giải quyết được sự nguy hiểm khi chúng ta dựa hết kỹ thuật vào nước ngoài. Nói cách khác, các công ty Ninh Lăng không đơn thuần chỉ là sản xuất chế tạo, mà đi theo con đường phát triển tổng hợp cả về phát minh và sản xuất. Tôi cho rằng đây là con đường phát triển của các công ty Ninh Lăng, thậm chí các công ty toàn Trung Quốc. Quyển 17, chương 2. Dưới đài tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Triệu Quốc Đống đứng lên cảm ơn nhưng tâm trạng không thể bình tĩnh. Cảnh như hôm nay có lẽ ngày sau không còn nữa, mà không lâu nữa mình sẽ bước sang sân khấu mới. Sau khi nghi lễ kết thúc, Triệu Quốc Đống lập tức về thị ủy. Hắn còn rất nhiều công việc cần chứng thực. Tin tức này do Lưu Nhược Đồng truyền tới. Ban tổ chức cán bộ Trung ương vừa tổ chức hội nghị, trong Chư Hiền tỏ vẻ muốn nhanh chóng thực hiện nguyên tắc trao đổi cán bộ. Sau hội nghị, Chư Hiền khi nói chuyện với Trương Nhược Cốc đã, vô tình, đề cập tới việc lãnh đạo Trung ương rất chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ trẻ trưởng thành, yêu cầu ban nghiêm túc suy nghĩ việc bồi dưỡng cán bộ trẻ về nhiều mặt, ban phải nhanh chóng thực hiện. Đây là tín hiệu rất rõ ràng, mình sẽ phải rời khỏi Ninh Lăng thậm chí là tỉnh An Nguyên. Chư Hiền biết rõ quan hệ của Trương Nhược Cốc với Lưu Gia nhưng lại có ám chỉ này, nếu không hiểu thì quá ngu muội. Bên tỉnh ủy sợ là còn chưa biết tin này nhưng có lẽ chỉ là chuyện trong 3-4 ngày mà thôi. Mình cũng cần có chuẩn bị. Cũng may trước đó mình đã chuẩn bị tư tưởng nên sau năm mới liền lục tục tiến hành vài việc. Suy nghĩ mãi, Triệu Quốc Đống cảm thấy nên nhanh chóng nói rõ với Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh để bọn họ chuẩn bị tư tưởng, đồng thời cũng có thể để bọn họ sớm vận dụng các mối quan hệ, tài nguyên chính trị mà hoạt động. Đương nhiên mình cũng sẽ cố hết sức dựa theo kế hoạch trước đó mà làm. Còn thành hay bại không phải do mình quyết định được. Tiêu Phượng Minh và Trung Dược Quân gần như cùng lúc có mặt ở văn phòng Triệu Quốc Đống, hai người đều có chút kinh ngạc vì Triệu Quốc Đống không nói gì nhiều trong điện thoại, chỉ bảo hai bọn họ lập tức đến văn phòng hắn có chuyện cần bàn. Lão Tiêu, bí thư Triệu có phải có chuyện gì không mà rục gấp như vậy? Tôi vừa mới từ bên Đông Giang sang khu khai phát cùng bí thư Triệu mà không thấy bảo gì cả. Thấy Tiêu Phượng Minh cũng vội vàng trở về, Trung Dược Quân có chút khó hiểu hỏi. Tôi cũng vừa từ Thổ Thành về, trên đường nhận được điện của bí thư Triệu bảo tôi tới đây ngay. Tiêu Phượng Minh cũng rất khó hiểu. Sáng nay lúc ra ngoài cũng không nghe thấy việc gì. Tôi ở trên đường gọi hỏi Lão Tăng, y cũng không nói gì mà. Vào sẽ biết mà, đi thôi. Trung Dược Quân gõ cửa, Vân Duệ ra mở. Thị trưởng Trung, bí thư Tiêu, bí thư Triệu đã chờ hai ngày, tôi cũng đã rót trà. Có chuyện gì mà gấp như vậy Tiểu Duệ? Tiêu Phượng Minh thuận miệng hỏi một câu. Tôi không biết, bí thư Triệu sau khi về văn phòng liền ngồi đó, sau đó nói muốn tìm hai ngài, ngoài ra tôi không biết. Vân Duệ đoán có việc gì lớn, vẻ mặt sếp không dễ coi lúc thở dài, lúc lắc đầu nhưng y không nhìn ra là có chuyện gì. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh nhìn nhau nhưng không muốn suy nghĩ nhiều vì kiểu gì lát cũng biết. Triệu Quốc Đống chắp tay đứng trước cửa sổ. Nghe tiếng bước chân hắn nhìn hai người Trung Dược Quân ra hiệu bọn họ ngồi xuống và bảo Vân Duệ đóng cửa. Việc này cũng đại biểu ba người nhất định có chuyện quan trọng cần bàn. Cửa vừa đóng chỉ còn lại ba người, Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh lần đầu thấy Triệu Quốc Đống có điệu bộ như vậy nên đều có chút khẩn trương, chẳng lẽ có việc gì lớn sao? Không nghe nói mà, trong thời gian này rất yên tĩnh. Thấy hai người như vậy, Triệu Quốc Đống không khỏi có chút buồn cười, chút tâm trạng u uất giờ đã tốt hơn chút. Hai anh đừng khẩn trương như vậy, đây không phải chuyện xấu, chính xác mà nói đối với các anh đó là việc tốt. Đương nhiên còn phải xem ý kiến cuối cùng của tỉnh ủy, tôi có thể lập tức sẽ đi. Hả? Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh cùng giật mình tưởng Triệu Quốc Đống nói đùa nhưng bọn họ lại có phản ứng chuyện như vậy, ai có thể nói đùa. Bí thư Triệu, đây là chuyện lúc nào? Trung Dược Quân nhíu mày nói, y không nghĩ ra vẻ không tin, Triệu Quốc Đống không cần làm như vậy. Hơn nữa người trong thị xã cũng loáng thoáng nói tin này nhưng không ai người việc đến nhanh như vậy. Ừ, chính xác mà nói bây giờ trong tỉnh có lẽ chưa nhận được tin, lỗ tai tôi hơi dài chút nên biết. Có lẽ 3 đến 5 ngày nữa tin này sẽ được xác thực. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Được rồi, chúng ta không nên thảo luận tính chân thật của việc này vì ai cũng biết nó là sớm hay muộn. Tôi trưởng thành chủ yếu ở Ninh Lăng, bây giờ lại làm thường vụ tỉnh ủy nên đã tới lúc rời đi. Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh không nói mà chờ nghe Triệu Quốc Đống nói tiếp.
Tôi muốn nói chính là thực tế xảy ra trước mắt chúng ta. Tôi nếu đi thì chức bí thư thị ủy do ai đảm nhiệm là rất quan trọng, nó quan hệ đến sự phát triển trong mấy năm tới của Ninh Lăng chúng ta, tôi không hy vọng thành tích chúng ta đạt được bị ảnh hưởng do tôi đi. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Đợt Tết tôi có trao đổi với bí thư Ứng, thực ra khi đó tôi đã suy nghĩ đến tình hình khi tôi đi. Tôi đề nghị với bí thư Ứng việc Dược Quân làm bí thư thị ủy, Phượng Minh làm thị trưởng thay Dược Quân. Triệu Quốc Đống nói thẳng như vậy làm chung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh đều kích động, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Thời gian và không gian như đọng lại, tất cả các thứ bên ngoài như ngăn cách với phòng. Triệu Quốc Đống cầm cốc trà uống một ngụm và để xuống. Âm thanh đó làm hai người chung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh tỉnh táo lại trong cơn kích động. Cả hai người không phải không nghĩ tới thay đổi nhân sự của Ninh Lăng sau khi Triệu Quốc Đống đi. Mặc dù Trung Dược Quân cũng không cho rằng mình chắc chắn sẽ thay chức Triệu Quốc Đống được. Ninh Lăng bây giờ có vô số người chú ý, mà Tiêu Phượng Minh càng không cần nói. Y làm phó bí thư thị ủy mới vài tháng, nếu muốn tiến ngay lên làm thị trưởng thì có vẻ không thực tế. Dù Triệu Quốc Đống có thể làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đến cuối năm thì khả năng này cũng không cao. Trung Dược Quân trầm giọng nói. Vậy bí thư Triệu ngài sẽ đi đâu? Ra tỉnh ngoài hay ở lại trong tỉnh? Triệu Quốc Đống không thể nghi ngờ là lên chức. Thường vụ và thường vụ là có khác nhau rất lớn. Nó giống như Lô Vệ Hồng trước làm thường vụ thị ủy kiêm chủ nhiệm khu khai phát công nghệ cao An Đô và thường vụ thị ủy kiêm chủ tịch Liên đoàn Lao động tuy ngang hàng nhau nhưng phân công công việc lại khác nhau. Bây giờ còn chưa rõ nhưng khả năng ở lại trong tỉnh là rất nhỏ. Tôi nghĩ Trung ương sẽ suy nghĩ xa hơn. Triệu Quốc Đống nói. Đừng để ý chuyện của tôi như xe tới núi sẽ có đường, không cần tốn công suy nghĩ. Tôi tin với năng lực thích nghi của mình thì tới đâu cũng ăn no, mặc ấm. Bây giờ cần nhất là suy nghĩ chuyện của hai vị. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh nhìn nhau và trong lúc nhất thời không biết trả lời ra sao. Đối phương đề cử hai người bọn họ với bí thư tỉnh ủy nhưng chủ yếu nằm ở chỗ bí thư Ứng nghĩ như thế nào về đề cử của Triệu Quốc Đống. Bí thư Ứng đã trao đổi với tôi về tình hình công việc của Ninh Lăng, phải nói bí thư khá hài lòng với công việc của Ninh Lăng chúng ta, cũng tán thành công việc của hai người. Đương nhiên lúc ấy có thể bí thư Ứng không biết tôi sẽ đi nhanh như vậy nên đó mới là thảo luận. Tôi cũng nói rõ Ninh Lăng cần duy trì xu thế phát triển ổn định và liên tục, lãnh đạo chủ yếu nên xuất hiện từ bộ máy hiện hành. Đây không phải do chủ nghĩa cá nhân mà xuất phát từ tình hình thực tế của Ninh Lăng nó sẽ giúp Ninh Lăng duy trì ổn định. Triệu Quốc Đống ngừng một chút rồi nói tiếp. Bí thư Ứng có khuynh hướng đồng ý với ý kiến của tôi. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đều giật mình, ngay cả bọn họ cũng cảm nhận tim mình đang đập mạnh. Ý của bí thư tỉnh ủy có thể nói về cơ bản sẽ quyết định việc bổ nhiệm lãnh đạo chủ yếu một nơi. Đương nhiên Triệu Quốc Đống vẫn còn để thừa đất, hắn cũng nói đây chỉ là cuộc trao đổi khi không biết hắn rời đi lúc nào, Ứng Đông Lưu lúc ấy có lẽ có khuynh hướng đó nhưng không có nghĩa bây giờ cũng đồng tình với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Hơn nữa dù Ứng Đông Lưu có ý đó cũng phải cân bằng về nhiều mặt. Quyển 17, chương 3. Đương nhiên rất nhiều tình huống sẽ thay đổi theo thời gian. Bí thư Ứng cân nhắc cũng không nhỏ hẹp như tôi. Có lẽ lúc ấy bí thư Ứng đồng ý với quan điểm của tôi nhưng cũng cần cân nhắc nhân tố khác. Ý kiến của các thường vụ tỉnh ủy khác thì bí thư Ứng cũng phải suy nghĩ. Tôi chỉ có thể nói bí thư Ứng có thái độ khẳng định với bộ máy hiện tại của Ninh Lăng, mà điểm này là rất quan trọng. Triệu Quốc Đống chống tay lên mặt bàn, ánh mắt rất bình tĩnh như đang suy nghĩ sau đây cần làm gì. Trên thực tế hắn cũng không có bao thời gian, trong vài ngày hắn có thể làm chỉ là ổn định cục diện, về phần bộ máy sau đây của Ninh Lăng thì hắn đã rõ ràng tỏ thái độ với Ứng Đông Lưu. Mà bên Hàn Độ hắn cũng sẽ nói ý kiến của mình với đối phương, thậm chí còn có thể trao đổi với mấy thường vụ có quan hệ khá tốt với mình nhưng có bao tác dụng thì hắn không rõ. Vậy bí thư Triệu, ngài cảm thấy chúng tôi bây giờ nên làm như thế nào? Tiêu Phượng Minh nói. Trên thực tế khi Triệu Quốc Đống nói đã đề cử y làm thị trưởng, y trong lòng mặc dù chấn động, cũng có một tia hy vọng nhưng trong lòng lại biết bước đi này là không hề dễ dàng gì. Y không thể so với Trung Dược Quân. Trung Dược Quân làm thị trưởng đã hơn 3 năm, thành tích là rõ ràng, lãnh đạo tỉnh ủy coi như có chút hài lòng với Trung Dược Quân. Hơn nữa khi Triệu Quốc Đống về làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thì Trung Dược Quân đã làm thường vụ tỉnh ủy, về tình về lý khi Triệu Quốc Đống đi, Trung Dược Quân chính là ứng viên đầu tiên làm người tiếp nhập. Mà mình thì khác, mình làm phó bí thư thị ủy là do Triệu Quốc Đống đấu với Miêu Trấn Trung mãi mới khiến mình lên được. Bây giờ mới có mấy tháng muốn mình thay vị trí thị trưởng của Trung Dược Quân đúng là rất khó khăn.
Hơn nữa chủ yếu là tài nguyên chính trị ẩn giấu của mình cũng không thể so sánh với Trung Dược Quân. Trung Dược Quân có quan hệ mật thiết với chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên, điểm này mọi người biết. Mà mình nói thật, mặc dù lúc trước cạnh tranh chức phó bí thư thị ủy là do Triệu Quốc Đống đấu với Miêu Trấn Trung, nhưng thực tế trong các lãnh đạo tỉnh ủy ngoài Triệu Quốc Đống ra thì mình có quan hệ tương đối tốt ngược lại là Miêu Trấn Trung. Chẳng qua mình còn xa chưa thể nói là người Miêu hệ, nếu không cũng không vì vị trí hiện có khiến hai người Triệu Quốc Đống, Miêu Trấn Trung đấu nhau. Có lẽ chính vì Triệu Quốc Đống đẩy mình lên khiến Miêu Trấn Trung có ấn tượng cũng không tính là kém về mình. Vì thế mới có việc mình bây giờ hợp tác khá tốt với Bao Quốc Huy. Chẳng qua muốn nói đến việc cạnh tranh chức thị trưởng thì Tiêu Phượng Minh thực ra cũng không ôm bao hy vọng. Nên làm như thế nào thì chúng ta cứ làm như vậy, cần làm sao thì chúng ta sẽ làm thế. Triệu Quốc Đống nói một câu nhưng không khác gì không nói. Triệu Quốc Đống và Tiêu Phượng Minh ngồi với nhau nhưng đã đổi hoàn cảnh khác. Hai người đi trên con đường núi ven Diệu Hồ, dẫm trên đám cỏ cây xanh gì. Cư, tối cùng tôi tới nhà bí thư Ứng. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Bí thư Triệu, tôi thấy việc này không nên. Nếu tỉnh ủy thật sự đồng ý với đề cử của ngài thì tôi thấy mình không cần đi làm gì. Nếu tỉnh ủy có ý kiến khác thì tôi thấy lên chỗ bí thư Ứng cũng không tác dụng gì. Tiêu Phượng Minh cẩn thận nói. Thái độ của Tiêu Phượng Minh là điều Triệu Quốc Đống sớm đoán trước, nếu là mình có lẽ cũng có thái độ này, miễn cưỡng vô ích cũng không có tác dụng gì. Nhưng có vài thứ trước đó anh không rõ là cố gắng của mình có hiệu quả gì không, có lẽ anh cảm thấy hành vi không có ý nghĩa này của mình trong mắt lãnh đạo là một thái độ. Tâm tư của lãnh đạo là điều anh khó nắm bắt được, có đôi khi biến hóa về thị trường cũng sẽ phát sinh nhiều biến hóa. Cư, tôi không cần biết trong lòng anh có mâu thuẫn. Không có hy vọng hoặc là nói cảm thấy lý lịch của mình ít nên khó lọt vào mắt lãnh đạo, tối nay nhất định anh phải đi một chuyến, có đi hay không là vấn đề thái độ. Về phần lãnh đạo suy nghĩ như thế nào đó là chuyện khác, điểm này phải có thái độ đoan chính. Nó giống lúc trước tôi nói vậy, Dược Quân khác anh, Dược Quân có đủ lý lịch, thành tích, nhưng lý lịch cũng là do tích lũy mà có, không có một tâm lý tốt đẹp thì tích lũy kinh nghiệm cũng mất ý nghĩa. Triệu Quốc Đống không quá để ý tới tâm trạng của Tiêu Phượng Minh. Hắn có thể hiểu được tâm lý của Tiêu Phượng Minh, mỗi một người gặp phải chuyện này đều giống nhau. Tiêu Phượng Minh đã coi như người trầm tĩnh nên dù tâm trạng phức tạp tới đâu ít nhất cũng không lộ ra ngoài mặt, chỉ có trước mặt mình mới lộ ra. Bí thư Triệu, tôi cảm thấy việc này không có tác dụng mấy, có lẽ còn làm bí thư Ứng thấy có ấn tượng không tốt. Anh không đi sao biết sẽ làm lãnh đạo có ấn tượng không tốt. Ngay cả tôi cũng có thể mặt dày đến nhà bí thư Ứng hai lần, ra mặt anh chẳng lẽ mỏng như vậy sao? Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Tiêu Phượng Minh, hôm nay anh đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Tôi đã liên lạc với bí thư Ứng, tối nay tới văn phòng bí thư Ứng. Anh sửa lại suy nghĩ của mình, không cần nói dài dòng, chỉ cần kết hợp tình hình của Ninh Lăng mà nói ra công việc cần làm. Tiêu Phượng Minh muốn nói lại thôi nhưng thấy ánh mắt không cho biện bạch của Triệu Quốc Đống, y cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Triệu Quốc Đống nói đến nước này thì y còn có thể nói gì? Cư. Chúng ta có thể làm không được nhưng chúng ta phải cố gắng làm mình có tâm trạng bình tĩnh đối mặt tất cả. Nói thật tôi cũng giống anh là cho rằng chuyến đi này không khiến thái độ của bí thư Ứng thay đổi bao nhiêu. Đến vị trí như bọn họ thì phải cân nhắc rất nhiều quan hệ. Nhưng chủ yếu bây giờ thái độ của bí thư Ứng thì không ai biết, kể cả là tôi. Mà chúng ta cần làm chính là nói ra suy nghĩ của mình với bí thư Ứng, để bí thư Ứng có phân tích phán đoán chính xác. Ứng Đông Lưu nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì cũng mới nhận được tin. Tinh thần hội nghị của ban tổ chức cán bộ trung ương rất nhanh truyền tới tỉnh An Nguyên, đương nhiên không chỉ riêng An Nguyên mà các tỉnh khác cần điều chỉnh khác cũng nhận được tin tức mẫn cảm này. Ứng Đông Lưu rất không hy vọng Triệu Quốc Đống rời đi vào lúc này. Một hai tháng nay Ninh Lăng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 60%, nhìn qua thì giảm nhiều so với năm trước nhưng ai cũng biết khi tổng GDP tăng lên đến một trình độ nhất định mà muốn tiếp tục xu thế phát triển như trước là không thể. Mặc dù Ninh Lăng tăng trưởng trên 60% đã làm Ứng Đông Lưu rất hài lòng, thậm chí còn yên tâm hơn tốc độ trên 100% của năm trước. GDP của Ninh Lăng sau khi đột phá 100 tỷ vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng như vậy, đó cũng có nghĩa dù tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng mặc dù chậm lại nhưng năm nay vẫn đảm bảo tốc độ bình quân từ 50 đến 60% như Triệu Quốc Đống dự đoán. Nói cách khác GDP năm nay của Ninh Lăng sẽ đạt trên 150 tỷ, mà nếu tốc độ này có thể duy trì ổn định thì sang năm Ninh Lăng cho dù tăng trưởng 40% cũng sẽ đột phá 200 tỷ. Mà năm 2007 chính là năm hết nhiệm kỳ của mình.
Ninh Lăng sẽ chính thức thành đô thị có kinh tế lớn sánh ngang với Ando. Mặc dù ở trong khu vực đất liền cũng là kỳ tích. Duy trì tốc độ tăng trưởng vững vàng của Ninh Lăng chính là nhiệm vụ lớn nhất của Ứng Đông Lưu lúc này, bất cứ lợi ích và quan hệ thăng bằng nào cũng phải phục tùng điểm này. Nếu Triệu Quốc Đống có thể tiếp tục làm bí thư thị ủy Ninh Lăng hết năm, như vậy Ứng Đông Lưu yên tâm hơn nhiều. Nhưng thực tế thường không như người ta mong muốn. Ở tình huống đó thì chọn ai làm bí thư, thị trưởng Ninh Lăng là rất quan trọng. Đề cử của Triệu Quốc Đống với mình cũng có suy nghĩ nhưng còn chưa đủ. Năng lực bản thân của Triệu Quốc Đống không nói nhưng cũng không có nghĩ người hắn đề cử là có thể chính thức thực hiện hết hy vọng của hắn. Hy vọng và thực tế chưa chắc có thể viên mãn hòa hợp với nhau. Ứng Đông Lưu cảm thấy mình cần nghe thêm nhiều ý kiến. Quyển 17, chương 4. Nhâm Vi Phong và Hàn Độ gần như cùng lúc đi tới văn phòng Ứng Đông Lưu. Hàn Độ thấy Nhâm Vi Phong cũng đến văn phòng của Ứng Đông Lưu liền biết Ứng Đông Lưu gọi hai người mình tới không đơn thuần chỉ là nói chuyện Triệu Quốc Đống có thể đi, mà nó liên quan tới việc sau khi Triệu Quốc Đống đi thì ai sẽ gánh vác ngọn cờ Ninh Lăng, ai làm phụ tá, làm như thế nào mới khiến ngọn cờ này tiếp tục bay cao. Nhâm Vi Phong thấy Hàn Độ cũng có chút bất ngờ. Hai người bọn họ cùng xuất hiện trong văn phòng bí thư tỉnh ủy là hiếm thấy. Chính xác mà nói công việc của bọn họ ít có quan hệ với nhau, dù là có cũng thông qua các con đường và phương thức khác để trao đổi. Việc cùng ngồi với nhau chỉ là ở trong hội nghị thường vụ mà thôi. Lúc Nhâm Vi Phong tới thì Ứng Đông Lưu đang vào nhà vệ sinh nên không biết là có chuyện gì. Bây giờ Hàn Độ tới, y biết chỉ sợ có chuyện gì đó quan trọng, hơn nữa còn liên quan tới vấn đề nhân sự. Nhâm Vi Phong và Hàn Độ có quan hệ tốt nhưng chỉ là tốt mà thôi. Y và Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết. Hàn Độ và Triệu Quốc Đống cũng có quan hệ mật thiết nhưng hai người ít qua lại với nhau. Nguyên tắc bạn của bạn chính là bạn và kẻ thù của kẻ thù chính là bạn không thích hợp ở chính trị. Thấy Hàn Độ vào, Nhâm Vi Phong chỉ gật đầu, Hàn Độ cũng gật đầu chào lại. Hai người đều ngậm miệng không nói đợi Ứng Đông Lưu đi ra. Ứng Đông Lưu đi ra chỉ xua tay ra hiệu hai người cứ ngồi. Vi Phong, Lão Hàn, ban tổ chức cán bộ trung ương vừa diễn ra hội nghị, chỉ sợ Triệu Quốc Đống sẽ được điều chỉnh. Quốc Đống vừa gọi điện cho tôi, có lẽ cậu ta cũng đã nhận được tin. Ứng Đông Lưu đi thẳng vào vấn đề. Tôi rất không hy vọng Triệu Quốc Đống đi vào lúc này nhưng ý kiến của Trung ương thì chúng ta phải phục tùng. Bây giờ chúng ta cần làm là làm sao khi Triệu Quốc Đống có thể đảm bảo xu thế phát triển kinh tế của Ninh Lăng hiện nay không có biến động. Tôi chỉ chính là phương diện cấu thành bộ máy Ninh Lăng. Điểm này tôi muốn nghe ý kiến của hai người trước, Vi Phong anh nói trước đi. Nhâm Vi Phong hơi ngẩn ra. Đây đáng lẽ là ví dụ do Hàn Độ và Miêu Trấn Trung cân nhắc mới đúng. Sao Ứng Đông Lưu lại hỏi mình về việc này? Ồ, bí thư, đã xác định Quốc Đống sẽ đi sao? Y không thể không kéo dài thời gian để mình có thể suy nghĩ. Về cơ bản không có thay đổi, đến đâu mặc dù không rõ nhưng không thể ở lại an nguyên. Ứng Đông Lưu có thể nhìn ra sự khó hiểu của Nhâm Vi Phong. Ninh Lăng là ngọn cờ trong phát triển kinh tế của an nguyên chúng ta. Hơn nữa còn phải để nó bay cao hơn nữa. Vì thế ở vấn đề chọn bộ máy cần phải xác định nhanh chóng nhưng cẩn thận, cố gắng tránh chấn động. Ý của tôi là nguyên tắc điều chỉnh bộ máy cần phải xác định sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng không bị ảnh hưởng gì. Ứng Đông Lưu nói rất kiên quyết xác định nguyên tắc điều chỉnh bộ máy Ninh Lăng, mà Nhâm Vi Phong cũng cảm thấy Ứng Đông Lưu sở dĩ hỏi ý mình và Hàn Độ trước chứ không phải là nói chuyện với Tần Hạo Nghiên và Miêu Trấn Trung. Nhất định là lo lắng nếu việc chọn lãnh đạo chủ yếu của Ninh Lăng không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến việc tỉnh ủy, ủy ban an nguyên tạo ra tấm bài kỳ thích Ninh Lăng, điều này áp đảo mọi nhân tố khác. Bí thư, đồng chí Triệu Quốc Đống có ý kiến gì, tôi nghĩ ngài có thể nghe ý kiến cậu ta trước. Nhâm Vi Phong vẫn duy trì cẩn thận, Triệu Quốc Đống và Ứng Đông Lưu có quan hệ khá tốt, theo lý thuyết Triệu Quốc Đống có quyền lên tiếng lớn nhất ai kế nhiệm mình. Hơn nữa kỳ tích Ninh Lăng chính là do một tay Triệu Quốc Đống lãnh đạo bộ máy tạo ra. Ý kiến của Triệu Quốc Đống thì Ứng Đông Lưu không thể không chú trọng. Vi Phong, ý của Quốc Đống đương nhiên chúng ta cần nghe. Nhưng cậu ta là người trong cuộc, tôi không nói trong cuộc sẽ không rõ tình hình, nhưng cậu ta ở cậu ta nên khó tránh khỏi có nhiều quan điểm theo hướng cảm tính, góc độ nhìn nhận không rõ như chúng ta là người ngoài cuộc. Vì thế tôi hy vọng anh và Lão Hàn đứng ở góc độ công bằng mà nói chuyện. Ứng Đông Lưu nhíu mày nói. Nhâm Vi Phong xem ra mình không thể không lên tiếng được. Hàn Độ chỉ ngồi nở nụ cười như tượng Phật Di Lặc, giống như chuyện không liên quan đến y. Mình là phó chủ tịch thường trực tỉnh vậy mà lại lên tiếng trước khi nghiên cứu nhân sự, đúng là thú vị.
chẳng qua nếu Ứng Đông Lưu chuyên môn bảo mình lên tiếng cũng đủ thấy đối phương tôn trọng, tin tưởng mình. Bí thư, tôi rất tán thành quan điểm của ngài. Tất cả cần phải đảm bảo sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng không bị việc này ảnh hưởng. Ninh Lăng phát triển kinh tế đến bây giờ là không dễ, như vậy làm như thế nào đảm bảo phát triển ổn định, vững vàng phụ thuộc vào bộ máy, mà điều đó lại phụ thuộc vào lãnh đạo chủ yếu. Bí thư vừa nãy đã nói tránh chấn động, cũng chính là muốn đảm bảo chính sách và sự chấp hành được duy trì. Nhâm Vi Phong cẩn thận nói, Triệu Quốc Đống đã từng nói với mình Trung Dược Quân là người cộng tác tốt nhất nhưng nếu có ngày làm bí thư thị ủy thì cần một thị trưởng có khả năng chấp hành tốt. Tôi cảm thấy có thể cân nhắc đến thị trưởng Trung Dược Quân. Y và Triệu Quốc Đống cộng tác mấy năm, có nhiều thành tích tốt, lý lịch rất chắc, rộng lượng, khiêm tốn. Đây là điều đã được lãnh đạo chủ yếu của tỉnh khẳng định. Đương nhiên Trung Dược Quân cũng có nhược điểm, ví dụ như sự quyết đoán và nghị lực còn cần tăng mạnh, điều này có lẽ có quan hệ nhất định với việc y không ở vị trí kia. Nhưng tôi cảm thấy hiện nay Trung Dược Quân là người kế nhiệm thích hợp nhất. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Ứng Đông Lưu gật đầu nói. Trung Dược Quân nếu làm thị trưởng thì ai sẽ thích hợp nhất làm thị trưởng? Lão Hàn, Ban Anh có lựa chọn chưa? Ứng Đông Lưu đẩy vấn đề chọn thị trưởng cho Hàn Độ, Nhâm Vi Phong biết ý ngậm miệng. Ứng Đông Lưu về cơ bản đã đồng ý việc Trung Dược Quân làm bí thư thị ủy thay Triệu Quốc Đống, quan trọng nhất bây giờ là ai làm thị trưởng. Trung Dược Quân thay thế Triệu Quốc Đống về cơ bản có thể đảm bảo cục diện chính trị của Ninh Lăng không có ba động. Nhưng ý của Ứng Đông Lưu không chỉ đơn giản như vậy. Huy hoàng hai năm trước của Ninh Lăng không thể vì sự rời đi của Triệu Quốc Đống mà ảnh hưởng. Dù không chói mắt như hai năm trước nhưng không thể kém quá nhiều. Vì thế việc chọn thị trưởng càng quan trọng hơn. Ban trước đó chưa tính tới bộ máy bên Ninh Lăng, đều là sau khi ngài nói tôi mới suy nghĩ việc này. Hiện nay có ba lựa chọn. Đó là Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đỗ Hiến, một là Phó Thị trưởng thành phố An Đô Trác Ninh, một là Phó Bí thư Thị ủy Ninh Lăng, Tiêu Phượng Minh. Hàn Độ lạnh nhạt nói. Ba người này đều có ưu, khuyết điểm của bọn họ. Anh nói xem. Ứng Đông Lưu nói. Đồng chí Đỗ Hiến đã làm Phó Giám đốc Sở Tài chính 2 năm, trước vốn là Phó Thị trưởng thành phố Lam Sơn, từng làm Giám đốc công ty phân đạm Lam Sơn, coi như cán bộ trưởng thành từ công ty. Khi làm phó thị trưởng Lam Sơn cũng phụ trách mảng văn hóa, giáo dục, xây dựng. Từ lý lịch mà nói thì y từng làm ở công ty, phụ trách quản lý văn hóa, giao thông, xây dựng, coi như phong phú. Khuyết điểm cũng rõ ràng là đồng chí Đỗ Hiến không có kinh nghiệm công tác cơ sở. Ứng Đông Lưu gật đầu ra hiệu Hàn Độ nói tiếp. Trác Ninh làm phó thị trưởng An Đô 2 năm, trước đó đã làm trợ lý thị trưởng An Đô 1 năm, trước nữa làm phó thị trưởng thị xã Nam Hoa, bí thư huyện ủy huyện Quả Dương. Chủ tịch huyện Nam Độ, Phó Chủ tịch quận Quả Châu, Nam Hoa, Phó Thị trưởng, lý lịch công tác phong phú, thời gian làm việc ở cơ sở khá dài. Nhưng điều chỉnh này về cơ bản chỉ làm ở cấp quận, huyện. Ngoài ra đồng chí Trác Ninh còn đang học ở trường Đảng Trung ương, phải tới tháng 5 mới kết thúc. Vị cuối cùng hiện là Phó Bí thư Thị ủy Ninh Lăng, Tiêu Phượng Minh. Y cũng có ưu khuyết điểm rõ ràng. Ưu điểm là cán bộ trưởng thành từ Ninh Lăng, quen thuộc tình hình, năng lực công tác rất mạnh. Khuyết điểm do lý lịch hơi ít, làm phó bí thư thị ủy chưa đầy nửa năm, về nguyên tắc không thích hợp để đề bạt. Lời của Hàn Độ nhìn qua không có khuynh hướng nghiêng về ai nhưng Ứng Đông Lưu lại nhận ra sự ẩn giấu trong đó. Chẳng qua y cũng có thể giải thích, làm tổ chức cán bộ khi đưa ứng viên lên nhất định có khuynh hướng nhất định, nếu không mới là không bình thường. Con người không phải là máy, đều có sự nghiêng đôi chút. Trong ba ứng viên không thể nào không có người làm Hàn Độ hài lòng. Y chỉ dùng một cách thích hợp để bí thư tỉnh ủy hiểu cái nhìn của mình mà thôi. Trong ba ứng viên không thể nghi ngờ Hàn Độ có khuynh hướng về Trác Ninh, sau đó mới là Tiêu Phượng Minh. Về phần nói Trác Ninh chỉ làm chủ yếu ở quận, huyện chỉ là cách nói biến tướng, thực ra đó là ưu điểm. Còn gì là học ở trường Đảng Trung ương càng không phải vấn đề gì. Ứng Đông Lưu cũng đã cân nhắc ba ứng viên này. Đỗ Hiến đương nhiên là không quá thích hợp, luôn có ứng viên đưa ra cho có mà thôi. Bây giờ còn lại chỉ là Trác Ninh và Tiêu Phượng Minh. Quyển 17, chương 5. Ứng Đông Lưu cũng hiểu khá rõ về Trác Ninh. Trác Ninh này có năng lực, coi như là nhân tài, đã tiếp xúc qua nhiều công việc, bây giờ đang phụ trách khối nông nghiệp của An Đô. Quan Kinh Sơn năm trước từng có ý đề cử Trác Ninh làm thường vụ thị ủy kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát công nghệ cao An Đô. Nhưng đề nghị này không được Tôn Liên Bình tán thành, hai bên vẫn tranh chấp. Chẳng qua Quan Kinh Sơn cũng đã nhiều lần đề cập việc này với Ứng Đông Lưu,
hy vọng có thể nhanh chóng điều chỉnh bộ máy khu công nghệ cao Ando để nó thành động lực phát động kinh tế toàn tỉnh, xúc tiến sản nghiệp thứ ba, thứ hai của Ando tăng tốc thêm. Ứng Đông Lưu cũng không phản đối việc Trác Ninh tới làm thị trưởng Ninh Lăng, chủ yếu nằm ở chỗ Trác Ninh có thể nhanh chóng hòa nhập vào không khí, hoàn cảnh của Ninh Lăng không, có thể nhanh chóng triển khai công việc hay không mới là quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống khi đề cập với mình đã nói theo tình hình thực tế phát triển của Ninh Lăng, nếu như tỉnh có ý tiến hành điều chỉnh lãnh đạo chủ yếu của Ninh Lăng thì phải thận trọng, tốt nhất có thể lựa chọn nhân vật tương đối quen thuộc tình hình Ninh Lăng, như vậy sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái, giảm thiểu nhỏ nhất ảnh hưởng. Đây là điều bắt buộc. Hàn Độ đề cập Tiêu Phượng Minh cũng là người mà Triệu Quốc Đống trọng điểm đề cử. Ở vấn đề này xem ra Hàn Độ và Triệu Quốc Đống không nhất trí. Đó cũng là điều bình thường, nếu như vì quan hệ cá nhân tốt mà Hàn Độ nhất trí mọi việc với Triệu Quốc Đống, như vậy Hàn Độ không phải một tổ chức cán bộ đủ tư cách. Đúng như lời Hàn Độ nói, Tiêu Phượng Minh cũng có ưu khuyết điểm rõ ràng. Tiêu Phượng Minh rất quen thuộc tình hình Ninh Lăng, có uy tín khá cao. Hơn nữa y từng làm chủ tịch, bí thư huyện ủy, không xa lạ với công tác kinh tế. Y cũng đã làm trưởng ban thư ký thị ủy, tổ chức cán bộ và phó bí thư thị ủy nên kinh nghiệm công tác phong phú. Đồng thời y cũng có khiếm khuyết đó là thời gian làm phó bí thư thị ủy quá ngắn. Đây vốn là vị trí thích hợp để rèn luyện và quá độ nhưng cũng cần có đủ kinh nghiệm. Vi Phong, anh cho rằng mấy ứng viên vừa rồi thế nào? Ứng Đông Lưu nhìn sang Nhâm Vi Phong. Bí thư Đông Lưu, Đỗ Hiến này thì tôi hiểu đôi chút. Đỗ Hiến này có năng lực nhưng tính cách hơi mềm yếu, tôi thấy trưởng ban Hàn có lẽ cũng thấy điểm này, Đỗ Hiến tới làm thị trưởng Ninh Lăng sợ rằng hơi non một chút. Trác Ninh cũng được, năng lực toàn diện, có lẽ là lựa chọn thích hợp. Nhưng Trác Ninh còn cần một thời gian quen thuộc tình hình Ninh Lăng, mà hiện nay Ninh Lăng phát triển rất nhanh, có thể nói một ngày cũng không thể chậm được, ở điểm này còn mời bí thư suy xét. Về phần Tiêu Phượng Minh, tôi hiểu không quá nhiều nhưng người này nghe nói có uy tín rất cao ở Ninh Lăng, y còn từng làm tổ chức cán bộ nên sức chấp hành sẽ được đảm bảo. Nhâm Vi Phong nói làm ngay cả Hàn Độ không thể không bội phục. Nhâm Vi Phong có thể nói đã tính toán đúng tâm tư của Ứng Đông Lưu. Mặc dù nhìn không ra khuynh hướng gì nhưng Hàn Độ có thể chắc chắn Nhâm Vi Phong ủng hộ Tiêu Phượng Minh. Câu nói sức chấp hành được đảm bảo có sức sát thương rất mạnh, đủ để Ứng Đông Lưu phải suy nghĩ. Xem ra Triệu Quốc Đống đã dành không ít tâm sức với Nhâm Vi Phong. Hàn Độ đoán không sai, Ứng Đông Lưu đúng là cân nhắc câu nhận xét của Nhâm Vi Phong về Tiêu Phượng Minh. Tính cách của Trung Dược Quân khá mềm mỏng, điểm này không chỉ được Triệu Quốc Đống đề cập, bản thân Ứng Đông Lưu cũng hiểu. Làm thị trưởng cần có một bí thư thị ủy có tính cách cứng rắn thôi động, như vậy điểm này có thể bù đắp được. Nhưng nếu làm bí thư thị ủy thì điểm này nhất định phải có một thị trưởng có xu thế không quá mạnh nhưng giỏi chấp hành. Nếu không khi thị trưởng quá mạnh sẽ có tiếng đoạt chủ, mà sức chấp hành không đủ thì tất cả công việc sẽ không thể tiến hành được. Nhưng Trác Ninh có không ít người tán thành, không chỉ là Hàn Độ, vừa nãy Ứng Đông Lưu cũng nhận được điện của bạn học trên trường Đảng Trung ương gọi tới. Y bây giờ đã là ủy viên Quốc vụ Viện, cuộc điện này có trọng lượng không nhẹ. Mặc dù đối phương nói rất khách khí nhưng mình phải suy nghĩ. Hàn Độ lại một lần nữa giới thiệu qua tình hình của ba ứng viên, Ứng Đông Lưu gật đầu ra vẻ biết. Ra khỏi văn phòng Ứng Đông Lưu đã làm hơn 10 giờ tối. Triệu Quốc Đống và Tiêu Phượng Minh có 40 phút, có thể nói mỗi phút đều quý giá. Không khí yên tĩnh ban đêm làm đầu óc Triệu Quốc Đống và Tiêu Phượng Minh đều rõ ràng. Hai người đứng ở bãi đỗ xe nhưng không ai muốn lên xe ngay. Đi bộ một chút đi, anh không mấy khi lên tỉnh, tôi có lẽ đi rồi cũng không biết bao lâu sẽ về. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu. Lúc mới tham gia công tác thì một lòng muốn mình thành người của tỉnh thành, liều mạng làm việc thầm nghĩ biểu hiện xuất sắc ở đội cảnh sát hình sự Giang Khẩu, để được Cục Công an Ando coi trọng, như vậy có thể thoải mái điều lên tỉnh nếu không bạn gái sẽ chia tay mình. Ha ha, thoáng cái 10 năm qua đi như một giấc mộng. Ồ, Bí thư Triệu, ngài thực sự đã làm cảnh sát hình sự. Triệu Quốc Đống không hay nói công việc trước đây của hắn. Bên Ninh Lăng hiểu hắn cũng chỉ là từ khi hắn làm ở sở giao thông. Vài người thân cận như Tiêu Phượng Minh cũng chỉ biết Triệu Quốc Đống từng làm phó chủ nhiệm khu khai phát Giang Khẩu. Ha ha, không giả đâu. Vừa đi, Triệu Quốc Đống vừa nói. Tôi tốt nghiệp trường cảnh sát tỉnh rồi được phân về đội cảnh sát Giang Khẩu, sau đó xuống đồn công an làm cảnh sát, làm trưởng đồn sau đó bỏ cảnh phục vào chính quyền, làm phó chủ nhiệm khu khai phát, cũng làm phó bí thư đảng ủy xã. Ha ha, coi như phong phú chứ. Bí thư Triệu đã từng làm phó bí thư xã.
Tiêu Phượng Minh đúng là không nghĩ Triệu Quốc Đống đã làm quan xã nên có chút ngạc nhiên hỏi. Hắc hắc, không nhìn ra hả? Lúc ấy tôi chỉ là một phó bí thư nhàn hạ, bị lãnh đạo đá từ khu khai phát xuống xã xa nhất của Giang Khẩu làm phó bí thư, lại là phó bí thư thứ ba. Tôi chỉ coi như có mặt. Triệu Quốc Đống nghĩ đến thời gian 2 tháng mình ở Lĩnh Đông đúng là thấy như một giấc mộng. Đủ ký ức đột nhiên hiện về như mới xảy ra hôm qua vậy. Bí thư Triệu, ngài đã biết sẽ đi đâu chưa? Tiêu Phượng Minh vứt bỏ các loại suy nghĩ của mình mà hỏi về hướng đi sau đây của Triệu Quốc Đống. Trung ương còn đang cân nhắc, tôi sắp thành người tự do rồi, chỉ chờ tổ chức phân công. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chẳng qua về cơ bản chính là rời khỏi An Nguyên. Đến bây giờ hắn cũng không biết mình đi về đâu, chẳng qua hắn cũng thấy lần điều chỉnh này thực tế là một cơ hội để mình rèn luyện. Hắn cảm thấy lần này Trung ương sẽ có ý định khác. Đợt Tết Ninh Pháp và Thái Chánh Dương nói chuyện đã lộ vài ý nhưng không xác định mà thôi cho nên hắn cũng sớm chuẩn bị tư tưởng. Ngài có thể lên bộ không? Tiêu Phượng Minh hỏi tiếp. Khả năng này cũng có nhưng không cao, nghe nói đợt điều chỉnh này chủ yếu là đến các tỉnh. Triệu Quốc Đống nhìn Tiêu Phượng Minh. Tiêu Phượng Minh này biểu hiện khá tốt trước mặt Ứng Đông Lưu, tuy không có tuyên bố hùng hồn nhưng coi như đúng quy củ. Mà như vậy sẽ thể hiện tốt khả năng chấp hành mà Nhâm Vi Phong nói. Bây giờ Ninh Lăng cần chính là làm sao kéo dài quy hoạch hiện có, thị trưởng chính là phải làm được điều này. Chập tối Nhâm Vi Phong gọi cho mình đã nói ra điều này. Hắn phải thừa nhận Nhâm Vi Phong quá thông minh, biết tâm ý lãnh đạo. Một câu nói đảm bảo sự chấp hành có lẽ sẽ quyết định khả năng lên chức của Tiêu Phượng Minh. Ninh Lăng hiện nay quá chói mắt, có không ít người muốn tới Ninh Lăng làm thị trưởng, chắc Ninh cũng là người có quan hệ rộng nếu không sao có thể làm phó thị trưởng An Đô, sao không có người hò hét. Đủ áp lực đang đè trên vai Ứng Đông Lưu, Triệu Quốc Đống đột nhiên cảm thấy vị trí bí thư tỉnh ủy không hoàn toàn có thể quyết định mọi thứ như người ta nghĩ. Phía sau khuôn mặt gầy gò của Ứng Đông Lưu cũng phải thừa nhận áp lực rất lớn. Quyển 17, chương 6. Côn Châu. An Đô vào tháng 3 vẫn rét nhưng Côn Châu lại đang ngập tràn ánh nắng. Tấm bia ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam rất bắt mắt ở phái trước, từ xa nhìn lại làm người ta có cảm giác một áp lực không hề nhỏ. Đào Hòa Khiêm đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, một làn gió mát bay tới làm người ta tiêu tan không ít chập lắng. Người tính không bằng trời định, chuyện vốn nghĩ hợp logic nhưng lại có bất ngờ. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Đào Hòa Khiêm lạnh nhạt nói. Đi vào là thư ký của y. Chủ tịch Đào, chủ tịch tới. Bảo y vào. Đào Hòa Khiêm đương nhiên biết mục đích tới đây của Tống Quốc Lương, xem ra chút thay đổi nhỏ này đã làm mọi người không kịp ứng phó. Tống Quốc Lương đi vào như một cơn gió. Xảy ra chuyện gì vậy cơ? Tống Quốc Lương vừa vào đã mở miệng nói. Anh hỏi tôi hỏi ai? Hỏi Chư Hiền hay Lăng Chính Dược? Đào Hòa Khiêm đứng trước cửa sổ khẽ nhíu mày nhìn đối phương. Đào Hòa Khiêm rất không thích cái thái độ luôn có vẻ ngang tàn đắc ý của đối phương. Anh như vậy chỉ khiến người ta phản cảm mà thôi. Bị Đào Hòa Khiêm không khách khí hỏi lại làm Tống Quốc Lương hơi cứng lại. Tống Quốc Lương thu khí thế lại đôi chút nhưng y lại thấy làm vậy khiến mình mất tự nhiên, hơn nữa nhận được tin kia làm y có chút tức tối. Vì thế y lại ưỡn ngực lên nói. Tên Lý Đằng này sao vậy? Lúc này dùng chiêu đó để chuẩn đi sao? Đào Hòa Khiêm vốn bình tĩnh lại nhưng nghe đối phương nói lại có chút buồn bực. Đây chỉ sợ không phải là ý nguyện của y, lần này là sự điều chỉnh chung của Trung ương. Điều chỉnh chung, tôi nghe nói lần này chủ yếu là theo nguyên tắc đề bạt cán bộ sang các địa phương khác. Lý Đằng cũng không Paris cán bộ trưởng thành từ Điền Nam chúng ta, y tới Điền Nam mới có 4 năm sao lại điều chỉnh vậy. Tống Quốc Lương ra vẻ không tin. Còn chạy tới thành phố trực thuộc Trung ương nữa chứ. Sợ là tên Lý Đằng đang rất sung sướng. Anh lo gì, Lý Đằng đi thì sao chứ? Có ảnh hưởng rất lớn với chúng ta sao? Chúng ta cần làm gì cứ làm như vậy. Công việc của Điền Nam không phải một ai đó có thể làm tốt, cũng không phải không có ai đó là không làm được gì. Đào Hòa Khiêm trầm giọng nói. Có lẽ cảm thấy thái độ của mình không quá đúng, Tống Quốc Lương hơi thu lại, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn. Chủ tịch, Lý Đằng đi đã làm rối kế hoạch của chúng ta. Hơn nữa tên họ Triệu kia rõ ràng là do đối phương đưa tới, công việc sau này của chúng ta sợ là không thể thuận tay được. Anh nói gì vậy, chẳng lẽ y còn có thể thò tay sang công việc bên chính quyền sao? Y nếu làm như vậy thì có gì không tốt, giao cho y làm là được mà. Đào Hòa Khiêm khinh thường nói. Lo đâu đâu,
anh nên đặt tâm trí vào công việc trong tay mình đi. Mấy chuyện đó phải do Bảo Quốc lo, không tới lượt anh quan tâm. Tống Quốc Lương nghe thấy Đào Hòa Khiêm nói như vậy thì mới buông bỏ suy nghĩ trong lòng mình đi đôi chút. Y cười hì hì nói. Nói cũng đúng, Trương Bảo Quốc không phải vẫn cảm thấy Cao Vĩnh Khôn quá giảo hoạt ư. Bây giờ thì hay rồi, Cao Vĩnh Khôn sang Đại hội đại biểu nhân dân, bây giờ lại do tên Triệu Quốc Đống kia tới. Hắn mới có 35, đúng là còn trẻ. Trương Bảo Quốc không phải thích dùng cán bộ trẻ sao? Đây đúng là hợp ý hắn. Đủ rồi, lúc này mà anh còn có tâm trạng nói vậy sao? Đào Hòa Khiêm có chút tức giận nói. Anh cứ lo làm tốt công việc trong tay mình đi. Họp cuối tuần này tôi muốn nghe báo cáo về mấy công việc do anh quản lý, nếu làm không tốt đừng trách tôi không hề khách khí. Chủ tịch, có lúc nào anh thấy tôi làm việc không ổn chưa? Tống Quốc Lương thật ra không quá để ý điều này. Y dám can đảm mạnh miệng với Chủ tịch tỉnh Đào Hòa Khiêm như vậy cũng là có điểm tự tin. Công việc không nói, mọi thứ y đều biết, quyết định không bao giờ có chuyện trong công việc. Hừ, đừng nói mạnh miệng, tới lúc đó tôi muốn anh đưa ra điều gì đó thực tế. Đào Hòa Khiêm lạnh lùng nói. Chủ tịch, anh yên tâm, tôi làm việc thì anh cũng biết mà. Tống Quốc Lương thản nhiên nói. Tôi chỉ lo Lý Đằng vừa đi sẽ khiến nhiều tư tưởng trước đó của chúng ta bay hơi, nhiều công việc sợ không dễ triển khai. Tống Quốc Lương nói đã đâm trúng chỗ đau trong lòng Đào Hòa Khiêm. Người đến đương nhiên là có ý đồ không tốt. Trung ương lần này điều chỉnh tên Triệu Quốc Đống tới đây chẳng lẽ là thấy Thái Chánh Dương làm việc ở Điền Nam không thuận lợi, mình cản trở nên muốn điều chỉnh cán bộ Điền Nam. Cứ làm tốt việc trong tay mình, như vậy không ai có thể nói gì được anh cả. Đào Hòa Khiêm nói. Anh đặt tâm trí vào công việc do mình phụ trách đi. Nếu chuyện làm tốt thì có gì phải lo. Tống Quốc Lương thở dài nói. Chủ tịch, anh cũng đừng nói, Lý Đằng đi sẽ khiến mọi việc không thể theo ý chúng ta. Tôi cuối cùng cảm thấy năm nay sẽ không quá thuận lợi, hơn nữa tên Triệu Quốc Đống kia đến là để bơm thêm lực lượng cho Thái Chánh Dương, chỉ sợ công việc năm nay không thể thuận lợi như năm ngoái. Xem ra lời tôi nói đã thành sự thật. Ngày 23 tháng 3, Trung ương đưa ra văn kiện miễn chức ủy viên tỉnh ủy An Nguyên, cũng bổ nhiệm Triệu Quốc Đống làm ủy viên tỉnh ủy Điền Nam, thường vụ. Cùng lúc đó tỉnh ủy Điền Nam cũng quyết định bổ nhiệm Triệu Quốc Đống làm tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam. Trước đó một ngày tỉnh ủy An Nguyên miễn chức ủy viên thị ủy Ninh Lăng, thường vụ và bí thư, bổ nhiệm làm Trung Dược Quân làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, cùng lúc đó Tiêu Phượng Minh cũng được bổ nhiệm làm quyền thị trưởng Ninh Lăng. Một loạt thay đổi nhân sự liên tục diễn ra nhưng đối với người trong cuộc mà nói sớm có dấu hiệu. Ba ngày trước khi Trung ương có văn bản thì ở An Nguyên đã đồn đại về việc Triệu Quốc Đống sẽ rời đi nhưng do người trong cuộc vẫn im lặng nên mọi người cũng nghi ngờ do Triệu Quốc Đống mới làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên có nửa năm. Có vài người có quan hệ mật thiết gọi điện hỏi Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lấy lý do chưa nhận được tin gì để mà trả lời. Động tác trên tỉnh nhanh thật đó, bên này vừa lấy chức bí thư thị ủy của tôi. Trên tỉnh ủy cũng không cho tôi làm thường vụ tỉnh ủy, yên tâm đuổi tôi đi ngay. Triệu Quốc Đống thoải mái ngồi trong văn phòng, gác chân chữ ngũ cười hì hì nói. Tôi vốn đáp ứng sẽ tham gia lễ khởi công giai đoạn 2 của tập đoàn Song Tập, bây giờ tôi đã không danh không phận nên chỉ có thể mời hai anh đi thôi. Tiêu Phượng Minh và Trung Dược Quân lúc này đều rất hưng phấn, nhất là Tiêu Phượng Minh. Hắc hắc, bí thư Triệu, ồ, bây giờ nên gọi ngài là trưởng ban Triệu. Ngài bây giờ nếu có thể đi Thổ Thành thì Hiểu Lam sẽ càng thấy vinh dự hơn. Tiêu Phượng Minh hai hôm nay có thể nói là rất phấn khởi. Mặc dù y cố gắng khống chế sự vui sướng trong lòng nhưng người gặp việc vui sẽ thoải mái, sẽ thể hiện trong từng câu nói. Được rồi, tôi còn không mặt dày như vậy. Tôi đã đáp ứng với Hiểu Lam nên việc này tôi chỉ có thể nhờ anh, Dược Quân. Triệu Quốc Đống vuốt ve chiếc ghế làm bạn với mình gần 3 năm rồi nói. Tôi đúng là có chút không nỡ. Không biết bao giờ tôi mới có thể quay lại Ninh Lăng. Quyển 17, chương 7. Triệu Quốc Đống nói làm cả Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh cảm thấy ấm áp. Thời gian 3 năm dài không dài, ngắn không ngắn. 3 năm trải qua rất nhiều chuyện cứ thế hiện lên trong đầu bọn họ. Từ mới đầu là nghi kỵ sau đó dần dung hợp, tới cuối cùng hợp tác ăn ý. Ba người thấy sự phát triển của Ninh Lăng. Ninh Lăng từ một thị xã xếp nhóm cuối của An Nguyên, bây giờ đột phá thành thâm quyến của An Nguyên. Đột phá GDP trên 100 tỷ. Mà bây giờ người lãnh đạo sẽ đi, sau đây trọng trách rơi vào tay bọn họ, chiến thuyền Ninh Lăng còn phải phát triển thêm nữa, tiếp tục sáng tạo huy hoàng. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn,
mặc dù mỗi người đều biết điều đó nhưng tới lúc thì trong lòng lại cảm thấy chua xót, buồn bã. Triệu Quốc Đống cũng nhận ra câu nói của mình làm Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh xúc động, đây là tình hữu nghị đạt được khi cộng tác. Mặc dù khi mình làm bí thư thị ủy, mọi người vẫn có các vòng tròn lợi ích nhỏ nhưng ít nhất mọi người không vượt qua nguyên tắc là đủ. Vàng còn không hoàn hảo, con người không ai không có cảm tính, có thể làm được như bây giờ Triệu Quốc Đống đã rất thỏa mãn. Đây là một bộ máy đoàn kết hài hòa mà có sức chiến đấu, nếu không Ninh Lăng cũng không đạt được thành tích lớn đến thế. Xem ra tôi có quá nhiều cảm xúc khiến hai người bị lây. Ngọn cờ giao cho hai anh cũng làm tôi yên tâm. Triệu Quốc Đống nở nụ cười như muốn vứt phiền muộn đi. Nhưng tôi cũng trao đổi với Bí Thư Ứng và Chủ tịch Tần không nên trông cậy Ninh Lăng còn có thể có tốc độ tăng trưởng trên 100% như trước, đó là điều không thể. Nếu 3 năm tới đảm bảo tốc độ tăng trưởng từ 50 xuống 30% thì tôi thấy cũng là thành tích huy hoàng, thậm chí còn đáng giá hơn 2 năm qua. Cũng may hai vị lãnh đạo chủ yếu đều tỉnh táo đồng ý với điểm này. Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh cùng gật đầu. Đây là điều ba người đã trao đổi với nhau. Hiện nay các hạng mục đầu tư vào Ninh Lăng rất nhiều, chính xác mà nói việc thu hút đầu tư của Ninh Lăng đã tiến vào giai đoạn mới, công tác thu hút đầu tư vẫn được tích cực đẩy mạnh nhưng có sự lựa chọn. Đối với các hạng mục mà Ninh Lăng cần thiết thì thị ủy, ủy ban Ninh Lăng sẽ vẫn cố hết sức lôi kéo. Nhưng đối với các công ty đến theo trào lưu thì cần phải cẩn thận tuyển chọn. Điều này không có nghĩa là chặn các nhà đầu tư, công ty ở ngoài, nhưng cũng không thể tham lam nhét hết vào trong túi. Tài nguyên mỗi nơi chỉ có hạn, làm như thế nào để phát hiện và lựa chọn hạng mục thích hợp nhất với Ninh Lăng, có lợi cho sự phát triển sau này của Ninh Lăng, có thể tăng sức cạnh tranh của Ninh Lăng mới là những hạng mục mà Ninh Lăng ưu tiên lựa chọn. Bí thư Triệu, chúng tôi biết sau đây mình nên làm gì. Ngài yên tâm, tôi và Phượng Minh nhất định sẽ làm Ninh Lăng phát triển hơn nữa. Trung Dược Quân cũng biết mình nên tỏ thái độ. Y có thể hiểu sự lưu luyến của Triệu Quốc Đống, nhưng y cũng tự tin mình sẽ làm tốt ở Ninh Lăng này. Hắc hắc, tôi thích nghe lời này của anh, nó làm tôi có thể ngủ ngon hơn. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ rồi thở dài nói. Lát nữa trưởng ban Hàn sẽ tới, không biết việc chọn ai làm phó bí thư thị ủy đã có quyết định chưa? Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đều run lên, tỉnh ủy mặc dù đã bổ nhiệm hai người làm bí thư, thị trưởng nhưng chức phó bí thư thị ủy do ai làm vẫn chưa được quyết định. Tiêu Phượng Minh sau khi làm thị trưởng sẽ nhanh chóng chuyển sang bên chính quyền, mà chức phó bí thư cũng là rất quan trọng. Triệu Quốc Đống cũng thấy vẻ mặt hai người nên xua tay nói. Dược Quân, Phượng Minh, không nên khẩn trương như vậy, cũng không nên coi cán bộ từ ngoài tới là mãnh thú hồng hoang, sẽ cản trở sự phát triển của Ninh Lăng chúng ta. Dược Quân, anh nghĩ xem 3 năm trước tôi và anh không phải đều là cán bộ từ ngoài đến sao, cũng không phải bị cán bộ địa phương Ninh Lăng dè chừng sao. Bây giờ thì như thế nào? Lịch sử sẽ chứng minh tất cả mà. Ha ha, trưởng ban Triệu, bí thư Trung, hai người từ đầu tới chân sớm là người Ninh Lăng, điểm này tôi 3 đời ở Ninh Lăng có thể đảm bảo. Đi xuống dưới tôi chưa từng nghe đến cách nói cán bộ thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chúng ta có người từ ngoài tới bao giờ? Tiêu Phượng Minh cười nói. Đó không phải đúng sao? Cán bộ chúng ta đến từ khắp nơi và cùng đi theo một mục tiêu chung. Chủ tịch Mao cũng sớm phản đối chủ nghĩa bè phái. Đây là tôn chỉ đảng quản cán bộ. Ít nhất tôi cảm thấy Ninh Lăng chúng ta vẫn kiên trì như vậy. Dược Quân, bây giờ đến lượt anh. Triệu Quốc Đống cười nói. Lão Bao không phải làm rất tốt sao? Văn Ngạn Hoa cùng Trình Thụ Hòa chẳng lẽ cũng kém sao? Các cán bộ này dung tốt thì sẽ có thể giảm áp lực công việc cho các anh. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh cùng gật đầu đồng ý. Tôi đã đề cử tỉnh ủy về Tăng Lệnh Thuần và Lỗ Năng nhưng có lẽ tỉnh ủy cần cân nhắc chung. Tạm thời không điều chỉnh bọn họ. Khả năng này là rất lớn. Triệu Quốc Đống không giấu hai người Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng mấy. Chỉ cần hai người các anh ở Ninh Lăng tôi tin ngọn cờ Ninh Lăng sẽ không ngã, sẽ bay càng lúc càng cao. Tôi thật ra có một kỳ vọng là 2-3 năm sau tổng GDP của Ninh Lăng dưới sự lãnh đạo của hai anh sẽ vượt qua Ando, trở thành đứng đầu của tỉnh ta. Triệu Quốc Đống vừa nói vừa lộ rõ vẻ chờ mong. Vượt qua Ando, Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh nhìn nhau và nở nụ cười. Triệu Quốc Đống trước khi đi để lại kỳ vọng không hề nhỏ cho hai người bọn họ. Ando năm nay có GDP là 230 tỷ, mặc dù mấy năm trước phát triển rất chậm nhưng trụ cột dày, hơn nữa sau khi Quan Kinh Sơn làm thị trưởng thì kinh tế Ando cũng đã khởi sắc. Ninh Lăng bây giờ không bằng một nửa đối phương,
Nếu nói An Đô tiếp tục chậm phát triển thì Ninh Lăng mấy năm tới vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 30% còn có thể đuổi kịp. Nhưng An Đô đang khôi phục xu thế phát triển, cho dù nó chỉ bằng tốc độ tăng trưởng bình quân chung của tỉnh cũng là điều khiến Ninh Lăng không thể bắt kịp trong 5 năm tới. Trưởng Ban Triệu, ngài muốn ép chết tôi và bí thư Trung sao? An Đô là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh, nếu hái cái mũ này của nó thì tỉnh có thể đáp ứng sao? Tiêu Phượng Minh cười khổ nói. Ha ha, anh nói gì thế? Vì sao nói tỉnh không thể đồng ý? An Đô không phát triển chẳng lẽ không cho nơi khác phát triển sao? Tôi thấy nếu làm được như vậy mới là tốt, ít nhất có thể đánh con trâu ngu An Đô một roi làm nó tỉnh lại từ giấc mơ. Kinh tế An Nguyên nếu muốn cạnh tranh với các tỉnh Việt, Lỗ, Chiết, Dự, Thượng, Ký thì An Đô không khởi động là không được. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Bỏ đi, chuyện không liên quan tới chúng ta. Chẳng qua tôi thật lòng hy vọng 3 năm tới kinh tế An Nguyên sẽ bước vào top 4, thậm chí top 3 Trung Quốc. Như vậy cán bộ từ An Nguyên đi ra cũng thấy vẻ vang. Hội nghị cán bộ toàn thị xã diễn ra rất long trọng. Thường vụ tỉnh ủy, tổ chức cán bộ An Nguyên, Hàn Độ đại biểu tỉnh ủy tuyên bố quyết định của tỉnh ủy An Nguyên. Hàn Độ cũng thay mặt tỉnh ủy đánh giá cao độ thành tích công tác của Triệu Quốc Đống trong 3 năm ở Ninh Lăng, cũng chúc Triệu Quốc Đống lên cương vị mới sẽ thuận buồm xuôi gió. Trung Dược Quân cũng thay mặt bộ máy thị ủy, ủy ban cảm ơn chân thành nguyên bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống, tỏ vẻ sẽ kiên định phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ thành tích vinh quang của Ninh Lăng. Sau khi hội nghị kết thúc, Hàn Độ và Triệu Quốc Đống ngồi nói chuyện với nhau. Hàn Độ chúc mừng Triệu Quốc Đống làm tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, cũng yêu cầu Triệu Quốc Đống lúc thích hợp dẫn đoàn sang bên ban tổ chức cán bộ An Nguyên làm khác. Triệu Quốc Đống rất vui vẻ nhận lời. Một bước đi có thể nói là vài ngàn dặm. Ngồi trong xe, Triệu Quốc Đống nhìn cảnh vật không ngừng lướt qua trước mắt mà không nhịn được mắt ươn ướt. Nơi này là nơi ngưng tụ nhiều kỷ niệm, cảm xúc của mình, cũng là nơi mình đạt thành tích rất cao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tây nam. Quyển 17, chương 8. Triệu Quốc Đống lặng lẽ ngồi ở ghế trong vườn hoa, một chén trà đặt trên mặt bàn. Triệu Quốc Đống bỏ kính râm ra, ai cũng nói ngày xuân tia tử ngoại nhiều nên cần phải có bảo vệ. Chẳng qua đàn ông không quá chú ý đến việc này. Triệu Quốc Đống thật ra cảm thấy phơi nắng sẽ có làn da khỏe mạnh. Hắn lúc này đang khá nhàn. Mai hắn sẽ bay sang Côn Châu nên có một ngày nghỉ ngơi. Một là để cho hắn tổng kết các công việc đã làm ở tỉnh An Nguyên, hai là đưa ra quy hoạch đơn giản cho công việc sắp tới. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời cảm thấy mình chuyển đổi quá lớn. Thoáng cái từ bí thư thị ủy phụ trách một phương biến thành tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Bước tiến này khá lớn nhất là đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì hắn càng thấy như vậy. Mấy năm qua mặc dù khi làm ở trên bộ năng lượng, Triệu Quốc Đống vẫn thấy mình ít nhiều có liên quan đến công tác kinh tế. Bây giờ thì hay rồi, bước một bước sang ban tổ chức cán bộ. Tuy nói tổ chức cán bộ có quyền cao chức trọng nhưng lại khá khác so với những gì hắn biết. Đương nhiên điều này hắn chỉ có thể giữ trong lòng không thể nói ra. Chức tổ chức cán bộ rất quan trọng, bao người chú ý. Triệu Quốc Đống không biết sao mình lại được chọn làm tổ chức cán bộ Điền Nam, nhưng hắn có thể khẳng định chỉ Thái Chánh Dương hay thậm chí Ninh Pháp cũng không thể làm chủ được. Đây là quyết định của Trung ương, nếu không dựa theo nguyên tắc phát huy sở trường thì mình có lẽ đến chính quyền hoặc tới Côn Châu làm bí thư thị ủy mới đúng. Triệu Quốc Đống thực ra muốn làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách quản lý công nghiệp, giao thông, thu hút đầu tư gì đều được, nếu không chính là tới Côn Châu làm bí thư thị ủy để tiếp tục sở trường. Nhưng thực tế luôn khác. Không hẳn là quá kém mà là do Trung ương cố ý để hắn rèn luyện, phát triển một cách toàn diện. Tổ chức cán bộ, Triệu Quốc Đống không nhịn được lắc đầu. Không lâu trước đây mình còn bị tổ chức cán bộ huyện Giang Khẩu bóp gần chết, bây giờ đến lượt mình làm tổ chức cán bộ Điền Nam. Suy nghĩ một chút cũng đúng, mình bắt đầu từ khi đến Hoa Lâm đã từng bước lên chức, đã làm ở cả bên chính quyền, đảng ủy nhưng chưa bao giờ cách khỏi công tác kinh tế. Dù mình làm bí thư huyện ủy, bí thư quận ủy, bí thư thị ủy cũng tập trung chính tâm trí vào phát triển kinh tế. Đương nhiên đó là ở tình huống đặc biệt, Ninh Lăng là thị xã có điều kiện kinh tế kém, nếu mình không dồn hết tinh thần vào kinh tế thì cũng không đạt được thành tựu như bây giờ, càng không thể khiến mình lên làm thường vụ tỉnh ủy, càng không thể khiến mình được điều sang Điền Nam làm tổ chức cán bộ. Ninh Lăng đã là quá khứ, dù sau này Ninh Lăng có huy hoàng hơn nữa cũng không có liên quan mấy tới mình. Bây giờ mình nên suy nghĩ làm như thế nào để nhanh chóng bắt tay vào công việc mới. Tình hình bên Điền Nam thì Triệu Quốc Đống gần như không biết gì hết.
Nhưng hắn biết một điều là sau khi mình tới Điền Nam sẽ có vô số tin tức truyền tới. Nó đến từ đám người Lưu Thác, đến từ Qua Tĩnh, đương nhiên còn có cả Hoắc Vân Đạt. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua ba người là Thái Chánh Dương, Chu Đăng Cao, Ngô Nguyên Tể. Ba người này phải nói nắm tin tức nhiều nhất của Điền Nam, nhưng bọn họ lại là người có phản ứng bình tĩnh nhất đối với việc mình làm thường vụ tỉnh ủy, tổ chức cán bộ Điền Nam. Thái Chánh Dương không nói, thậm chí không gọi điện tới. Có lẽ đến lúc này thì không có gì cần nói. Chu Đăng Cao thật ra gọi tới chúc mừng. Ngô Nguyên Tể khi gọi cũng chúc mừng, đồng thời cũng nhắc mình phải chuẩn bị tư tưởng. Biểu hiện khác nhau nhưng mùi vị sau lưng lại làm Triệu Quốc Đống cảm thấy nước ở Điền Nam rất sâu. Bật máy tính, Triệu Quốc Đống mở mấy văn bản cẩn thận đọc. Đây là tình hình cơ bản mà Triệu Quốc Đống thu thập được Điền Nam trong mấy ngày này. Nó gồm tình hình các thành phố, thị xã, giao thông, tài nguyên, dân cư, kinh tế, xã hội. Làm tổ chức cán bộ nhìn qua không cần hiểu quá rõ về mọi việc. Chỉ cần sơ lược là đủ, nhưng Triệu Quốc Đống lại hiểu chỉ khi anh nắm rõ mọi tình hình thì anh mới không bị người khác biến thành kẻ mù, kẻ điếc. Điền Nam khác so với tỉnh An Nguyên, mình không có căn cơ gì bên đó, có thể nói vừa xuống xe đã bị bịt mắt. Anh nếu nói hoàn toàn không biết là nói dối, nhưng nếu anh ra vẻ như Bồ Tát gì cũng không dám nói, gì cũng không dám làm, gì cũng không hỏi sẽ bị người coi thường, không chừng có người hy vọng mình như vậy. Triệu Quốc Đống không muốn bị người chơi mình. Muốn làm phải làm tốt, muốn làm phải làm thật giỏi, đó là nguyên tắc của hắn. Dù mình không quá thích công việc này nhưng nó không có nghĩa mình chỉ ngồi đợi quá độ. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ 30 chiều, có lẽ Hoắc Vân Đạt cũng sắp tới. Hoắc Vân Đạt xuống máy bay liền đi thẳng tới chỗ bố mẹ Triệu Quốc Đống. Y không quá rõ tình hình gia đình Triệu Quốc Đống nhưng Triệu Quốc Đống cho y địa chỉ. Nơi này thì y đã nghe, đó là khu dân cư khá nổi tiếng ở An Đô. Người bình thường nhịn ăn mặc cả đời cũng không mua nổi một căn ở đây. Chẳng qua Hoắc Vân Đạt không bao giờ nghi ngờ Triệu Quốc Đống có vấn đề về kinh tế. Theo Hoắc Vân Đạt quan sát, Triệu Quốc Đống có thái độ rất lạ với tiền, không phải chính thức liêm khiết, cũng không phải là loại mặc dù muốn nhưng nhát gan, mà Triệu Quốc Đống có thái độ khinh thường, giống như không bao giờ nghĩ đến việc mượn quyền lực trong tay mà ăn mặn. Từ điểm này Hoắc Vân Đạt có thể đoán được bối cảnh gia đình Triệu Quốc Đống không bình thường, vì thế hắn không có dục vọng với tiền. Nếu phải tìm ra nhược điểm của Triệu Quốc Đống thì có lẽ là do tác phong sống của hắn không ổn, nhưng điều này chỉ người quan hệ mật thiết mới biết, hơn nữa cũng là chuyện từ rất nhiều năm về trước. Việc Triệu Quốc Đống đột nhiên đến Điền Nam làm tổ chức cán bộ đúng là mang lại chấn động lớn đối với Điền Nam. Có lẽ ở thị xã Hồng Sơn coi như chấn động nhất ngoài tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam. Rất nhiều người đều cảm thấy bội phục bí thư thị ủy Ngô Nguyên Tể có thể sớm kết nghĩa với thị xã Ninh Lăng. Không ít người cũng hâm mộ quan hệ bạn học tốt đẹp giữa Ngô Nguyên Tể và Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Hoắc Vân Đạt không thấy như vậy. Theo y thấy, Ngô Nguyên Tể thực ra không cần Triệu Quốc Đống giúp mình mấy. Y thậm chí còn cảm thấy Triệu Quốc Đống đã chiếm vị trí của Ngô Nguyên Tể. Địa vị của Ngô Nguyên Tể ở Hồng Sơn khá tương tự như Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng. Chẳng qua Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân có quan hệ tốt đẹp hơn nhiều so với Ngô Nguyên Tể và thị trưởng Hồng Sơn. Nhưng ở Hồng Sơn, biểu hiện của Ngô Nguyên Tể thậm chí còn cứng rắn hơn Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng. Khi Hoắc Vân Đạt xin phép với Ngô Nguyên Tể và Chu Khánh, hai người này đều rất nhiệt tình đồng ý, cũng có vài câu chúc mừng. Triệu Quốc Đống làm tổ chức cán bộ Điền Nam là chức vụ rất nóng. Ngô Nguyên Tể cùng Chu Khánh biết quan hệ giữa Hoắc Vân Đạt và Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống gọi điện cho Hoắc Vân Đạt và cũng hỏi qua vài tình huống. Hoắc Vân Đạt cũng biết Triệu Quốc Đống rất xa lạ Điền Nam. Bây giờ lại lập tức tới Điền Nam công tác, nhất định cũng hy vọng hiểu rõ về tình hình Điền Nam. Chẳng qua y ở Hồng Sơn, hơn nữa là cán bộ sang trao đổi nên nhiều thứ không hiểu thấu bằng cán bộ địa phương. Quyển 17, chương 19. Tính quan trọng của cao tốc Điền Miễn không cần tôi nói nhiều. Đường cao tốc chiến lược này nếu thông xe toàn tuyến sẽ xúc tiến sự phát triển của khu vực Điền Tây. Nhưng công trình chiến lược do quốc gia đầu tư này lại bị chậm tiến độ ở địa phương, có đảng ủy. Chính quyền không cân nhắc làm như thế nào vượt qua khó khăn khi thi công, mà suốt ngày suy nghĩ làm như thế nào mặc cả được với trung ương, với tỉnh, chiếm thêm lợi ích cho địa phương thậm chí cá nhân, hành vi này. Bí thư tỉnh ủy Thái Chánh Dương đã nói, có lãnh đạo chủ yếu các nơi vì lấy lòng cấp trên mà không để ý tình hình thực tế của địa phương, xâm phạm lợi ích nhân dân, gây ra sự kiện quần thể, tạo ảnh hưởng xấu. Hành vi này tỉnh ủy ban không thể nào chấp nhận được. Phải có thái độ rõ ràng và kiên quyết để phòng chuyện đó tái diễn. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Đào Hòa Khiêm nói.
Triệu Quốc Đống nhớ lại bản ghi chép từ văn phòng tỉnh ủy mà hắn mượn được. Các hội nghị thường vụ đều có ghi chép lại đầy đủ, hắn cũng tìm hiểu qua nguyên nhân tạo thành mâu thuẫn gay gắt ở Điền Nam. Nguyên nhân đều là do việc xây dựng đường sắt Điền Miễn, cao tốc Điền Miễn mà ra, tập trung chính ở hai thị xã Vĩnh Sương cùng Đức Hồng. Bây giờ đến đâu rồi Dạ Bạch? Triệu Quốc Đống không hỏi công việc cụ thể mà vứt câu hỏi cho Phương Dạ Bạch. Trưởng ban, bây giờ đã qua huyện Vĩnh Ninh, Thương Sơn, còn tầm 70 km nữa là tới nội thành Vĩnh Sương, có lẽ 45 phút nữa là tới nơi. Phương Dạ Bạch quay đầu lại cười nói. Chất lượng xây dựng cao tốc Thương Vĩnh khá tốt, bây giờ trên đường cũng không có nhiều xe. Có lẽ thêm thời gian nữa mọi người mới biết được đoạn này đã thông xe, đến lúc ấy đường không được thông thoáng như thế này nữa. Ồ, một đường cao tốc thông xe sẽ khiến kinh tế một khu vực phát triển rất nhanh nhưng cần một thời gian mới thể hiện ra được. Nó không chỉ trực tiếp khiến kinh tế tăng trưởng, càng quan trọng hơn là đột phá trói buộc về tâm lý, có thể làm quan niệm tư tưởng của cán bộ, quần chúng được giải phóng. Quan điểm này nhiều người sẽ thấy hơi quá nhưng có lẽ chỉ vài năm sau anh mới chính thức cảm nhận được biến hóa đó. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Trưởng ban Triệu, tôi biết lúc trước ngài công tác ở tỉnh An Nguyên đã rất chú trọng việc xây dựng giao thông và cơ sở vật chất. Tôi nhớ lần trước tôi dẫn mấy cán bộ của thị xã Hồng Sơn sang Ninh Lăng thì Ninh Lăng còn đang dự định xây dựng cao tốc Ninh Thông cùng cao tốc Ninh Đường theo phương thức BOT. Có phải kinh nghiệm công tác ở Ninh Lăng làm ngài có cảm nhận đặc biệt ở phương diện này không? Ngồi phía sau Triệu Quốc Đống là nữ phó trưởng ban Kỳ Tử Lan. Kỳ Tử Lan có thể nói là người quen duy nhất của Triệu Quốc Đống ở ban tổ chức cán bộ Điền Nam. Nói là người quen, thực ra khá gượng ép, chỉ có thể nói đã gặp qua một lần. Lúc ấy khi Hồng Sơn và Ninh Lăng tiến hành trao đổi cán bộ do Kỳ Tử Lan phụ trách liên lạc. Vì thế Kỳ Tử Lan cũng đã gặp Triệu Quốc Đống một lần. Có thể coi như vậy, Ninh Lăng vốn chỉ có một quốc lộ 915 chạy qua nên khá bế tắc. Sau đó cao tốc An Tương xây dựng xong đã thúc đẩy kinh tế mấy thị xã đoạn nó chạy qua phát triển nhanh hơn, nhất là huyện Thổ Thành. Đây vốn là một huyện thuần nông nhưng đã nhanh chóng phát triển thành huyện có giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp thực phẩm đứng đầu cả tỉnh, mà tài nguyên du lịch của nó cũng được khai thác nhanh chóng thành huyện xếp trong top 30 huyện có giá trị sản lượng du lịch đứng đầu tỉnh. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Vì thế Ninh Lăng cũng nhân cơ hội trung ương đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân mà đi nhanh hơn một bước cho nên mới tiến hành áp dụng phương thức BOT với giới kinh tế tư nhân trong hai đường cao tốc kia, có lẽ năm nay sẽ khởi công xây dựng. Triệu Quốc Đống cũng hy vọng bên phía Điền Nam có mấy thị xã có thể tham khảo kinh nghiệm phát triển của Ninh Lăng mà phát triển kinh tế như Ninh Lăng, mặc dù hắn biết suy nghĩ này cũng là quá lý tưởng. Xây dựng giao thông Điền Nam chúng ta cũng phát triển rất nhanh sau khi Bí Thư Thái tới. Nhất là đầu tư xây dựng đường liên thị càng lớn hơn. Chẳng qua do thời gian ngắn nên nhiều nơi vẫn chưa hoàn thành. Kỳ Tử Lan cũng là một người phụ nữ thông minh. Chị ta mơ hồ biết quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương, trên tỉnh có không ít lời phán đoán về mối quan hệ này. Đường cao tốc là cơ sở cho việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt với phát triển kinh tế. Mà đường giao thông liên huyện lại là trụ cột cho việc hình thành thị trường thống nhất và hệ thống kinh tế của một khu vực. Triệu Quốc Đống vừa nói xong mới phát hiện mình hơi lạc đề. Mặc dù người trên xe đang chăm chú lắng nghe nhưng hắn là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chứ không phải giám đốc sở giao thông hoặc phó chủ tịch phụ trách quản lý giao thông, chú ý quá nhiều sẽ như vượt mặt người khác. Vì thế hắn vội vàng chuyển đề tài. Tôi cũng hy vọng Vĩnh Sương mượn cơ hội đường cao tốc Thương Vĩnh thông xe để đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, xã hội thêm nữa. Trưởng ban Tử Lan, chị liên lạc với bên Vĩnh Sương sao rồi? Tôi đã liên lạc. Bí thư thị ủy Vĩnh Sương Hoa Tử Tài, thị trưởng Trương Tùng, phó bí thư Cầu Lương Ký, trưởng ban tổ chức cán bộ Tào Trạch Thủy, trưởng ban thư ký thị ủy Cao Giao Hoa đều ở thị ủy chờ ngài. Kỳ Tử Lan khá quen thuộc tình hình thị ủy. Bí thư khi trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tới thì chỉ cần có bí thư thị ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy tiếp đón là đủ, bình thường thị trưởng ban thư ký không nhất định cần có mặt. Lần này bọn họ tới đôn đủ như vậy đúng là làm cho Kỳ Tử Lan khá ngạc nhiên. Lương Ký, Trạch Thủy, trưởng ban Triệu lựa chọn Vĩnh Sương chúng ta làm điểm thứ nhất đúng là để mắt tới Vĩnh Sương. Bí thư thị ủy Vĩnh Sương Hoa Tử Tài chắp tay sau lưng nói. Vừa nãy Kỳ Tử Lan gọi cho y nói bọn họ đã vào nội thành và lập tức sẽ tới. Chuyện bên Long Lĩnh xử lý tới đâu rồi? Vấn đề hôm nay không lớn, tôi đã bảo người của cục tiếp dân sang đó rồi. Chẳng qua bí thư Hoa, tôi vẫn cảm thấy chuyện không thể kéo dài mãi như vậy nếu không sớm muộn cũng xảy ra vấn đề.
huyện ủy, ủy ban Long Lĩnh bây giờ cũng đang oán thán cho rằng thị ủy không biết rõ tình hình đã điều chỉnh này kia, tôi thấy đây cũng là một vấn đề. Tiếp lời là phó bí thư thị ủy Cầu Lương Ký. Trên tỉnh ủy vẫn không nói rõ, chỉ là nói ủy ban kỷ luật đang điều tra nhưng mấy vấn đề này ủy ban kỷ luật sao điều tra rõ ràng. Hỏi qua qua vài người thì có tác dụng, giá trị gì chứ? Vẻ mặt đang khá tốt của Hoa Tử Tài bây giờ nghe Cầu Lương Ký nói vậy cũng xấu đi. Hôm nay vốn không phải lúc nói tới chuyện này nhưng trưởng ban Triệu không dễ mà tới. Hoa Tử Tài cho rằng cần báo cáo một chút tình hình với trưởng ban Triệu. Chỉ là y còn không rõ suy nghĩ thật của trưởng ban Triệu. Ai cũng nói vị trưởng ban Triệu này có quan hệ không bình thường với bí thư Thái nhưng đấy là nghe nói nên y mới do dự. Anh cảm thấy nên làm như thế nào? Hoa Tử Tài nhìn thị trưởng Trương Tùng vừa từ nhà vệ sinh đi ra rồi hỏi. Việc cần báo cáo cứ báo cáo, cần cho tỉnh ủy thấy thái độ của thị ủy Vĩnh Xương. Cứ kéo dài như vậy chúng ta cũng khó xử. Nếu bên bí thư Thái mà thấy điều kiện chưa thuận lợi thì tôi thấy chúng ta có thể chủ động báo cáo với chủ nhiệm Trử và trưởng ban Triệu. Cầu Lương Ký hạ giọng. Lần này trưởng ban Triệu tới tôi thấy là cơ hội. Quyền 17, chương 20. Hoa Tử Tài khẽ gật đầu. Tân trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rõ ràng không dựa theo điểm mà thị xã bố trí để điều tra mà tự xác định địa điểm, điều này làm bên dưới có chút khẩn trương. Tân trưởng ban này về cơ bản chọn các huyện có tình hình phức tạp, hơn nữa nói thẳng muốn tìm hiểu tình huống thực tế. Nhưng căn cứ theo ý của phó trưởng ban Tần Lực thì Triệu Quốc Đống này sẽ không có bất cứ thành kiến gì về những gì mình thấy, chỉ hy vọng sau khi thấy sẽ đưa ra được ý kiến giải quyết. Hoa Tử Tài không biết Tần Lực gọi riêng cho mình nói vậy hay gọi hết cho các bí thư thị ủy khác. Nhưng thái độ rõ ràng như vậy cũng khiến mọi người thở dài một tiếng. Ít nhất trưởng ban Triệu khá thẳng thắn. Hắn muốn tới để xem vấn đề và nghĩ cách giải quyết. Sự cầu thị này tuy là hiện tượng tốt nhưng chưa chắc đã được mọi người đồng tình. Phát hiện vấn đề thì dễ, muốn giải quyết mới khó. Nó có nhiều yếu tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng. Giải quyết vấn đề cũng không thể nào dựa vào lời nói là xong. Vị trưởng ban này có can đảm đưa ra vấn đề thì cũng có nghĩa không chỉ nói cho qua chuyện. Trưởng ban Triệu muốn tới Long Lĩnh, đây là cơ hội hiếm có. Bởi vì lần trước Long Lĩnh xảy ra chuyện nên bên dưới không ngừng oán thán, tiến triển công việc không quá thuận lợi. Mấy tháng trôi qua khiến đoạn cao tốc Điền Miễn qua đây tiến triển chậm. Bây giờ tỉnh không có thái độ rõ ràng về việc này, trưởng ban Triệu tới có thể để y xem xét tình hình thực tế. Để y hiểu sự khó khăn trong công việc của cơ sở. Rửa mặt bằng nước nóng làm Triệu Quốc Đống tỉnh táo hơn. Ngồi xe cả ngày cuối cùng có thể đến được địa điểm. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình như lọt vào đám sương mù khi tìm hiểu tình hình của Long Lĩnh. Một vài mâu thuẫn người ngoài không nhìn ra nhưng hắn vốn làm công an nên nhìn ra được, hắn cũng có cảm giác khá kỳ quái. Có kỳ quái nhưng muốn hiểu rõ thêm thì không phải hắn có thể làm được. Không nói hắn không quen thuộc gì nơi này. Hơn nữa hắn cũng thấy bên dưới đã chuẩn bị rất đầy đủ để đón tiếp hắn. Đây là huyện miền núi điển hình, dân cư không đầy 400.000 nhưng diện tích rộng, điều kiện địa lý phức tạp. Đi xem công trình xây dựng cao tốc Điền Miễn, đường sắt Điền Miễn là yêu cầu bắt buộc của Thái Chánh Dương dành cho Triệu Quốc Đống. Đồng thời hắn cũng phải đi xem nguyên nhân xảy ra sự kiện quần thể ở Long Lĩnh cuối năm ngoái là ở đâu. Mặc dù Ủy ban Kỷ luật tỉnh vẫn đang tiến hành điều tra nhưng căn cứ tin tức hắn nắm được thì tiến triển của Ủy ban Kỷ luật không quá thuận lợi. Chính xác mà nói đến bây giờ vẫn chưa có cách nói chính xác về vụ việc ở Long Lĩnh. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng đường sắt Điền Miễn, cao tốc Điền Miễn. Long Lĩnh là huyện có điều kiện kém nhất thị xã Vĩnh Xương. Triệu Quốc Đống ngoài việc đến công trường xây dựng đường sắt Điền Miễn, cao tốc Điền Miễn ra, hắn còn kiểm tra tổ chức cơ sở cấp xã. Thôn, buổi chiều còn dành một tiếng khảo sát khu khai phát Long Lĩnh. Khu khai phát này có quy mô không nhỏ nhưng chỉ có một hai công ty gọi là có quy mô, điều kiện giao thông đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của khu vực này. Khách sạn Long Lĩnh thực ra chính là nhà khách của Ủy ban Long Lĩnh. Gọi là khách sạn nhưng điều kiện chỉ như một nhà khách. Khi đi khảo sát, Triệu Quốc Đống đã bảo Kỳ Tử Lan chuyên môn báo cho Vĩnh Xương và Long Lĩnh là bữa tối cố gắng làm vừa phải, không nên đặt quy cách gì. Nhưng hắn vẫn nhận hết các lượt đến mời của Vĩnh Xương và Long Lĩnh, vừa tránh cho bữa ăn mất không khí, vừa tránh làm địa phương thấy xấu hổ. Cũng may Long Lĩnh rất biết chấp hành yêu cầu này. Một bàn có 8 món ăn, một bát canh đều là đồ đặc sản của địa phương. Điều này làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Triệu Quốc Đống cũng tiếp mỗi vị lãnh đạo Vĩnh Xương và Long Lĩnh một chén, làm các lãnh đạo thấy mình có thể diện.
Lãnh đạo Vĩnh Sương ngoài phó bí thư thị ủy Cầu Lương ký cùng trưởng ban tổ chức cán bộ Tào Trạch Thủy ở lại ra, bí thư thị ủy, thị trưởng, trưởng ban thư ký phải về Vĩnh Sương vì mai Vĩnh Sương có hội nghị quan trọng diễn ra. Ba người cũng báo cho Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống hiểu việc này. Hắn thật ra chỉ hy vọng có trưởng ban tổ chức cán bộ ở lại là đủ. Cầu Lương ký chính là người Long Lĩnh, y làm bí thư huyện ủy Long Lĩnh nhiều năm, nhà cũng ở Long Lĩnh cho nên sau khi bố trí cho Triệu Quốc Đống xong liền về nhà. Nhị ca, hôm nay em bố trí thế nào? Người đàn ông đứng bên cạnh Cầu Lương ký có chút đắc ý nói. Ồ, có lẽ cũng được. Trưởng ban Triệu không nói nhiều, có lẽ hắn nhận được chỉ thị của bí thư Thái đến xem một chút mà thôi. Cầu Lương ký hút một hơi thuốc rồi nói. Bên nhà khách có chuẩn bị chu đáo không thế? Đừng có sơ sót gì với tôi đó. Mai hắn sẽ rời đi, như vậy là xong chuyện. Yên tâm, em đã bố trí bốn người, cửa trước cửa sau đều có người. Người khả nghi không thể vào. Người đàn ông kia vỗ ngực nói. Hơn nữa bên kia cũng đã được ép xuống, còn có thể như thế nào nữa? Tỉnh đến vài chuyến còn không phải như vậy sao? Đến địa bàn Long Lĩnh đều như bịt hai mắt. Hừ, tôi nói cậu đó, cậu nghĩ vậy kiểu gì cũng có vấn đề. Lúc trước những người kia làm như thế nào chạy lên tận tỉnh? Làm như thế nào ngăn công trường? Tôi nhắc cậu mãi phải đề phòng, có động tĩnh gì là phải có hành động ngay, xem cậu làm gì rồi. Ăn cũng phải thừa chút canh cho người khác chứ. Cầu Lương ký có chút tức giận nói. Tên này đúng là làm người ta đau đầu, làm chuyện luôn gây phiền phức cho mình. Nhị ca, cái này không thể trách em, ai biết tên kia lại đột nhiên dữ dằn như vậy. Em cảm thấy bọn họ cũng không phải thế, không phải đều do lão chó Tiền Vĩnh Quế nhảy loạn lên sao. Em thấy tên Tiền Vĩnh Quế đúng là một con chó, hắn từ một thằng ở xã lên đến phó chủ tịch huyện không phải anh đề bạt thì hắn được như vậy sao? Hắn không những không cảm ơn bây giờ còn thấy mình cứng rồi, có thể làm ra được việc gì đó. May bí thư huyện ủy vẫn là cương ca nếu không đúng là làm hắn đổi trời rồi. Em thấy nhị ca cần sớm bố trí đẩy lão chó đó đi nếu không sớm muộn cũng có chuyện. Hừ, tôi làm việc còn cần cậu dạy. Không cần phải sợ hắn, chỉ cần Vu Cương và cậu khống chế tốt bên dưới là được, để hắn muốn đâm vào đâu cũng không được. Không ai nghe hắn, không ai truyền tin cho hắn cũng không làm được gì. Cầu Lương ký có chút mệt mỏi, có một số việc không đơn giản như người ta vốn nghĩ. Ví dụ hôm nay trưởng ban Triệu đến, nghe nói hắn có quan hệ mật thiết với bí thư Thái, đều là người từ tỉnh An Nguyên tới nên về lý thuyết chuyện bí thư Thái đã xác định thì hắn chỉ đi đến xem cho có. Nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống lại rất chăm chú, tuy nói hắn không tỏ thái độ còn cổ vũ Long Lĩnh cần phải lấy đại cuộc làm trọng, địa phương phục tùng trung ương, vượt qua khó khăn, tiếp tục cố gắng trong việc xây dựng đường sắt Điền Miễn. Cao tốc Điền Miễn nhưng Cầu Lương ký lại cảm thấy đối phương rất chú tâm đến việc này. Hắc hắc, nhị ca, anh yên tâm, bên dưới hắn không chỉ huy được. Cương ca có uy tín như thế nào ở cấp xã chẳng lẽ anh không biết? Chẳng qua chỉ là không muốn trở mặt hoàn toàn nên mới vậy. Trong thời gian này hắn cũng biết thu lại hơn, em đoán hắn cũng thấy hướng gió không đúng nên biết mang đuôi làm người. Người đàn ông kia tùy tiện nói. Giờ chỉ còn đợi tổ công tác của tỉnh có kết luận là xong. Cẩn thận vẫn hơn, các cậu trong thời gian này cẩn thận một chút. Cầu Lương ký hung hăng nói. Quyển 17, chương 21. Triệu Quốc Đống đẩy cửa phòng, trời mặc dù dần tối nhưng làn gió tươi mát đập vào mặt làm hắn thấy tỉnh táo. Bây giờ còn ngủ là khá sớm, Kỳ Tử Lan là phụ nữ nên nói chuyện tối cũng không hợp. May là ban cũng có một cô gái đi cùng nếu không chỉ có mình Kỳ Tử Lan là nữ đồng chí đúng là không quá tiện. Uông Tòng Hỉ đã suốt đêm chạy về Côn Châu. Mai tổ giám sát công tác giáo dục đảng viên sẽ tới Điền Nam, theo lý thuyết hắn cũng lên về. Trương Bảo Quốc gọi điện hỏi hắn, Triệu Quốc Đống nói mình mới tới nhiều tình huống còn chưa biết nên đề nghị do Tần Lực phối hợp với văn phòng tỉnh ủy, ban tuyên giáo tiếp đón. Trương Bảo Quốc cũng đồng ý. Ít nhất đến bây giờ hắn còn chưa nhìn ra thái độ của Trương Bảo Quốc với mình. Triệu Quốc Đống cũng biết bây giờ chỉ là thời kỳ bình tĩnh, có lẽ mọi người đang tích lũy lực lượng chờ cơ hội. Ban cũng còn cần sửa lại vài tài liệu nên Tần Lực gọi cho hắn, Triệu Quốc Đống liền vội vàng đuổi Uông Tòng Hỉ về, để Phương Dạ Bạch ở lại là ổn. Tình hình Long Lĩnh không đơn giản như hắn đoán trước, mặc dù hắn mơ hồ nghe qua giới thiệu về thị ủy Vĩnh Sương, nhất là bí thư thị ủy Hoa Tử Tài đã giới thiệu khá đầy đủ, phó bí thư thị ủy Cầu Lương ký cũng bổ sung thêm. Hắn có thể nhìn ra thị ủy Vĩnh Sương rất chú trọng việc này nhưng khi hắn hỏi sự kiện quần thể đó có dính tới nhân tố khác hay không? Triệu Quốc Đống thấy môi thị trưởng Vĩnh Sương mấp máy nhưng lại không nói gì.
Động tác mờ mịt này làm Triệu Quốc Đống có chút tò mò, nhưng hắn không xác định vị thị trưởng Trương này có phải không hài lòng với việc ủy ban kỷ luật tỉnh mãi không có kết luận ảnh hưởng đến công việc Vĩnh Xương, Long Lĩnh hay không. Khi điều tra thực địa ở Long Lĩnh, Triệu Quốc Đống cũng hỏi lãnh đạo Long Lĩnh về vấn đề này. Hắn thấy vẻ mặt phó chủ tịch huyện Long Lĩnh Tiền Vĩnh Quế khá âm trầm, mà bí thư huyện ủy Vu Cương lại kiên quyết tỏ vẻ sự kiện quần thể lần này là do số ít quần chúng bất mãn với nhân viên chính quyền mà tạo thành, thậm chí ngay cả một số cán bộ cơ sở cũng kích động. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện ủy, bí thư đảng ủy chính pháp huyện kiêm trưởng phòng công an đều ra vẻ đau lòng ủng hộ cách nói của Vu Cương. Đương nhiên Vu Cương cũng tỏ vẻ tất cả đợi quyết định của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy mới xử lý. Hắn thuận miệng hỏi mấy cán bộ thì kết quả cũng là vậy, không thấy các cán bộ có thái độ gì không ổn cả. Một bên suy nghĩ chuyện đã nghe, đã thấy ngày hôm nay, Triệu Quốc Đống nghe thấy tiếng cửa. Phương Dạ Bạch đang vẫy vẫy tóc đi ra. Dạ Bạch, còn chưa ngủ sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Trưởng ban Triệu, ngài cũng chưa nghỉ mà. Phương Dạ Bạch lúc này mới thấy Triệu Quốc Đống đang đứng mình ở hành lang, xem ra là muốn ra ngoài. Ngài định đi đâu ư? Ừ, đi quanh một chút thôi, bây giờ ngủ cũng vẫn còn sớm. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Còn anh? Ha ha, tôi không có việc gì, hay là tôi đi cùng ngài? Phương Dạ Bạch lập tức nói. Phương Dạ Bạch là người biết chừng mực, biết nặng nhẹ, nếu không dù là có ông, bác giúp thì cũng không thể nào ở tuổi hơn 30 làm được phó chánh văn phòng ban tổ chức cán bộ, là cán bộ cấp phó huyện. Theo xu thế hiện nay nếu có cơ hội đi xuống thì y làm đến cấp chính huyện cũng không phải không thể. Long Lĩnh là huyện miền núi điển hình, khá hiểm trả. Dù đi trên đường vẫn cảm nhận từng cơn gió lạnh từ ngoài truyền đến. Long Lĩnh về tối khá yên tĩnh, các cửa hàng sớm được đóng cửa, dù là rạp chiếu phim cũng không có mấy người tới. Đi một vòng, Triệu Quốc Đống và Phương Dạ Bạch không gặp được mấy người. Dạ Bạch, anh vào ban được mấy năm rồi, trước công tác ở đâu? Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt đối với Phương Dạ Bạch. Người này có quan hệ khá được ở ban, giỏi văn giỏi võ, tài viết ít nhất mạnh hơn hắn, hơn nữa cũng có kinh nghiệm công tác cơ sở. Ừ, đã 3-4 năm. Trước tôi làm ở Ủy ban Kỷ luật huyện Uy Tuyên, năm 2001 chính thức điều lên ban. Phương Dạ Bạch nói. Ồ, làm ở Ủy ban Kỷ luật sao? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Ừ, tôi học pháp luật, học xong đến Viện Kiểm sát Uy Tuyên. Sau đó điều tới Ủy ban Kỷ luật, cuối cùng mới được điều về tỉnh. Phương Dạ Bạch giải thích. Triệu Quốc Đống gật đầu. Hắn không nghĩ tới Phương Dạ Bạch có gia cảnh tốt mà còn xuống huyện của Khúc Châu công tác, 30 tuổi mới về. Chỉ riêng việc ở cơ sở 5-6 năm đã là hiếm có. Vậy anh biết bao nhiêu về sự kiện Long Lĩnh? Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Câu hỏi đột nhiên làm Phương Dạ Bạch không kịp ứng phó, không biết nên nói gì cho thích hợp. Nếu nói không biết là không ổn, nếu nói biết nhất định sẽ có một loạt câu hỏi chờ mình. Từ việc hôm nay trưởng ban Triệu đi tìm hiểu kỹ như vậy là biết trưởng ban Triệu quan tâm đến việc này như thế nào. Vị trưởng ban này có ấn tượng tốt đối với mình, điểm này Phương Dạ Bạch có thể cảm nhận được. Y không biết mình sao lại được trưởng ban hài lòng như vậy. Điều này làm y vừa mừng vừa sợ cũng có chút lo lắng. Trong nhà hình như không có ai có quan hệ với vị trưởng ban này. Bác mình và bố mình cũng đều khó hiểu vì việc này. Vị trưởng ban tổ chức cán bộ mới tới này nghe nói ngoài việc có quan hệ với bí thư tỉnh ủy ra thì hình như không có chút quan hệ với ai bên Điền Nam. Phương gia mặc dù cũng coi như có tiếng ở Điền Nam nhưng đó đã là quá khứ. Bác mình đã sắp về hưu, cũng báo trước thời kỳ cực thịnh của Phương gia đã qua. Từ việc mình muốn xuống rèn luyện mà không có tin tức gì có thể thấy được. Bác và bố cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo mình nắm bắt cơ hội này. Nếu trưởng ban Triệu để mắt tới mình thì mình cần vứt bỏ tâm tư khác. Mình cũng không còn trẻ, đã 36, 37, nếu ở ban vài năm nữa thì về cơ bản không có hy vọng gì khác. Chỉ là chuyện Long Lĩnh quá nhạy cảm, hơi không chú ý là bị cuốn vào ngay. Nhưng Phương Dạ Bạch lại không quá e ngại việc này. Dù sao y không ở Long Lĩnh, ở ban có vấn đề cũng không tới lượt mình. Vì thế mình cũng không cần sợ. Trưởng ban Triệu. Chuyện này trên tỉnh không ai có thể nói không biết, chẳng qua chỉ là biết nhiều hay ít mà thôi. Phương Dạ Bạch bình tĩnh nói. Ồ, xem ra nơi này có vẻ còn nhiều vấn đề. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Trưởng ban Triệu, bây giờ mọi người đều e ngại nhắc tới việc này và không muốn dính vào. Ngay cả bí thư Thái cũng mãi không tỏ thái độ. Ngài nói ủy ban kỷ luật tỉnh thật sự không điều tra rõ sao.
hay là cảm thấy chuyện này nếu lộ ra sẽ không thể khống chế nổi. Phương Dạ Bạch nói. Triệu Quốc Đống không khỏi dùng mình. Phương Dạ Bạch xem ra cũng biết vài chi tiết. Vậy anh biết được gì? Triệu Quốc Đống hỏi thẳng. Trưởng ban Triệu, tôi có bạn hồi đại học công tác ở Ủy ban Kỷ luật Vĩnh Xương, y mơ hồ biết vài tình hình. Y nói Long Lĩnh xảy ra chuyện là sớm hay muộn mà thôi, còn cụ thể không nói mấy. Chẳng qua hôm nay ngài không phải đã đi thực địa tìm hiểu sao? Thái độ mọi người trông rất bình thản như không có vấn đề gì vậy. Phương Dạ Bạch thấy Triệu Quốc Đống chú ý việc này như vậy thì cũng không giấu gì. Nhưng càng là như vậy càng nói có chuyện. Chuyện Long Lĩnh liên quan tới ba xã, tình huống khác nhau sao hôm nay ngài hỏi mọi người đều cùng có câu trả lời vậy? Vậy anh nói bọn họ đang nói dối. Vẻ mặt Triệu Quốc Đống càng lúc càng trở nên nghiêm túc, điểm này hắn sớm cảm nhận ra nhưng hắn cảm thấy bọn họ là cán bộ cơ sở nên không dám xác định. Vậy thì không hẳn, nhưng tôi nghi ngờ bọn họ chỉ là đã được mớm lời từ trước. Phương Dạ Bạch suy nghĩ một chút và nói. Chuyện này nếu chỉ hỏi qua qua sẽ không thể có kết luận. Tôi nghĩ việc Ủy ban Kỷ luật chưa có kết luận cũng có liên quan tới việc này. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu, Phương Dạ Bạch không hổ là người từ Viện Kiểm sát, Ủy ban Kỷ luật đi ra, suy nghĩ rất cẩn thận, chu đáo. Quyển 17, chương 22. Phương Dạ Bạch mặc dù cũng thấy nơi này có điểm lạ nhưng y dù sao không chính thức tham gia vào việc điều tra sự kiện Long Lĩnh nên cũng không biết được nhiều hơn người khác là bao. Ai cũng biết sự kiện Long Lĩnh là do việc giải phóng mặt bằng khi xây dựng cao tốc Điền Miễn gây ra, trong đó có không ít mâu thuẫn lợi ích. Nhưng lúc đầu việc thi công cao tốc Điền Miễn ở địa phận Long Lĩnh không có bao sóng gió, không biết vì nguyên nhân gì mà bộc phát lớn đến thế. Hơn trăm người kiện lên tỉnh ủy, ủy ban không nói, hơn nữa còn trùng hợp với lúc một vị ủy viên quốc vụ viện đến Điền Nam khảo sát việc xây dựng cao tốc Điền Miễn, đường sắt Điền Miễn nên tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Từng cơn phong ba không ngừng ập tới. Long Lĩnh còn chưa xong, đơn vị thi công lại phản ánh huyện Hà Lũng, Đức Hồng cản trở việc thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nghiêm trọng ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng cao tốc Điền Miễn, đường sắt Điền Miễn đi qua Điền Nam. Nếu không nhanh chóng giải quyết như vậy, cao tốc Điền Miễn đoạn qua Điền Nam sẽ không thể thông xe đúng thời hạn. Vấn đề này còn đâm tới tận quốc vụ viện làm Thái Chánh Dương khá khó xử. Vị ủy viên quốc vụ viện kia đã nghiêm túc phê bình công tác của tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam ngay tại công trường. Chuyện này sau đó cũng là tâm điểm bộc phát xung đột ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy Điền Nam. Thái Chánh Dương cho rằng công tác của Đức Hồng làm không tốt khiến việc thi công cao tốc Điền Miễn bị đình trệ, lãnh đạo chủ yếu đảng ủy, chính quyền phải có trách nhiệm. Mà sự kiện Long Lĩnh lại do một bộ phận cán bộ cơ sở kích động quần chúng gây náo loạn, cần nghiêm túc điều tra xử lý người kích động. Còn Chủ tịch tỉnh Đào Hòa Khiêm lại cho rằng công tác của thị xã Đức Hồng đáng khen ngợi. Thị xã Đức Hồng có thể căn cứ tình hình thực tế gìn giữ lợi ích nhân dân, mặc dù trong công tác có điểm thiếu sót nhưng có thể lý giải. Còn ở Long Lĩnh rõ ràng do một vài lãnh đạo không nhìn lợi ích nhân dân, chỉ hy sinh lợi ích địa phương để lấy lòng cấp trên nên tạo thành sự kiện này. Đối với hành vi này Đào Hòa Khiêm cho rằng cần nghiêm túc phê bình, người trực tiếp tạo thành trách nhiệm cần truy cứu trách nhiệm đảng, pháp luật. Hai quan điểm hoàn toàn khác nhau khiến hội nghị thường vụ xuất hiện cơn sóng lớn, đây là lần đầu mâu thuẫn được công khai trong hội nghị thường vụ. Những điều Phương Dạ Bạch nói không khác gì so với Triệu Quốc Đống đoán. Hai người đều cảm thấy chuyện ở Long Lĩnh hay Đức Hồng đều không đơn giản như vậy, chỉ là do tin tức hai người nắm giữ là có hạn nên không thể đưa ra nhận xét rõ ràng. Khi hai người về đến chỗ ở thì thấy một bóng người thoáng lóe lên rồi biến mất ở hành lang. Phương Dạ Bạch có chút cảnh giác nói. Làm gì thế? Người kia đã trốn vào bóng tối, y nhỏ giọng nói. Tôi muốn tìm trưởng ban Triệu. Phương Dạ Bạch có chút giật mình vội vàng nhìn Triệu Quốc Đống. Tìm trưởng ban Triệu sao không đến vào ban ngày, bây giờ lén lút như vậy để làm gì? Ban ngày nếu đến được thì tôi còn cần đến vào tối sao? Người đàn ông trong bóng tối nhìn qua như chuẩn bị nhảy xuống tầng dưới. Anh là trưởng ban Triệu. Phương Dạ Bạch không dám xác định, đối phương như có chuẩn bị, công an huyện Long Lĩnh đã cử mấy chính sách luân phiên nhau trực, không biết người này chui vào đây bằng cách nào nữa. Trưởng ban Triệu, hay là để tôi gọi người của công an huyện tới. Phương Dạ Bạch vừa nói như vậy, người kia đã lạnh lùng nói. Tôi tới là để phản ánh vấn đề, nếu bọn họ tới tôi sẽ đi. Triệu Quốc Đống xua tay ngăn Phương Dạ Bạch lại. Anh tìm tôi có việc gì? Tôi tới để phản ánh tình hình. Người kia vẫn giữ khoảng cách vài mét với Triệu Quốc Đống và Phương Dạ Bạch. Được rồi,
nếu muốn vậy thì chúng ta vào phòng rồi nói. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Không cần, tôi đã viết những điều mình cần nói lên tài liệu và nhét trong cửa phòng anh. Đối phương cẩn thận nói. Bên trên có số điện thoại của tôi, nếu các người thật sự muốn biết rõ tình hình thì tôi nghĩ chúng ta có thể đổi điểm gặp mặt khác. Triệu Quốc Đống nhìn đối phương, người này vẫn trốn ở chỗ tối nên không thể nhìn rõ. Cũng được, nếu cần sẽ có người liên lạc với anh. Triệu Quốc Đống nói. Hắn chưa dứt câu đối phương đã chạy nhanh xuống lầu và biến mất. Trưởng ban Triệu. Phương Dạ Bạch vừa mở miệng, Triệu Quốc Đống đã ngăn lại. Không cần, mọi người có lo lắng của mình. Phương Dạ Bạch đành nuốt lời nói vào bụng, khi thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống âm trầm như nước. Vị trưởng ban Triệu này đến ban lâu như vậy nhưng đây là lần đầu y thấy đối phương có vẻ mặt lạnh lùng đến thế. Tâm trạng Triệu Quốc Đống lúc này đúng là rất không ổn, thực ra người kia vừa xuất hiện ở chỗ tối là hắn đoán được đối phương đã có chuẩn bị. Hắn thậm chí có thể khẳng định đối phương muốn phản ánh vấn đề là sự kiện Long Lĩnh đó. Mà một khi nó bị vạch trần thì không biết có bao người sẽ cuốn vào trong đó. Tất cả không nằm ngoài dự đoán. Khi Triệu Quốc Đống đọc qua một lượt tập tài liệu dày, trong lòng hắn như có một tảng đá đè nặng. Mặc dù bản tài liệu này có thể có vài điểm nói quá, cũng có suy đoán chủ quan nhưng vấn đề nó phản ánh khiến người ta phải giật mình. Nhưng tại sao tài liệu này không được đưa cho Ủy ban kỷ luật? Hay là Ủy ban kỷ luật đã nhận được nhưng chưa xác minh? Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi đọc lại mấy điểm quan trọng trong tài liệu. Vấn đề đúng là rất lớn. Hắn dám khẳng định tổ công tác của Ủy ban kỷ luật đã nhận được tài liệu này. Nhưng tại sao bên đó không có âm thanh gì, là không thể xác minh hay là có điểm chưa xác định được? Không thể nào. Mặc dù hắn là người ngoài ngành cũng có thể cảm nhận được trong tài liệu có nhiều thứ là thật, hơn nữa bên trên cũng cung cấp vài căn cứ. Ủy ban kỷ luật mất 2-3 tháng không tra ra sao? Dù là chuyện năm trước, qua một cái Tết nhưng đã qua Tết lâu như vậy tại sao còn không thể có kết luận? Dù trong lúc nhất thời không thể tra rõ tất cả mọi chuyện thì ít nhất cũng có ý kiến sơ bộ mới đúng. Cặp mắt sâu phía sau cặp kính của Trử Liễu hiện lên trong đầu Triệu Quốc Đống. Trử Liễu này không phải nhân vật tầm thường. Bảo sao hôm đó lúc mình vô tình gặp Trử Liễu từ văn phòng Thái Chánh Dương ra, cô ta hỏi mình có phải muốn xuống dưới điều tra, sau đó thuận miệng đề nghị mình đến khu vực Điền Tây trước, nói tình hình ở Điền Tây có nhiều điểm điển hình. Mình lúc ấy không để ý, sau khi về bảo Uông Tòng Hỷ đổi lại kế hoạch đến Điền Tây. Dù là như thế nào mình coi như dính vào chuyện phiền phức này. Nếu thật sự dựa theo tài liệu này thì hai cấp thị xã, huyện đều có nhiều vấn đề, nhất là bên Long Lĩnh. Mụn mủ này bị bóc ra thì sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào? Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không khỏi run lên, không chừng có người mong mình bóp nát mụn mủ này ra, là Trử Liễu hay bên kia. Bây giờ ra vẻ không biết hay giao cho Ủy ban kỷ luật. Nếu muốn bóc mụn này ra thì hậu quả là như thế nào? Nó sẽ lật đổ hoàn toàn ý kiến của Thái Chánh Dương. Nếu công khai thì sẽ không thể không ảnh hưởng đến uy tín của Thái Chánh Dương. Vấn đề nằm ở chỗ mình có thể không hỏi tới việc này sao? Mình không hỏi cũng không có nghĩa chuyện cứ thế kéo dài. Hơn nữa không chừng càng về sau càng phiền phức hơn nữa. Hơn nữa còn bên Trử Liễu, cô ta sẽ xử lý như thế nào? Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Dù cho hắn về báo cáo tình hình với Thái Chánh Dương, thêm kết quả điều tra thì cũng nên làm như thế nào? Thái Chánh Dương sẽ xử lý ra sao? Đây không đơn giản là vấn đề thể diện mà còn liên quan đến vấn đề chính trị. Triệu Quốc Đống đứng lên đi tới cửa sổ, trời tối mịt không sao cũng giống như tâm trạng nặng nề của hắn lúc này. Quyển 17, chương 23. Điểm tiếp theo Triệu Quốc Đống tới Đức Hồng, điểm thứ 3 là quay về Thương Sơn. 3 điểm mất tổng cộng 9 ngày, hắn về đến tỉnh đã là trung tuần tháng 4. Ở trên đường Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ vấn đề ở Long Lĩnh. Hắn đến Đức Hồng cũng trọng điểm tìm hiểu việc xây dựng cao tốc Điền Miễn, đường sắt Điền Miễn chạy qua đây, tìm hiểu nguyên nhân chậm tiến độ của dự án. Đương nhiên bên Đức Hồng cũng đưa ra nhiều nguyên nhân khách quan, cùng lúc đưa ra việc phải cân nhắc đến lợi ích nhân dân. Chị Kỳ, chuyến này đúng là mệt cho chị, chồng chị chắc không ngừng oán thán tôi mất. Triệu Quốc Đống tự mình rót trà cho Kỳ Tử Lan, thư ký của hắn vẫn chưa chọn xong. Đâu có chứ, tôi thật ra cảm thấy đi theo trưởng ban Triệu khá thoải mái. Ít nhất không giống lúc đi với trưởng ban Cao suốt ngày phải uống rượu. Trưởng ban Cao cái gì cũng tốt, chỉ là không biết chăm sóc nữ đồng chí. Mỗi lần ra ngoài đều khiến chúng tôi uống nhiều, làm hại tôi không dám ra ngoài. Kỳ Tử Lan đây là nói thật,
ra ngoài cùng Triệu Quốc Đống coi như dễ dàng. Ngoài việc đi trên đường mệt ra thì ít nhất trong bữa ăn Triệu Quốc Đống dù là uống nhưng cũng đã nói rõ phụ nữ tùy ý, không được ép, nhờ vậy cũng làm cô bớt uống đi nhiều. Hơn nữa Triệu Quốc Đống đi điều tra không phải mang tính chung chung. Trước khi đi hắn đã làm nhiều công tác, gọi các phó trưởng ban và trưởng phòng đến nói chuyện, hiểu rõ suy nghĩ và ý kiến của bọn họ đối với tình hình công tác của ban, nhất là ý kiến về công tác tổ chức ở cơ sở. Sau đó Triệu Quốc Đống mới để Uông Tòng Hỷ đưa ra phương án. Triệu Quốc Đống cứ đến một nơi là sẽ trao đổi ý kiến với bí thư, thị trưởng nơi đó, nói rõ hắn đến để xem vấn đề còn tồn tại, không xem thành tích. Hơn nữa càng quan trọng là hắn muốn nghe suy nghĩ và phương án giải quyết vấn đề của các thị xã, sau đó hẹn thời gian quay trở lại xem có gì thay đổi không. Yêu cầu này làm bí thư, thị trưởng các nơi vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có một sợi dây thòng lọng đeo trên cổ. Triệu Quốc Đống nói cũng rất thực tế, điểm này mấy bí thư, thị trưởng đều thừa nhận. Hắn đưa ra đều là vấn đề các nơi có tồn tại nhưng quan trọng nhất là anh có quyết tâm muốn giải quyết vấn đề hay không. Giải quyết vấn đề cũng không yêu cầu một lần là xong mà Triệu Quốc Đống yêu cầu có quy hoạch hợp lý, sau đó sẽ tới xem biến hóa. Ngay cả Kỳ Tử Lan cũng không thể không thừa nhận Triệu Quốc Đống có thủ đoạn, vừa tung lưới buộc anh lại nhưng cũng không buộc quá chặt, vừa cho anh thấy hy vọng để anh chạy, vừa giơ thanh kiếm sau lưng anh, làm anh không thể tránh được chiếc dây thừng. Còn trẻ như vậy làm đến chức này đương nhiên là có bản lĩnh, đây là cái nhìn của Kỳ Tử Lan. Triệu Quốc Đống cũng có ấn tượng tốt đối với Kỳ Tử Lan. Chuyến đi này Kỳ Tử Lan có biểu hiện rất tốt, thực hiện trọn vẹn chức trách của cấp phó, có quan điểm và suy nghĩ độc đáo của mình về mấy công việc mà Triệu Quốc Đống giao cho, hơn nữa xử lý tốt. Vị nữ phó trưởng ban này mặc dù vẫn chỉ công tác ở bên tổ chức cán bộ nhưng không phải hoàn toàn không biết tình hình bên dưới. Chị Kỳ, tôi đã đi ba thị xã, coi như hiểu sơ bộ về tình hình các nơi. Tôi cảm thấy quan điểm ban đầu của chị rất phù hợp tình hình thực tế. Trong ba nơi thì có hai nơi là Đức Hồng cùng Vĩnh Sương có tình huống không quá lạc quan. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Công tác xây dựng đảng ở Đức Hồng không quá tốt, nhiều vấn đề bộc lộ ra, tố chất cán bộ không cao, uy tín của chính quyền thấp, điều này là rất nguy hiểm, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến địa phương muốn triển khai công việc cũng khó. Ngài nói về tiến độ xây dựng đường sắt Điền Miễn, cao tốc Điền Miễn. Kỳ Tử Lan có chút khẩn trương. Cô mặc dù không hài lòng với công việc của Đức Hồng nhưng Đào Hòa Khiêm lại thường xuyên khen Đức Hồng, cô thật không ngờ vị trưởng ban tổ chức cán bộ mới tới đã nói thẳng như vậy. Không hoàn toàn như vậy, tôi đi khảo sát hai huyện của Đức Hồng trong hai hôm. Ngoài hạng mục xây dựng trọng điểm của quốc gia thì quy hoạch phát triển kinh tế của các nơi này đều khá tản mạn. Từ góc độ nào đó nói rõ công tác, uy tín của đảng ủy, chính quyền không tốt, thiếu quy hoạch phát triển khoa học hợp lý và lâu dài, việc đẩy mạnh công tác gặp lực cản. Nếu không bọn họ cũng kêu than khó khăn với cấp trên, thiếu sự quyết đoán tự vượt qua khó khăn. Tôi cũng xem qua tình hình phát triển kinh tế mấy năm qua của Đức Hồng. Phát triển kinh tế công nghiệp không có điểm sáng, ngành dịch vụ mặc dù phát triển không chậm nhưng thiếu quy hoạch khoa học, thiếu chỉ dẫn. Đương nhiên công tác Đức Hồng không phải không có điểm sáng giá. Bọn họ đã đảm bảo được ổn định xã hội, xử lý tốt quan hệ giữa các dân tộc. Nhưng đối với dân chúng mà nói việc tăng thu nhập mới là điều bọn họ quan tâm nhất. Mà ở điểm này Đức Hồng đã không làm tốt. Triệu Quốc Đống tinh tế nói ra quan điểm của mình. Vậy còn Vĩnh Sương? Kỳ Tử Lan muốn nghe suy nghĩ của Triệu Quốc Đống đối với Vĩnh Sương. Vĩnh Sương về tổng thể mà nói là không sai nhưng lại có nhiều vấn đề hơn. Chính xác mà nói nơi này có hai tình huống rất cực đoan, tốt thì càng tốt, xấu càng xấu, mâu thuẫn rất rõ ràng. Triệu Quốc Đống không hề kiêng kỵ nhưng ở vấn đề này hắn cần cân nhắc cẩn thận vì nó liên quan quá rộng, quá phức tạp. Trưởng ban Triệu, xem ra ngài có ấn tượng tốt nhất với Thương Sơn. Kỳ Tử Lan gật đầu nói, cô cảm thấy Triệu Quốc Đống không muốn tiếp tục nói chuyện về Vĩnh Sương. Ừ, mặc dù Thương Sơn cũng có mấy vấn đề nhưng thị ủy ban Thương Sơn khá đoàn kết, cũng có ý tưởng rõ ràng trong phát triển kinh tế và xã hội. Tôi thấy bọn họ sẽ đạt được thành tích. Triệu Quốc Đống không giấu cái nhìn của mình về Thương Sơn. Trưởng ban Triệu. Khu vực Điền Tây phát triển khá chậm ở trong tỉnh do cơ sở vật chất kém, nhiều dân tộc. Bí thư Thái sau khi đến Điền Nam cũng đưa ra ý kiến cần dựa vào chính sách của quốc gia mà chấn hưng phát triển kinh tế Điền Tây, cải thiện cuộc sống Điền Tây. Trưởng ban cao vốn cũng có ý này nhưng mà... Kỳ Tử Lan nói tới đây liền dừng lại. Triệu Quốc Đống cũng nghe hiểu ý của Kỳ Tử Lan. Cao Vĩnh Khôn làm trưởng ban tổ chức cán bộ khá lâu, cũng từng có ý điều chỉnh bộ máy mấy thị xã Điền Tây,
nhưng ý kiến của y bị Đào Hòa Khiêm và Trương Bảo Quốc phản đối, cũng không được Thái Chánh Dương toàn lực ủng hộ nên có đưa ra hội nghị thường vụ cũng bằng hòa. Hơn nữa về sau y biết mình sắp sang đại hội đại biểu nhân dân nên càng không có hứng thú tạo mâu thuẫn này. Chị Kỳ, đi mấy thị xã ở Điền Tây, tôi cũng có cảm giác này. Sự phát triển của một nơi quan trọng nhất chính là quan niệm, mà quyết định quan niệm lại là do cán bộ. Cán bộ trong bộ máy thì quan niệm của lãnh đạo chủ yếu càng mang tác dụng quyết định. Tôi là chủ tịch, bí thư huyện ủy, cũng đã làm thị trưởng, bí thư thị ủy nên hiểu khá sâu sắc chuyện này. Khu vực Điền Tây phát triển rõ ràng lạc hậu hơn các nơi khác trong toàn tỉnh. Ngoài vấn đề địa lý ra thì chủ yếu nhất là do bộ máy. Triệu Quốc Đống nói, trước khi đi khảo sát, bí thư Thái đã trao đổi với tôi, yêu cầu tôi chú trọng điều tra các khu vực khó khăn, tìm biện pháp giải quyết. Tôi cũng suy nghĩ ban tổ chức cán bộ chúng ta cũng cần nên đưa ra quan điểm và ý kiến ở việc này. Kỳ Tử Lan nghe thấy sự kiên quyết của đối phương nên khá rùng mình. Trưởng ban Triệu, ý của ngài là, chị Kỳ, tôi muốn chị theo những gì chúng ta hiểu về bộ máy ba thị xã mà đưa ra ý kiến, tôi sẽ căn cứ vào đó báo cáo với bí thư Thái và phó bí thư Trương. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Kỳ Tử Lan vội vàng suy nghĩ ý của đối phương, nhanh như vậy. Chẳng lẽ Triệu Quốc Đống thật sự không thể chờ được mà lập tức điều chỉnh bộ máy khu vực Điền Tây, vấn đề nằm ở chỗ thái độ của Trương Bảo Quốc là gì? Còn cả Đào Hòa Khiêm nữa. Trưởng ban Triệu, đưa ý kiến thì dễ, vấn đề là ở chỗ ngài có thể nên trao đổi trước với hai vị bí thư, tôi thấy như vậy sẽ ổn hơn. Kỳ Tử Lan khuyên. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Kỳ Tử Lan này là nhân vật khá chu đáo, dùng phương thức này nhắc mình. Cảm ơn chị, tôi biết nên làm như thế nào. Quyển 17, chương 24. Triệu Quốc Đống phát hiện mình làm trưởng ban tổ chức cán bộ nhàn hơn so với lúc làm bí thư thị ủy Ninh Lăng nhiều. Nếu như không phải chủ động tìm công việc hoặc muốn lười biếng thì vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ đúng là công việc tốt làm người ta hâm mộ. Hắn ở Côn Châu một tuần xử lý vài công việc trong ban, tham gia hội nghị duy trì công tác giáo dục đảng viên toàn tỉnh, cũng chủ trì hội nghị tổng kết giai đoạn hoạt động giáo dục đảng viên. Cuối tháng 4 hắn tiếp tục hành trình khảo sát của mình. Hắn đi một vòng khảo sát ba thị xã Chiêu Đạt, Khúc Châu, Văn Thành của khu vực Điền Đông. So sánh với Điền Tây, điều kiện tự nhiên của khu vực Điền Đông, nhất là hệ thống giao thông tốt hơn nhiều. Mà Khúc Châu, Chiêu Đạt xếp hạng đầu về kinh tế trong tỉnh càng phát triển nhanh hơn. Nhất là Khúc Châu có GDP đứng thứ hai toàn tỉnh chỉ kém hơn Côn Châu, thu nhập bình quân chỉ thấp hơn Côn Châu, Ngọc Hà. Kinh tế Khúc Châu phát triển khá hài hòa, nhất là sản xuất công nghiệp truyền thống khá kiện toàn. Ngành thuốc lá, than, phân bón, điện lực đều có quy mô nhất định. Nhưng do hệ thống kiện toàn nên cũng mang tới vài vấn đề. Ngoài ngành sản xuất thuốc lá ra thì ưu thế của mấy ngành khác không quá đột xuất, không thành ngành chủ đạo của thị xã, kết cấu sản nghiệp còn cần thăng cấp thêm. Triệu Quốc Đống thấy mình luôn vô thức đi điều tra tình hình phát triển và quy hoạch kinh tế của các nơi kết hợp với việc xây dựng bộ máy. Chẳng qua hắn cảm thấy điểm này thật ra phù hợp quan điểm của mình. Một khu vực phát triển kinh tế, xã hội có quan hệ rất lớn đến năng lực của bộ máy nơi đó. Mặc dù thời gian khảo sát ở khu vực Điền Đông không lâu bằng Điền Tây nhưng hắn cũng tìm hiểu rõ tình hình phát triển kinh tế, xã hội của khu vực Điền Đông. Ngoài Khúc Châu ra thì Văn Thành là nơi phát triển kinh tế khá chậm cũng là nơi hắn chú trọng điều tra. Nơi này sát tỉnh Quế, là nơi có tỷ lệ dân tộc thiểu số khá cao, mà hắn cũng có ý khác khi tập trung vào đây. Văn Thành là khu vực quan trọng ở phía đông Điền Nam. Tài nguyên phong phú nhưng phát triển kinh tế bị hạn chế do tình hình giao thông. Đến nay Văn Thành không có đường sắt, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của Văn Thành. Triệu Quốc Đống khảo sát bộ máy và công tác xây dựng tổ chức cơ sở cũng tìm hiểu chi tiết về thực trạng kinh tế của Văn Thành. Trưởng ban Triệu, trưởng ban Điền là người Văn Thành chúng tôi, hôm nay trưởng ban Điền đi cùng ngài coi như là về quê. Bí thư thị ủy Văn Thành, Trương Quốc Phú đi cùng Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Trưởng ban Điền, hôm nay anh coi như nửa chủ nhân, trưởng ban Triệu tới phải xem biểu hiện của anh. Điền Vĩnh Thái cùng Triệu Quốc Đống đi khảo sát Điền Đông. Theo phân công của ban thì Kỳ Tử Lan đi với Triệu Quốc Đống đến Điền Tây, Điền Trung. Điền Vĩnh Thái phụ trách đi cùng Triệu Quốc Đống tới Điền Đông, Điền Tây Nam, Điền Tây Bắc. Ồ, lão Điền, anh cũng là người Văn Thành, điều này tôi thực ra không biết. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Ha ha, trưởng ban Triệu. Ngài đây là không quan tâm cấp dưới rồi. Trưởng ban Điền là người Quý Ninh, Văn Thành chúng tôi, đã công tác ở thị ủy Văn Thành hơn 10 năm. Lên tiếng là thị trưởng Văn Thành,
Vi Văn Minh. Trưởng ban Triệu, quê tôi ở Quý Ninh, sau khi đi bộ đội về liền về quê công tác, năm 96 lên thị ủy Văn Thành công tác, năm 2001 lên ban. Điền Vĩnh Thái khá vui vẻ, về quê có thể ngồi với đồng nghiệp cũ uống chén trà. Ồ, xem ra Văn Thành đúng là xuất hiện nhiều nhân tài. Chủ nhiệm Trừ cũng là người Văn Thành, lão Điền cũng là người Văn Thành. Triệu Quốc Đống cười nói. Đúng thế, đúng thế. Chủ nhiệm Trừ cũng từ Văn Thành chúng tôi đi ra. Năm 92 chủ nhiệm Trừ còn là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Văn Thành. Năm 93 điều lên tỉnh hình như chỉ ở một năm liền lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Năm 2002 mới về Điền Nam. Trương Quốc Phú hiểu khá rõ về Trừ Liễu. Chủ nhiệm Trừ lúc còn công tác ở Điền Nam thì tôi còn làm việc ở văn phòng Ủy ban huyện Cẩm Bình. Lão Vi, lúc ấy anh vẫn công tác ở Nghiễn Giang phải không? Ừ, tôi lúc ấy còn làm chủ tịch xã. Vi Văn Minh như bị câu nói Trương Quốc Phú làm nhớ lại chuyện trước đây. Chẳng qua tôi không có ấn tượng mấy về chủ nhiệm Trừ. Ủy ban kỷ luật chỉ cần không có chuyện gì thì coi như không biết. Ngoài chủ nhiệm Trừ và trưởng ban Điền ra thì từ Văn Thành chúng tôi đi ra còn có trưởng ban thư ký Lý của Ủy ban tỉnh, Giám đốc Hoàng, Sở Giao thông. Lên tiếng là trưởng ban tổ chức cán bộ Văn Thành, Vạn Đại Hữu. Ai cũng nói Văn Thành chúng tôi nghèo, nhưng nghèo mới có động lực nên mới có nhiều cán bộ đi ra ngoài như vậy. Lão Vạn nói cũng có lý, chẳng qua có phải là có quan hệ đến tác phong tốt của thị ủy Văn Thành không? Triệu Quốc Đống cười nói. Một nơi có nhiều cán bộ đi ra là do nhiều nguyên nhân, nghèo mà cố gắng là một trong số đó, ngoài ra cũng có ít nguyên nhân khác. Ví dụ như công tác của ban tổ chức cán bộ đắc lực, có thể tích cực đẩy cán bộ ra ngoài, tác phong làm việc tốt, năng lực xuất chúng được cấp trên chú trọng. Triệu Quốc Đống nói, trên thực tế hắn biết nguyên nhân mà Văn Thành có nhiều cán bộ đi ra như vậy. Mà nhân tố quan trọng nhất trong đó chính là vị trưởng ban tổ chức cán bộ trước Cao Vĩnh Khôn. Lão trưởng ban Long Đức Bình chính là bí thư thị ủy Văn Thành sau đó lên làm phó chủ tịch tỉnh, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, rất nhiều cán bộ Văn Thành được y đề bạt lên tỉnh. Mọi người liên can đều nói theo ý của Triệu Quốc Đống, đều nói nơi nghèo đúng là khiến nhiều người cố gắng phấn đấu để trưởng thành. Bữa tối khá thịnh soạn nhưng theo yêu cầu của Triệu Quốc Đống nên chỉ có các món đặc sản của Văn Thành. Nhân lúc Triệu Quốc Đống vào nhà vệ sinh, Trương Quốc Phú kéo Điền Vĩnh Thái sang bên hỏi. Lão Điền, tôi có cần bố trí gì không? Bố trí gì, tôi không phải nói với anh rồi sao? Tôi không hiểu mấy tính cách của trưởng ban Triệu. Chẳng qua tôi nghe Kỳ Tử Lan về nói trưởng ban Triệu không thích hát, không thích đánh bài, rượu mặc dù uống tốt nhưng cũng không thích uống. Ngoài đọc sách ra hình như không có sở thích gì đặc biệt cả. Điền Vĩnh Thái có quan hệ khá tốt với bộ máy Văn Thành. Trưởng ban tổ chức cán bộ Vạn Đại Hữu thậm chí còn cùng từ một thị trấn của Quý Ninh đi ra với y. Đây cũng là nguyên nhân y hay thích về Văn Thành. Ha ha, lão Điền, không thể để trưởng ban Triệu ăn xong rồi về đi ngủ chứ. Trương Quốc Phú nói, trưởng ban Triệu đúng là đặc biệt, không hút thuốc, không hát, không nhảy, không đánh bài. Tôi gặp qua không ít lãnh đạo trẻ tuổi nhưng còn trẻ mà giữ mình như vậy đúng là người thứ nhất. Trương Quốc Phú thở dài nói, mặc dù vậy nhưng y vẫn nói. Anh nghĩ cách xem, phải tìm điểm gì đó làm mới được. Bây giờ mới mấy gì, hay là cùng trưởng ban Triệu ra ngoài đi một vòng. Bí thư Trương, trưởng ban Triệu đi xa như vậy, cả ngày hôm nay không nghỉ, bây giờ lại đi vòng vòng có thích hợp không? Vi Văn Minh nhíu mày nói, lãnh đạo không có sở thích cũng làm khó cấp dưới, không tìm được cách kéo gần khoảng cách hai bên thì sao có thể khiến lãnh đạo có ấn tượng tốt? Trương Quốc Phú vừa nghĩ cũng đúng, từ tỉnh tới Văn Thành hơn 300 km, ngồi xe 4-5 tiếng, sau khi đến lập tức đi khảo sát. Lão Điền, anh thấy sao? Trương Quốc Phú cảm thấy cần phải hỏi Điền Vĩnh Thái. Trưởng ban Triệu còn phải ở Văn Thành 2 ngày, không thể mỗi ngày ăn xong rồi đi ngủ luôn. Trưởng ban Triệu chắc không sớm đi nghỉ như vậy đâu, vấn đề là nên bố trí gì mới vừa ý trưởng ban. Điền Vĩnh Thái cũng không dám xác định, trước đây không có ai có qua lại với trưởng ban Triệu nên không biết thói quen của đối phương. Chờ chút, tôi gọi điện hỏi xem. Gọi cho ai? Vạn Đại Hữu có chút tò mò. Phó thị trưởng Hồng Sơn, Hoắc Vân Đạt, y chính là người từ Ninh Lăng sang Điền Nam chúng ta khi trưởng ban Triệu làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, y chắc biết sở thích của trưởng ban Triệu. Điền Vĩnh Thái vui vẻ nói. Quyển 17, chương 25. Bỏ máy xuống, Điền Vĩnh Thái phát hiện mình gọi cũng như không. Trong điện thoại Hoắc Vân Đạt nói trưởng ban Triệu không có sở thích gì, chỉ thích thể dục, đánh tennis,
bơi, leo núi, đây là sở thích gì chứ? Bảo sao vị trưởng ban Triệu này lại nhiều sức đến vậy, từ sáng đến tối đi cả ngày mà không thấy hắn mệt lúc nào cả. Sao rồi? Trương Quốc Phú và Vi Văn Minh đều nhìn Điền Vĩnh Thái. Y nói trưởng ban Triệu thích thể dục, bơi, tennis, leo núi, nếu không sẽ đọc sách, còn thích uống trà, ngoài ra không có sở thích gì khác. Điền Vĩnh Thái bất đắc dĩ xua tay nói. Ai ngờ trưởng ban Triệu còn trẻ mà lại không có sở thích gì. Ngoài uống trà miễn cưỡng coi như sở thích ra thì mấy cái khác có coi là sở thích không? Ồ, như vậy đúng là phiền rồi. Trương Quốc Phú nhíu mày nói, trong lúc nhất thời y cũng không biết nên tiếp đón vị trưởng ban Triệu này như thế nào. Chủ nhiệm Trử đã gọi điện nhắc mình vị trưởng ban Triệu này có lai lịch rất lớn, chẳng những có quan hệ mật thiết với Bí Thư Thái, hơn nữa hình như còn có quan hệ ở Trung ương. Chủ nhiệm Trử rất ít khi đánh giá cán bộ như vậy, do mình và Lão Vi có quan hệ khá tốt với chủ nhiệm nên mới nói thế. Nhưng vị trưởng ban Triệu này lại không có sở thích gì thì đúng là muốn kéo gần quan hệ cũng khó khăn. Bí thư Trương, hay là chúng ta mời Bí thư Triệu đến Phượng Đỉnh Các, nơi ấy có phong cảnh đẹp. Hôm nay thời tiết tốt uống trà Quảng Bắc là ổn, anh thấy sao? Vi Văn Minh rất nhạy bén, nghe Điền Vĩnh Thái nói Triệu Quốc Đống thích uống trà liền nghĩ ngay ra biện pháp. Lão Vi, ý này rất được, trà Quảng Bắc chúng ta nơi khác muốn thử cũng không thử được, không kém gì trà Phổ Nhị. Chúng ta có thể ngồi tâm sự với trưởng ban Triệu, tăng tình cảm. Trương Quốc Phú nói. Lão Điền, anh thấy sao? Cũng được, trưởng ban Triệu thích uống trà, tôi thấy trong văn phòng trưởng ban ngoài sách ra chỉ có hộp trà, rất nhiều loại. Trưởng ban Triệu còn bảo tôi cầm hai hộp trà Ninh Lăng, Thanh Trâm để coi như quảng cáo trà cho Ninh Lăng, Hoài Khánh. Điền Vĩnh Thái cũng thấy ý này khá hay. Tôi còn nói Điền Nam chúng ta mới là tỉnh sản xuất trà lớn, Phổ Nhị nổi tiếng thế giới. Trẻ tỉnh An Nguyên không thể so sánh với Điền Nam chúng ta. Trưởng ban Triệu còn không vui, cứ bắt tôi nếm thử trà Ninh Lăng, nói không thua gì trà Phổ Nhị. Ha ha, không ngờ trưởng ban Triệu lại giữ gìn nơi mình công tác như vậy. Vạn Đại Hữu cười ha hả nói. Đến Điền Nam chúng ta rồi mà còn không quên tuyên truyền, quảng cáo cho nơi cũ. Lão Vạn, anh nói đúng rồi. Trà Ninh Lăng mấy năm nay rất nổi tiếng, nghe nói khá được hoan nghênh ở Hong Kong, Đài Loan. Mà ngành chè này ở Ninh Lăng bắt đầu phát triển lên khi trưởng ban Triệu còn làm bí thư huyện ủy ở Ninh Lăng hồi 7-8 năm trước. Nghe nói lúc ấy đưa một công ty sản xuất chè khổng lồ ở Bắc Kinh, thoáng cái biến chè Ninh Lăng đang nửa sống nửa chết sống lại. Điền Vĩnh Thái nói, ồ, vậy thì hay quá, nếu trưởng ban Triệu có quan hệ ở việc này thì có thể giúp quảng bá chè Văn Thành chúng ta. Tốt nhất có thể đưa vào 1-2 công ty sản xuất quy mô lớn vào. Vi Văn Minh nói, Lão Vi, cái này anh tự hỏi trưởng ban Triệu đi, chẳng qua các anh có lẽ không hiểu rõ về trưởng ban Triệu. Trưởng ban Triệu là chuyên gia làm kinh tế, có lẽ các anh đều biết năm trước khi trưởng ban Triệu làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, tỉnh An Nguyên, Ninh Lăng có GDP đột phá 100 tỷ rồi chứ. Nhưng các anh biết 2 năm trước GDP của Ninh Lăng là bao nhiêu không? Điền Vĩnh Thái nhìn quanh và hỏi. Sợ là ít nhất phải 50 tỷ. Vi Văn Minh trầm ngâm nói. Bọn họ cũng chỉ biết vị trưởng ban Triệu này lập nghiệp từ kinh tế, Ninh Lăng là thị xã đầu tiên ở khu vực đất liền đột phá GDP 100 tỷ còn tình hình cụ thể thì không biết. Hắc hắc, năm 2002 trưởng ban Triệu đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, nghe nói GDP của Ninh Lăng lúc ấy chưa đầy 20 tỷ. Các anh tính xem 2 năm tăng trưởng bao nhiêu. Mấy hôm trước tôi đọc bài viết trên Nhật báo Kinh tế nói thống đốc Ngân hàng Nhân dân đến Ninh Lăng khảo sát công tác xây dựng hệ thống tín dụng. Bên trên nói Ninh Lăng là thị xã có nhiều chi nhánh ngân hàng nhất khu vực đất liền, về cơ bản tất cả ngân hàng trong nước đều có chi nhánh ở Ninh Lăng, nghe nói các ngân hàng nước ngoài cũng rất có hứng thú với Ninh Lăng, cho rằng không khí kinh doanh ở Ninh Lăng và sự phát triển đáng để bọn họ tiến vào. Điền Vĩnh Thái thuận miệng nói, cho nên trên xe tôi có thảo luận với trưởng ban Triệu về tốc độ tăng trưởng năm nay của Ninh Lăng là bao nhiêu. Trưởng ban Triệu nói có lẽ năm nay sẽ đạt được 150 đến 160 tỷ. Nói cách khác tốc độ tăng trưởng sẽ từ 50 đến 60%. Ba người Trương Quốc Phú đều hít sâu một hơi. Khởi điểm thấp, kinh tế tăng tốc nhanh còn có thể chấp nhận nhưng khi GDP đạt được 100 tỷ mà GDP còn có tốc độ tăng trưởng đến 50% thì đúng là làm người ta sợ. Năm ngoái Côn Châu còn chưa đạt được 100 tỷ, Văn Thành mới có 13 tỷ, tốc độ tăng trưởng 15% đã là cao. Trưởng ban Triệu đến Điền Nam chúng ta làm trưởng ban tổ chức cán bộ đúng là phí tài năng. Trương Quốc Phú nói. Điền Vĩnh Thái nhìn Trương Quốc Phú và cười cười.
Triệu Quốc Đống rất vui vẻ nhận lời mời đến Phượng Đỉnh Các uống trà của Trương Quốc Phú. Thời tiết tháng tư rất đẹp, có thể lên nơi cao uống trà, ngắm cảnh cũng làm người ta vui vẻ. Văn Thành về cơ bản là một thiên đường không ô nhiễm, không có công nghiệp. Điều này cũng có nghĩ Văn Thành thiếu kinh tế công nghiệp để chống đỡ, tài chính yếu kém. Văn Thành đúng là nơi đi ra nhân tài, Trử Liễu chính là từ nơi này đi ra. Việc điều tra Long Lĩnh, tổ công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy vẫn đang tiến hành, Triệu Quốc Đống đã thông qua vài con đường khác tìm hiểu nhưng không được bao thứ đáng giá. Bản tài liệu kia hắn đã cẩn thận xem, cũng bảo Phương Dạ Bạch xác minh bản tài liệu này qua bạn của y ở Ủy ban Kỷ luật Vĩnh Xương. Mặc dù có đôi chút khác nhưng không nhiều. Từ bạn của Phương Dạ Bạch cũng chứng thực một tin, tổ công tác Ủy ban Kỷ luật đạt được không ít thứ có giá trị nhưng biểu hiện của bọn họ rất lạ, vẫn không đưa ra kết luận gì. Điều này làm Triệu Quốc Đống nghi ngờ Trử Liễu muốn làm gì đó. Hắn rất muốn trực tiếp nói chuyện với Trử Liễu về việc ở Long Lĩnh nhưng nghĩ mãi lại thấy điều kiện chưa thích hợp. Thông qua Hùng Chính Lâm, Triệu Quốc Đống coi như hiểu khá rõ về Trử Liễu. Mặc dù trong công việc hàng ngày không nhìn ra khuynh hướng của cô ta nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy Trử Liễu về tổng thể mà nói là khá công tâm, đây cũng là đánh giá của Hùng Chính Lâm về Trử Liễu. Hùng Chính Lâm đánh giá Trử Liễu khá cao, y nói Trử Liễu rất kín đáo, cân nhắc vấn đề khá cẩn thận, chu toàn, làm chuyện gì cũng tính toán trước rồi mới có hành động, tuyệt không làm chuyện không nắm chắc, hơn nữa nắm bắt rõ ý đồ cấp trên. Một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật như vậy mà có thái độ khá lạ ở vụ việc lần này, không thể nghi ngờ cô ta không có mục đích. Triệu Quốc Đống rất cẩn thận tìm hiểu về Trử Liễu, cho nên khi chưa xác định được ý đồ của đối phương thì hắn thả đồng ý quan sát thêm. Trử Liễu là người Văn Thành, có tình cảm rất tốt với Văn Thành. Bí thư thị ủy Trương Quốc Phú và thị trưởng Vi Văn Minh đều có quan hệ tốt với Trử Liễu. Trử Liễu cũng khá quan tâm tình hình phát triển của Văn Thành, thậm chí không hề e ngại. Vì thế Triệu Quốc Đống hy vọng có thể thông qua vài con đường kéo gần quan hệ giữa mình và Trử Liễu, như vậy sẽ giúp đỡ cho công tác của hắn sau này. Từ một vài con đường tìm hiểu thì Triệu Quốc Đống biết Trử Liễu rất hy vọng quê hương của cô ta phát triển nhanh hơn, đây cũng là nguyên nhân mà Trương Quốc Phú và Vi Văn Minh được Trử Liễu tin tưởng. Nhưng cơ sở vật chất yếu kém cùng thiếu quy hoạch chiến lược lâu dài của Văn Thành vẫn hạn chế sự phát triển kinh tế của Văn Thành. Ở phương diện này Triệu Quốc Đống lại khá tự tin. Mặc dù hắn bây giờ là trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng hắn tin mình vẫn có thể phát huy tác dụng ở mặt kinh tế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.